Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 241. Ma Bi chi chủ, hẳn không gặp mặt Vũ Văn Cơ hợp tác chứ? Diệp Thần khẽ cau mày, lần trước hắn ở Hồng Mông Phúc Địa, và Ma Bi chi chủ đánh một trận, hoàn toàn cắt đứt Ma Bi chi chủ sống lưng, người này khí số đã hết, đã lật không dậy nổi cái gì gợn sóng, nhưng Diệp Thần chỉ sợ hắn sắp chết vùng vẫy, không tiếc nhân quả, cũng phải bại lộ mình vị trí. Hoang ma kiếm chủng ma khí, phải lập tức giải quyết. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đem hy vọng ký thác vào trên người địch nhân, cái này là không lý trí. Chỉ muốn giải quyết hoang ma kiếm chủng ma khí phát ra, Diệp Thần cũng không cần sợ nữa bại lộ. Mà hiện tại, hắn vừa vặn có biện pháp giải quyết. Đó chính là Tịnh Long Tuyền. Tịnh Long Tuyền, có thể bồi dưỡng hoang ma kiếm chủng, để cho cái hạt giống này trưởng thành, thu liễm ma khí. Chỉ cần ma khí không tản ra, Ma Bi chi chủ liền không tra được Diệp Thần tung tích. Diệp Thần lập tức bay đến hoang ma kiếm chủng bầu trời, cái hạt giống này, núi vậy khổng lồ, sừng sững ở trên vùng đất, sáng đẹp kỳ quan. Tịnh Long Tuyền lưu, bồi bổ kiếm trồng, ma khí nội liếm, cố bổn bồi nguyên. Diệp Thần trong miệng tụng niệm, sử dụng ngọc bình, đem hàng loạt Tịnh Long Tuyền, từ chân trời dốc vào đi xuống. Ùm ùm. Như sao sông vậy mênh mông Tịnh Long Tuyền, từ ngọc bình bên trong cuồn cuộn dòng nước chảy ra, ngay tức thì trên không trung hình thành một cái thác nước, bay chảy thẳng xuống 3.000 xích, rào 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 chút xuống đi xuống. Vù vù. Đúng viên hoang ma kiếm chủng, lấy được Tịnh Long Tuyền nước bồi bổ, lập tức chấn động đứng lên. Nguyên bản bằng sắt vậy hạt giống ra, rắc 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 rắc, xuất hiện một chút kẽ hở, có từng luồng ánh sáng chói mắt, từ bên trong bộc phát ra. Đó là hoang ma thiên kiếm kiếm quang. Cái hạt giống này, mơ hồ muốn tan vỡ nảy mầm, thả ra kiếm quang sáng chói. Mà vờn quanh ở hạt giống bốn phía ma khí, chính là nhanh chóng nội liếm, trở lại hoang ma kiếm chủng nội bộ, bắt đầu nổi lên kiếm quang. Làm tất cả ma khí nội liếm, toàn bộ nổi lên thành kiếm quang thời điểm, chính là hoang ma kiếm chủng hoàn toàn nảy mầm, thiên kiếm ra đời lúc. Bất quá ma khí nội liếm, nổi lên kiếm quang. Nảy mầm bạo kiếm quá trình, đặc biệt rất lâu, cần phải hao phí hàng loạt tài nguyên. Diệp Thần Tịnh Long Tuyền, tử lượng cao ngân hà, cuồn cuộn không ngừng bơm vào đi xuống, không ngừng bồi dưỡng hoang ma kiếm chủng. Nhưng là, hoang ma kiếm chủng, chỉ là tan vỡ mấy cái kẽ hở, khoảng cách chân chính hoàn toàn nảy mầm, còn rất xa xôi. Vậy từng luồng ma khí, đang nội liếm, Diệp Thần phỏng đoán muốn chờ một ngày thời gian, ma khí mới có thể dừng lại tản ra. Hoàn toàn thu liễm đến nội bộ. Sau đó bước kế tiếp, chính là nổi lên kiếm quang, cái này cũng cần ngập trời tài nguyên chống đỡ, dựa hết vào Tịnh Long Tuyền là xa xa không đủ. Diệp Thần chỉ muốn trước thu liễm ma khí, xóa đi hết tất cả uy hiếp. Tịnh Long Tuyền nước, chỉ như vậy cuồn cuộn không ngừng, tới trước hoang ma kiếm chủng. Diệp Thần lần nữa trở lại Diệp Lạc Nhi bên người, bát quái lò luyện đan vận chuyển, cần Diệp Thần không ngừng ra tay duy trì. Trong khoảng thời gian này, hắn không thể và người chiến đấu, nếu không bát quái đạo khí vừa tán, đúng lò luyện đan cũng sẽ sụp đổ, Diệp Lạc Nhi vậy sẽ hoàn toàn bị cuốn vào băng diệt trong hư không, hài cốt không còn. Hiện tại Diệp Thần phải làm, là chờ đợi, chỉ cần cùng 5 ngày thời gian kết thúc, Minh Long cổ trừ bỏ, vậy hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết. Lúc này, thiên nhân vực, Minh Long thần tộc một tòa thiền điện. Nơi này là Minh Long thần tộc trụ sở chính. Một tòa tòa cổ xưa cung điện, liên miên thành phiến, vô số đen nhánh, thâm trầm, u ám, hào hùng minh khí, không ngừng vần quanh lẩn quẩn, trên bầu trời có từng cái thủy tinh minh long tuần tra, đúng phiến cung điện hiển hiện ra mênh mông hơi thở. Đại điện chỗ sâu, một người mặc hoàng kim long bào nam tử, đang ngồi ở trên ngai vàng, chính là Vũ Văn Cơ. Ở Vũ Văn Cơ trước mặt, chính là từng cái minh long thần điện cường giả, bị hắn nắm trong tay. Minh Long thần tộc là một cái đại chủng tộc, có Vũ Văn Thị, Trần Thị, Viêm Thiên Thị, Đường Thị Vân. Vân Thị tộc, trong đó lớn nhất hai cái thị tộc, một cái là Vũ Văn Thị, một cái khác chính là Trần Thị. Kể từ khi biết là luân hồi chi chủ sau đó, Vũ Văn Cơ liền hỏa tốc chạy về thiên nhân vực, liền liên lạc mình nơi có thể điều động thế lực gia tộc, ngắn thời gian ngắn, liền triệu tập đến hàng loạt cường giả. Các vị, luân hồi chi chủ đời này truyền nhân, ngay tại Dương Chân Vực. Người này khí vận ngút trời, nếu như bị hắn lớn lên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chúng ta phải thừa dịp hắn còn yếu nhỏ, đem hắn tru diệt, đoạn tuyệt hết thảy hậu hoạn.
Vũ Văn Cơ nhìn rất nhiều thị tộc những cao thủ, phát ra chiến ý hừng hực thanh âm. Mọi người sắc mặt khác nhau, không nghĩ tới Vũ Văn Cơ gặp phải kẻ địch, lại là luân hồi chi chủ, khó trách như thế trịnh trọng kỳ sự, triệu tập các bộ đội ngũ. Phải biết, ban đầu đồ sát thánh đại hội, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên mũi nhọn bùng nổ, cuối cùng đều không có thể giết chết luân hồi chi chủ. Có thể tưởng tượng được, luân hồi chi chủ khí vận, có bao nhiêu thâm hậu, muốn giết chết hắn, thật sự là muôn vàn khó khăn sự việc. Các vị mời yên tâm, cái này luân hồi chi chủ, thực lực chỉ có càn khôn cảnh tầng 3, 4 trời, thật sự là một con kiến hôi, đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Ban đầu vận mệnh đứng đầu, tâm ma chi chủ, cái này hai người khinh địch khinh thường, mới cuối cùng bị luân hồi chi chủ chạy khỏi. Chỉ cần chúng ta không nhẹ địch, vừa thấy mặt đã động sát thủ, vậy luân hồi chi chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Văn Cơ giọng vang vang có lực. Đám người nhìn nhau, tại chỗ các bộ cao thủ, thực lực kém cỏi nhất đều có còn chân cảnh, phần lớn đều là còn chân cảnh sơ kỳ, trung kỳ cường giả, nhiều người như vậy liên hiệp, sợ là đủ để càn quét dương chân vực, phải đối phó một cái càn khôn cảnh tầng 3, 4 thiên con kiến hôi, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, đám người trong lòng nhất thời đại định, sau đó trên mặt lộ ra lau một cái nóng rực mong đợi. Chỉ cần chu diệt luân hồi chi chủ, cướp lấy luân hồi huyết mạch, còn có luân hồi chi chủ tích lũy thiên tài địa bảo, tất cả loại thuật pháp thần thông vân. Vân, tuyệt đối là một đêm chợt giàu. Cần tuân thiếu chủ hiệu lệnh. Đám người rối rít chắp tay đồng hô, chỉ cùng Vũ Văn Cơ ra lệnh một tiếng, thì phải dốc toàn bộ ra, tiêu diệt Diệp Thần. Vũ Văn Cơ nói, các ngươi lùi xuống trước đi, chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày nay trong thời gian, chúng ta liền phải lên đường. Đám người cung kính đáp dạ, lui ra ngoài. Vũ Văn Cơ chân mày, lại sâu sâu khóa chặt, cùng đám người rời đi, đánh mở một cái cửa ngầm, dọc theo cửa ngầm mật đạo, đi tới lòng đất bên trong đi. Thế giới lòng đất, quỷ khóc sói tru, khắp nơi tràn ngập tất cả âm hồn, tất cả mãnh quỷ, phảng phất là thế giới của địa ngục. Ở thế giới lòng đất trung ương, đứng sừng sững một miếng cự môn. Cái này phiến cự môn, lại có thể hình như là vật còn sống, phía trên ngọa nguậy vô số máu thịt ma quái, có dù sao cũng ác quỷ tiếng khóc truyền tới, chính là thái thượng 12 thật bảo bên trong A Tỷ quỷ khóc cửa. Ở A Tỷ cửa trước, có một tôn thân ảnh già nua, ngồi xếp bằng, tựa như địa tàng quỷ vương, quanh thân quỷ khí vần quanh, tựa hồ đang tu luyện trước chút gì. Trần thúc thúc, Vũ Văn Cơ hướng cái này ông già, cung kính thi lễ. Cái này ông già chính là Trần thị nhất tộc cao nhất nắm giữ, trong truyền thuyết thái thượng thiên nữ người làm, bá tánh thần tôn Trần Thương Sinh. Thiếu chủ, ta ở cảm ngộ thái thượng thiên quỷ đạo diệu pháp, mời ngươi không muốn quấy rầy nữa ta. Trần Thương Sinh trong mắt mở ra, trong ánh mắt như có muôn vàn ác quỷ chiếm cứ, đặc biệt dữ tợn, nhiếp tâm hồn người. Thái thượng thiên quỷ đạo, là núp ở A Tỷ cửa bên trong thái thượng đạo pháp, cũng là thái thượng thiên nữ lưu lại. Cửa này thái thượng thiên quỷ đạo, nếu như tu luyện thành công, uy lực đủ để sánh bằng lục đạo luân hồi pháp bên trong ngạ quỷ đạo, có thể hóa thân chư thiên quỷ vương, khu ngự dù sao cũng mãnh quỷ, vô cùng lợi hại. Trần thúc thúc, Thanh Nhu nàng bị luân hồi chi chủ bắt đi, chịu hết giày xéo, chúng ta vẫn là nhanh chóng trước đi cứu viện. Vũ Văn Cơ kiêng kỵ sâu đậm luân hồi chi chủ khí vận, cho dù ngoài mặt thực lực chiếm hết thượng phong, nhưng hắn vậy không dám khinh thường. Hiện tại, Vũ Văn Cơ chỉ muốn mời Trần Thương Sinh rời núi, chỉ cần Trần Thương Sinh vậy chịu ra tay, vậy luân hồi chi chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luân hồi chi chủ, là thái thượng thiên nữ xem trọng nhân vật lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không dám cùng hắn là địch, nếu không vi phạm thái thượng thiên nữ ý nguyện, ta tội nghiệt sâu nặng. Trần Thương Sinh nhàn nhạt mở miệng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối không dám lộn xộn sát thủ, bởi vì thái thượng thiên nữ ý chí còn không phai mờ. Nghĩ lúc đó thiên ngục thần đế, nhiều lần nhằm vào Diệp Thần, cuối cùng bi thảm chết, đây là nhân quả báo ứng, bọn họ thân là thái thượng thiên nữ người làm, tuyệt đối không thể phá xấu xa thiên nữ kế hoạch, nếu không sẽ có thiên đại trừng phạt. Trần thúc thúc, liền liền Thanh Nhu xảy ra chuyện, người cũng không cứu sao. Vũ Văn Cơ thanh âm nặng nề, hiện tại Trần Thương Sinh con gái Trần Thanh Nhu, còn ở Diệp Thần trong tay. Nghe vậy, Trần Thương Sinh thân thể run lên. Hắn liền một cô con gái như vậy, rơi vào Diệp Thần trong tay, vô cùng tự nhiên lo âu, thậm chí còn có tức giận. Thanh Nhu nàng đi theo ngươi, đắc tội luân hồi chi chủ, bị luân hồi chi chủ hành hạ, cũng là thiên lý tuần hoàn,
báo ứng khó chịu, ta mặc dù đau tim, nhưng vậy không thể làm gì. Trần Thương Sinh giọng, vẫn là bình thản hình dáng, hiển nhiên là lòng dạ cực sâu, vì không xúc phạm Thái Thượng Thiên Nữ ý chí, coi như con gái bị hành hạ, cũng có thể cưỡng ép chịu đựng ở. Trần Thúc Thúc, Thái Thượng Thiên Nữ lưu lại ở thế gian ý chí, chỉ còn lại nông cạn một chút, chỉ cần ngươi luyện thành Thái Thượng Thiên Quỷ Đạo, đột phá tu vi, đủ để chống lại, đến lúc đó, ngươi sẽ không sợ Thái Thượng Thiên Nữ, có thể tận tình báo thù, chém chết luân hồi chi chủ, cứu về Thanh Nhu. Vũ Văn Cơ ánh mắt cay độc, lập tức liền xem ra vấn đề ở chỗ. Trần Thương Sinh cố kỵ, là Thái Thượng Thiên Nữ uy lực còn lại, sợ gặp phải thiên phạt hành hạ. Nhưng là, chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại, vậy sẽ không sợ hết thảy uy hiếp. Nếu như Trần Thương Sinh có thể luyện thành Thái Thượng Thiên Quỷ Đạo, có thể hoàn toàn thoát khỏi uy hiếp. Trần Thương Sinh cau mày nói, Thái Thượng Thiên Quỷ Đạo, phức tạp huyền ảo, vô cùng khó tu luyện, nơi nào có như thế dễ dàng luyện thành. Vũ Văn Cơ cười một tiếng, nói ta nghe nói lục đạo luân hồi pháp bên trong, có ngạ quỷ đạo thần thông, chỉ cần chúng ta giết luân hồi chi chủ, cùng chung luân hồi quy luật, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nghe vậy, Trần Thương Sinh ha ha cười nhạt, nói cho cùng, người vẫn là phải ta xuất thủ trước, vạn nhất phát sinh chuyện gì bất ngờ, người thay ta ngăn trở thiên nữ trừng phạt. Vũ Văn Cơ nói, Trần Thúc Thúc, chúng ta Minh Long thần tộc ở thiên nhân vực thế lực không tính là yếu. Muốn giết một cái càn khôn cảnh tầng 3, 4 thiên tiểu tử, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay, nơi nào sẽ có gì ngoài ý muốn. Trần Thương Sinh lại là cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi thật có lớn như vậy chắc chắn, cũng sẽ không năm lần bảy lượt tới đây mời ta. Vũ Văn Cơ sắc mặt trầm xuống, nhất thời im miệng. Trần Thương Sinh nói không sai, hắn đích xác không có tuyệt đối chắc chắn. Luân hồi chi chủ, khí vận quá thâm hậu. Nếu như Trần Thương Sinh từ đầu đến cuối không chịu ra tay, vậy Vũ Văn Cơ cũng không có nắm chắc tất thắng. Trần Thúc Thúc, người suy nghĩ một chút nữa. Vũ Văn Cơ lưu lại một câu nói, xoay người rời đi. Tiếp theo 3 ngày, Vũ Văn Cơ cũng không có lên đường, không ngừng khuyên lơn Trần Thương Sinh, hy vọng hắn có thể rời núi. Trần Thương Sinh không khỏi kỳ phiền, chỉ có thể nói, muốn ta rời núi, tuyệt không khả năng, ta tối đa cầm pháp bảo cho ngươi mượn. Trần Thúc Thúc, người phải đem A Tỷ cửa cho mượn ta. Vũ Văn Cơ vừa nghe, nhất thời ánh mắt sáng lên. A Tỷ cửa, có thể nói là Minh Long thần trong tộc lá bài tẩy cấp pháp bảo khác, Trần Thương Sinh không biết rèn luyện nhiều ít năm, dùng vô số sinh linh huyết hồn tế luyện, lực sát thương lớn vô cùng. Trần Thương Sinh 7-8 thành tu vi, đều ở đây cái này phiến A Tỷ bên trong cửa, nếu như có thể bắt được A Tỷ cửa, coi như không có Trần Thương Sinh tự mình ra tay. Vũ Văn Cơ cơ hội thắng cũng lớn lớn tăng lên. Cầm đi. Trần Thương Sinh vung tay lên, đúng phiến A Tỷ quỷ khóc cửa, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, trôi lơ lửng ở Vũ Văn Cơ trước mặt. Suy. Trần Thương Sinh lại vung tay lên, ngưng luyện ra một tấm điều khiển pháp bảo phù chiếu, vậy cùng nhau giao cho Vũ Văn Cơ, nói, nếu như con gái ta còn chưa có chết, nhớ cứu nàng trở về. Đa tạ Trần Thúc Thúc. Vũ Văn Cơ lấy được rồi pháp bảo, nhất thời đại hỉ, lúc này rời đi lòng đất, triệu tập dưới quyền cường giả, chuẩn bị lên đường. Từng đạo mạnh mẽ bóng người, lần nữa tụ tập. Chu diệt luân hồi chi chủ, ngay tại hôm nay. Vũ Văn Cơ hăm hở, bấm ngón tay suy tính, bắt Minh Long cổ vị trí, chuẩn bị dẫn người đi giết. Nhưng ngay vào lúc này, Vũ Văn Cơ kinh ngạc phát hiện, Minh Long cổ hơi thở, lại có thể bị che giấu được không có một chút dấu vết. Chuyện gì xảy ra? Cảm thấy được một màn này, Vũ Văn Cơ nhất thời hoảng hốt. Hắn ở Diệp Lạc Nhi trên mình trồng Minh Long cổ, vốn là vô luận Diệp Lạc Nhi ở địa phương nào, hắn đều có thể cảm ứng được. Nhưng hiện tại, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, Minh Long cổ hơi thở, bị người dùng vô cùng cao minh thủ đoạn, hoàn toàn che đậy. Cái này không thể nào, ta trồng cổ trùng, coi như là hoàng tuyền đồ, cũng không khả năng tùy tiện che giấu à? Vũ Văn Cơ không dám tin tưởng, hắn nhưng không biết hoàng tuyền đồ bên trong, có một bụi sa la cây trà, hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả thiên cơ, ngăn trở hết thảy bắt. Rất nhiều cường giả, thấy Vũ Văn Cơ thần sắc khác thường, đều là trố mắt nhìn nhau, cảm thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ phát sinh ngoài ý muốn. Vũ Văn Cơ sắc mặt vậy rất là khó khăn xem, khó khăn được mượn được liền A Tỷ cửa, chuẩn bị mở toang ra sát phạt, không nghĩ tới đột nhiên chặn Minh Long cổ hơi thở, đây có thể phiền toái. Thậm chí,
Trong sâu thẳm, Vũ Văn Cơ cảm giác được, Minh Long cổ sinh mạng hơi thở, sắp bị phai mờ. Tối đa thời gian 2 ngày, Minh Long cổ sẽ bị trừ bỏ, đến lúc đó, hắn lại cũng không khả năng khống chế Diệp Lạc Nhi. Đáng chết, luân hồi chi chủ, dùng thủ đoạn gì, lại có thể trừ bỏ Minh Long cổ. Vũ Văn Cơ có vẻ tức giận, vậy Minh Long cổ, hỗn hợp máu tươi của hắn, căn cơ đặc biệt sâu, hắn hoàn toàn không biết Diệp Thần dùng thủ đoạn gì, lại có thể như thế nghịch thiên, ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian, là có thể nhổ hết cổ độc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người thấy Vũ Văn Cơ sắc mặt, càng ngày càng khó xem, nhất thời cảm thấy bất an, thật chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, thật sự có như thế mạnh. Chính là càn khôn cảnh tầng 3, 4 trời, là có thể để cho Vũ Văn Cơ kiêng kỵ như vậy. Báo. Ngay tại Vũ Văn Cơ vô cùng ngưng trọng để gặp, một tên thủ hạ người đi vào, đưa lên một phong thư, nói. Thiếu chủ, có đóng kín một cái phi kiếm truyền tin phát cho ngươi. À, là ai gửi tới? Vũ Văn Cơ lại nhíu mày, mở ra thư, nhưng gặp thư trên, hội họa trước Diệp Thần vị trí cụ thể. Ký tên là Ma Bi Chi Chủ. Ma Bi Chi Chủ phát tin cho ta. Vũ Văn Cơ một hồi kinh ngạc, nhìn trong thơ hội họa, lập tức hiểu rõ Diệp Thần vị trí. Tên này, bị luân hồi chi chủ tổn thương nặng, võ đạo sống lưng cắt mất, khí số đã hết, bây giờ muốn mượn tay ta, đi chém chết luân hồi chi chủ. Vũ Văn Cơ cười lạnh một tiếng, ngay tức thì hiểu rõ Ma Bi Chi Chủ ý đồ, hiển nhiên là mượn đao giết người. Thậm chí, Ma Bi Chi Chủ có thể còn muốn chơi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau trò lừa bịp. Khí số vừa hết sức, làm sao đắng vùng vẫy. Tới ta Minh Long thần tộc, rất nhiều người cuộc đời còn lại an ổn. Vũ Văn Cơ cong ngón tay bắn ra, đánh ra một phiến vảy rồng, hướng Ma Bi Chi Chủ thơ hồi âm, có chút chiêu mộ ý. Lần này Ma Bi Chi Chủ phát tin, cho hắn cung cấp Diệp Thần vị trí cụ thể, có thể nói là giúp bận việc. Cái này nhân quả, Vũ Văn Cơ tự nhiên phải trả. Thu nhận Ma Bi Chi Chủ, là hắn có lòng tốt. Lên đường. Vị trí nếu biết, Vũ Văn Cơ trong lòng đại định, lúc này mang các bộ cường giả, ngang nhiên lên đường. Vô số điều Minh Long, từ trong đại điện bay ra, ào ào, hạ xuống Dương Chân Vực. Mà lúc này Ma Bi Chi Chủ, ở một nơi vô cùng là u ám trong góc, nhận được Vũ Văn Cơ thơ hồi âm. Ha ha, rất nhiều ta cuộc đời còn lại an ổn. Không nghĩ tới ta đường đường một đời ma chủ, lại có thể luân lạc tới như vậy bước. Ma Bi Chi Chủ nhìn nội dung trong thơ, phát ra ảm đạm, không biết làm sao, tức giận nụ cười. Lần trước, hắn và Diệp Thần, ở Hồng Mông Phúc Địa quyết chiến. Kết quả, Diệp Thần dựa vào thông thiên thực lực, sẽ cùng Lâm Thanh Trúc liên thủ, lợi dụng trấn ma huyết thạch, hung hăng tổn thương nặng hắn. Bây giờ Ma Bi Chi Chủ, võ đạo cột xương sống đều bị đánh gãy, khí số đã hết, đã đến cùng đồ mạt lộ. Nhớ năm đó, hắn cũng là và Thái Thượng Thiên Nữ chiến đấu qua nhân vật, ngày hôm nay rơi vào như vậy bước, tự nhiên khó mà cam tâm. Ta còn có lật bàn cơ hội. Lần này Vũ Văn Cơ, toàn lực đối phó thằng nhóc kia, nhất định có kinh thiên đại chiến, ta nói không chừng có đục nước béo cò cơ hội. Ma Bi Chi Chủ suy nghĩ, thân thể thoáng một cái, trốn vào hư không biến mất. Lúc này Diệp Thần, đang hoàng tuyền đồ bên trong. Hắn vừa dùng Tịnh Long tuyền, phối hợp bát quái lò luyện đan, cứu chữa trước Diệp Lạc Nhi. Bên kia, thì tưới trước hoang ma kiếm chủng, bồi dưỡng cái hạt giống này trưởng thành. Đi qua 3 ngày thời gian, Diệp Lạc Nhi Minh Long cổ, chủ thể bộ phận đã bị trừ bỏ, kế tiếp là chỉ tận gốc tán lạc ở kinh mạch các nơi hơn độc. Chỉ cần lại cho Diệp Thần 2 ngày, là được đại công cáo thành. Diệp Lạc Nhi ngâm ở lò luyện đan bên trong nước suối mặt, đã không có ban đầu thống khổ. Theo Minh Long cổ bị trừ bỏ, nàng đã hoàn toàn tỉnh lại, gò má đỏ thắm, hơi thở không câu nệ, chỉ cùng hơn độc tiêu trừ, là được hoàn toàn khôi phục. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Diệp Lạc Nhi nhìn Diệp Thần, lộ ra một cái cảm kích, ôn hòa nụ cười. Lạc Nhi, còn dư lại thời gian 2 ngày. Cùng hơn độc xóa bỏ, sau này ngươi ở lại bên người ta, đời này đều không muốn sẽ rời đi ta. Diệp Thần cũng là ôn hú cười một tiếng, Tổ Long Thần Điện muốn cầm nàng làm con cờ, hắn quả quyết cầm bàn cờ cũng cho lật, không cho Tổ Long Thần Điện bất kỳ lợi dụng cơ hội. Hiện tại Diệp Thần mong muốn, là đem Diệp Lạc Nhi vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình. Diệp Đại Ca, nghe Diệp Thần lời nói,
Diệp Lạc Nhi nhất thời tâm thần rung động, dưới sự kích động, minh long cổ hơn độc sôi trào, kích thích tạng phủ, ho khan kịch liệt, thiếu chút nữa hộc máu. Lạc Nhi, đừng quá kích động, trước giải quyết hơn độc nói sau. Minh long cổ, là Vũ Văn Cơ tự tay trồng cổ trùng, độc tính vô cùng lợi hại, một chút xíu hơn độc, đều có thể lần nữa tái phát nổ, lần nữa biến thành khó dây dưa ác cổ. Cho nên, bây giờ còn chưa đến buông lỏng thời điểm, phải toàn bộ tinh thần chăm chú, khu trừ hết tất cả cổ độc, nếu không thất bại trong gang tấc, vậy thì phiền toái. Ừ, Diệp Lạc Nhi thoáng chấn định tâm thần, gò má đỏ bừng, nghĩ đến cùng cổ độc giải quyết sau đó, có thể vĩnh viễn cùng Diệp đại ca chung một chỗ, trong lòng không nói ra được vui sướng. Diệp thần bàn tay đánh ra từng đạo pháp quyết, giữ bát quái lò luyện đan linh khí, sau đó xoay người bay đi hoang ma kiếm chủng. Hội cái hạt giống này tình huống. Đi qua 3 ngày tưới, hiện tại hoang ma kiếm chủng, ma khí đã hoàn toàn nội liếm, lại cũng không có một chút ma khí tản mát ra, chỉ có mấy tia cổ xưa kiếm quang sáng chói từ hạt giống bên trong kẽ hở thấm ra. Xem kiếm quang kia mũi nhọn, sợ là đủ để khai sơn đoạn biển. Rất tốt, ma khí toàn bộ thu liếm, sau này ma bi chi chủ muốn bắt được ta tung tích, tuyệt không khả năng. Cái cuối cùng tai họa ngầm vậy giải quyết. Diệp thần trong lòng nhất thời vui mừng. Vù vù. Vào lúc này, Diệp thần vậy cảm thấy võ đạo tâm cảnh manh động, thiên ma động minh nhãn và vĩnh dạ đại ma trời, đều có thăng cấp dấu hiệu. Thiên ma động minh nhãn, vĩnh dạ đại ma trời, hai người cũng là ma đạo thuộc tính hồng mông cổ pháp. Cái này 3 ngày thời gian, Diệp thần tưới hoang ma kiếm chủng, học hỏi ma khí vận chuyển, đối với ma đạo cảm ngộ, lại một bước càng sâu. Ma khí thông suốt nguyên khí. Diễn biến thành hồng mông nguyên thuật. Ca. Diệp thần ấn đường, bỗng nhiên hiện ra một viên màu vàng sậm con ngươi, viên này con ngươi, lượn lờ tầng tầng ma khí, dường như muốn xuyên qua hàng tỷ thời không, thấy rõ tất cả thiên cơ sương mù dày đặc. Bất quá, rất nhanh liền tiêu tán đi xuống, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Cực ma chi đồng. Viên này màu vàng sậm con ngươi, tên là cực ma chi đồng, là thiên ma động minh nhãn thăng cấp sau đó. Diễn biến đi ra ngoài hồng mông nguyên thuật, suy diễn tính toán, xem bói lành giữ hiệu quả, so thông thường thiên ma động minh nhãn, không biết lợi hại hơn nhiều ít, hơn nữa còn có cường hãn chiến đấu sát thương, nếu như kết hợp vậy vô cùng kinh khủng mất đi thần quang. Thực lực kia sẽ kinh khủng hơn. Suy, Diệp thần cực ma chi đồng vừa chuyển động, thì có một món đen nhánh ánh sáng bắn ra, ngay tức thì đánh 7000 bước ra, một tòa sơn nhạc nguy nga. Rất tốt. Thiên ma động minh nhãn vậy thăng cấp, sau này ta suy diễn thiên cơ năng lực, tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí vậy tăng cường mất đi thần quang. Diệp thần một hồi mừng rỡ. Nhưng hạ một sát, Diệp thần vui sướng gương mặt, nhưng là ngay tức thì cứng ngắc xuống. Bởi vì, ở trong một cái chớp mắt này, hắn bắt được ngập trời nguy hiểm, ngập trời tai họa. Ma bi chi chủ báo tin. A tỷ cửa. Vũ Văn Cơ đại quân buông xuống. Đây là, ta tung tích tiết lộ. Diệp thần sắc mặt chợt biến, trong thoáng chốc bắt được từng bức họa, ở cực ma chi đồng thấy rõ hạ, ma bi chi chủ báo tin, Vũ Văn Cơ dẫn minh long thần tộc các bộ cao thủ xuất chinh, còn có Trần Thương Sinh cho mượn A tỷ cửa hình ảnh, đều nhất nhất mơ hồ hiện lên ở Diệp thần trong mắt. Cái này cực ma chi đồng, thấy rõ hiệu quả vô cùng cường đại, Diệp thần suy diễn thiên cơ bản lãnh, so với trước kia tăng lên 10 lần vượt quá, cơ hồ là trong nháy mắt. Liền thấy rõ tất cả nguy hiểm, tất cả uy hiếp. Đáng chết, ma bi chi chủ quả nhiên bại lộ ta hành tung. Diệp thần cắn răng, chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Mặc dù, hắn mượn hoàng tuyền đồ và sa la cây trà che giấu, man thiên quá hải, không có bị Vũ Văn Cơ phát hiện. Nhưng bởi vì hoang ma kiếm chủng tồn tại, tung tích của hắn vẫn bị ma bi chi chủ biết. Mà ma bi chi chủ, hiển nhiên sẽ không cho Diệp thần bất kỳ thở dốc cơ hội. Trực tiếp phát tin nói cho Vũ Văn Cơ. Hiện tại Vũ Văn Cơ dẫn rất nhiều cường giả, từ thiên nhân vực hạ xuống, đằng đằng sát khí chạy về phía Diệp Thần. Dù là thiên nhân vực cường giả hạ xuống dương chân vực, sẽ bị quy tắc áp chế. Diệp Thần tình cảnh, vậy là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù hoang ma kiếm chủng ma khí, hiện tại đã thu liếm, sau này ma bi chi chủ không tìm được Diệp Thần tung tích, nhưng ở ma khí không thu liếm trước, ma bi chi chủ đã báo tin. Muốn thừa dịp Diệp Thần và Vũ Văn Cơ đại chiến, đục nước béo cò. Rút lui. Diệp Thần quyết định thật nhanh, trở lại Diệp Lạc Nhi bên người, chuẩn bị rút lui. Hiện tại Diệp Lạc Nhi còn ở chữa trị giây phút,
nếu như lộn xộn hoàng tuyển đồ, dao động căn cơ, rất dễ dàng đưa đến chữa trị thất bại. Nhưng Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, phải mau sớm rút lui, nếu không cùng Vũ Văn Cơ giết tới, vậy vạn sự hưu hí. Phải biết, Diệp Thần hiện tại dùng bát quái lò luyện đan, thay Diệp Lạc Nhi chữa trị, là không thể ra tay chiến đấu, nếu không lò luyện đan lập tức thì phải nổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp đại ca, thế nào? Diệp Lạc Nhi nhìn Diệp Thần mặt âm trầm bàng, nhất thời một hồi lo âu và sợ hãi. Còn thiếu thời gian 2 ngày, nàng liền có thể vĩnh viễn cùng Diệp đại ca chung một chỗ, chẳng lẽ lúc này phát sinh bất ngờ? Vũ Văn Cơ sắp tới, chúng ta phải đi lập tức. Lần trước dung hợp luân hồi đạo cốt, Diệp Thần mặc dù tăng lên tới càn khôn cảnh 4 tầng thiên, nhưng tổn thất một cái tự tại thiên thế giới, khí vận căn cơ bị tổn thương. Hiện tại hắn gian nan nhất giây phút, Vũ Văn Cơ sát phạt hạ xuống, đây thật là thiên đại tai ách. Khí vận bị tổn thương tác dụng phụ đã xuất hiện, nếu như đánh, Diệp Thần thậm chí sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Vũ Văn Cơ. Diệp Lạc Nhi sắc mặt nhất thời một trắng, không nghĩ tới Vũ Văn Cơ sẽ tìm đến nơi này. Đi. Diệp Thần đang muốn khởi động hoàng tuyền đồ rời đi, nhưng cách đó không xa xa là cây trà, nhưng phát ra ngưng trọng thanh âm, nói. Tôn chủ, sợ rằng không đi được, chung quanh triệu nắng hư không, đều bị người phong tỏa. Cái gì? Diệp Thần hơi một cảm ứng, quả nhiên cảm thấy hoàng tuyền đồ bên ngoài, từng tầng một không gian như sắt thép vậy vững chắc nặng nề, triệu nặng hư không toàn bộ bị phong tỏa, trên trời dưới đất, liền một con ruồi cũng bay không đi ra. Hắn muốn rời khỏi, đơn giản là nói vớ vẩn. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, người có thể chạy đi nơi nào? Rất xa bầu trời, truyền đến một hồi liều lĩnh cười to. Chỉ gặp một người mặc hoàng kim long bào chàng thanh niên, dẫn từng cái thủy tinh minh long, phải đen minh long, từ chân trời hạ xuống. Chính là Vũ Văn Cơ. Thiên địa hư không, triệt để, đều bị Vũ Văn Cơ và rất nhiều minh long cao thủ, hoàn toàn phong tỏa. Thiếu chủ, người xem nơi đó, hoàng tuyền đồ chính ở bên kia. Một cái minh mắt rồng quang híp lại, long chảo chỉ về phía trước dãy núi. Ở ẩn núp bên trong dãy núi, nhưng lơ lửng một bức họa cuốn, phía trên có núi xuyên thành quách khí tượng nổi lên, chính là hoàng tuyền đồ. Đi, chúng ta tiến vào hoàng tuyền đồ trong thế giới đi. Ta nghe nói hoàng tuyền đồ là chư thiên vạn giới, xếp hạng thứ nhất hồng mông chí bảo, ta đây muốn xem, pháp bảo này có thể hay không trấn áp ta. Vũ Văn Cơ mặt đầy cuồng ngạo, vì đối phó Diệp Thần, hắn làm 120.000 chia tay chuẩn bị, lần này còn mượn được liền Trần Thương Sinh A Tỷ cửa, bây giờ không có thua đạo lý. Cho nên, Vũ Văn Cơ hăm hở, một mặt chiến ý, thân thể thoáng một cái, lập tức quẹt trầy hư không, như sao rơi, lại có thể trực tiếp biến dạng hoàng tuyền đồ quy luật, rất miễn cưỡng xông vào hoàng tuyền thế giới bên trong đi. Đi theo thiếu chủ, chu diệt luân hồi chi chủ. Rất nhiều minh long thần tộc các cường giả, cũng là một mặt tàn bạo, đằng đằng sát khí đi theo Vũ Văn Cơ, xông vào hoàng tuyền đồ. Hoàng tuyền thế giới bên trong, nhất thời kịch liệt chấn động. Diệp Thần thần sắc đại biến, cái này hoàng tuyền đồ, nhưng mà hắn bổn mệnh pháp bảo, lại có thể bị người cứng rắn xông tới, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Lấn hiếp người quá đáng. Diệp Thần nhất thời giận dữ, chỉ gặp hoàng tuyền thế giới bầu trời. Khắp nơi đều là minh long bóng người, nổi bật nhất chính là Vũ Văn Cơ, ánh sáng vạn trượng, huy hoàng như trời người. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, ta muốn ở ngươi trong thế giới, đem ngươi giết chết, ngươi còn có gì ngôn gì. Vũ Văn Cơ nhìn khắp bốn phía, cảm thụ hoàng tuyền đồ thâm hậu địa mạch căn cơ, phong thủy khí vận, lòng hắn bên trong một hồi khen ngợi. Còn có xa la cây trà, hoang ma kiếm chủng, cũng để cho Vũ Văn Cơ vô cùng thèm thuồng. Chỉ cần giết chết Diệp Thần, nơi này hết thảy, liền đều là hắn. Vũ Văn Cơ cảm giác được, mình tiến vào Dương Chân Vực và Hoàng Tuyền Đồ, tu vi bị áp chế rất nhiều. Dẫu sao, nơi này là Diệp Thần bổn mạng thế giới, hắn cưỡng ép xông tới, tự nhiên phải bỏ ra điểm giá phải trả. Nhưng là, Vũ Văn Cơ cũng không để bụng, hắn dưới mắt thế lực, chân thực quá hừng hực, nắm chắc phần thắng, một chút xíu suy yếu không coi vào đâu. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, Vũ Văn Cơ tu vi bị áp chế, lại đặt mình vào ở Diệp Thần pháp bảo trong thế giới, sợ rằng phải âm rãnh lật thuyền. Nhưng hiện tại, Vũ Văn Cơ dưới quyền, cao thủ như mây, cường giả san sát, khí thế sấm sét vạn quân, đủ để nghiền diệt hết thảy tồn tại.
Mà Diệp Thần, chỉ có một thân một mình thôi. Vũ Văn Cơ lại thấy được một lò luyện đan, trôi lơ lửng ở giữa không trung, ẩm ẩm thiêu đốt. Ở Vũ Văn Cơ phủ xuống ngay tức thì, Diệp Thần đã đánh ra một tầng mậu thổ cấm chế, phong tỏa lò luyện đan, cho nên Vũ Văn Cơ không thấy được Diệp Lạc Nhi bóng người, nhưng vậy cảm nhận được liền Diệp Lạc Nhi hơi thở. Ngươi lại có bản lãnh, có thể nhổ hết ta Minh Long Cổ. Vũ Văn Cơ ngưng thần cảm ứng dưới, phát hiện Minh Long Cổ đã biến mất, chỉ còn lại một ít hơn độc. Đáng tiếc, thế lực của ngươi cuối cùng quá mức đơn bạc, nếu như ngươi kiếp trước người làm, trong truyền thuyết luân hồi sáu ma thần đều ở, ta có lẽ sẽ có điểm kiêng kỵ, nhưng ngươi chỉ có một thân một mình, ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Lạc Nhi, nhất định là ta đồ chơi, không tới phiên ngươi chấm mút. Vũ Văn Cơ ra tay như điện, bàn tay treo ngược, như sao sông treo cuốn, năm ngón tay, tựa như giơ lên trời trụ, chèn ép dù sao cũng hư không, lưới trời tuy thưa, hướng Diệp Thần chấn đẻ tới. Nhất thời gian, Diệp Thần cảm thấy ngập trời áp lực, đơn giản là không thể nào né tránh. Hắn còn muốn duy trì bát quái lò luyện đan vận chuyển, tuyệt đối không thể ra tay chiến đấu, nếu không lò luyện đan ngay tức thì phải tán loạn băng diệt. Diệp Lạc Nhi cũng phải bị nổ cuốn vào bị lạc thời không bên trong đi. Đáng chết! Diệp Thần nghe Vũ Văn Cơ lời nói, nội tâm nổ lên lửa giận ngập trời. Hắn rất rõ ràng, một khi mình bị giết, Diệp Lạc Nhi thì thật muốn lâm vào là Vũ Văn Cơ đồ chơi, chọn đời thoát thân không được. Hắn rất muốn ra tay chiến đấu, nhưng hết lần này tới lần khác, bát quái lò luyện đan còn đang vận chuyển, hắn căn bản không có thể thoát thân. Huyền Tiên Tử, Sóc Lão! Mượn ta lực lượng. Diệp Thần mở miệng nói. Nhưng mà, Huyền Hàn Ngọc Nhưng mở miệng nói, chân thực xin lỗi, chúng ta ở trong Hoàng Tuyền Đồ bị quy tắc hạn chế, không cách nào ra tay. Đúng rồi, yêu Hoàng Thái Nhất Tam Nguyên Thái Nhất Công cùng với hồn thể đổi thành thi triển ở trong Hoàng Tuyền Đồ vậy không cường thế, bất quá, Nguyên Phù ngược lại là có thể trợ giúp ngươi mấy phần. Thằng nhóc, hết thảy chỉ có thể xem ngươi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái. Không có chút nào nổi giận, nói thẳng. Vĩnh Dạ Ma Thuẫn, bảo vệ. Mắt xem Vũ Văn Cơ bàn tay, khí thế ngút trời chấn áp xuống tới, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hắc ám nguyên phù sử dụng, vô số nguyên khí cút trào, hồng mông cổ khí vậy từ trong cơ thể bùng nổ, cuối cùng hội tụ ngưng luyện, hóa thành một mặt mặt ma thuẫn. Cái này ma thuẫn, kêu Vĩnh Dạ Ma Thuẫn, là từ Vĩnh Dạ Đại Ma ngày trời diễn hóa ra tới hồng mông nguyên thuật. Diệp Thần trước gặp Âm Dương Thần Điện cường giả Lâm Hy Trạch thi triển qua. Hiện tại, Diệp Thần cũng lĩnh ngộ cửa này hồng mông nguyên thuật, một sử xuất ra, nhất thời, trăm ngàn mặt đen nhánh tấm thuẫn, trong nháy mắt hiện lên, cấu trúc chặn một cái tường thuẫn, ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Phịch, Vũ Văn Cơ bàn tay, hung hăng bạo giết xuống, vừa đụng đến ma thuẫn đổ sộ tường, lập tức phát ra vang lớn động trời, tầng tầng nổ đánh vào vạn dặm hư không, đúng mặt tường thuẫn cũng lay động. Ha ha, có chút con đường. Vũ Văn Cơ cười một tiếng, nhưng cảm thấy tay trưởng mơ hồ cảm giác đau đớn, hiển nhiên được phản chấn. Diệp Thần cấu trúc ma thuẫn đổ sộ vách đá, như vĩnh hằng nửa đêm hóa thành tường thành, người công kích một đánh lên đi, sẽ bị nửa đêm chiếm đoạt, bị sắt thép vậy đổ sộ vách đá phản chấn. Người bình thường coi như học biết Vĩnh Dạ Ma Thuẫn, tối đa cũng chỉ có thể mở ra một lượng mặt tấm thuẫn, ví dụ như Lâm Hy Trạch như vậy. Nhưng Diệp Thần võ đạo nội tình cực sâu, hơn nữa hắc ám nguyên phù ngay tại trong tay hắn, hắn triển khai tấm thuẫn, là thiên thiên trăm trăm, tầng tầng lớp lớp, có thể cấu trúc đồ sộ vách đá tường thành, lực phòng ngự thật to tăng lên. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Một mặt mặt hắc ám sắt thép tấm thuẫn, không ngừng hiện lên ngưng tụ, trên trời dưới đất, bát phương khép lại, trong nháy mắt, từ một mặt đồ sộ vách đá, biến thành một tòa sắt thép pháo đài. Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi cũng giấu thân ở sắt thép pháo đài bên trong. Muốn duy trì bát quái lò luyện đan vận chuyển, Diệp Thần không có sức chiến đấu, nhưng muốn mở ra phòng ngự, dĩ nhiên là dư sức có thừa. Thiếu chủ, thằng nhóc này muốn tránh ở vỏ rùa đen bên trong không ra. Một cái Minh Long thần tộc cường giả, long chảo đánh giết đi, đánh vào ma thuẫn trong pháo đài, nhưng tựa như đụng vào tường đồng vách sắt, thiếu chút nữa móng vuốt cũng bị chấn đoạn. Có thể tưởng tượng được cái này ma thuẫn phòng ngự có kinh khủng dường nào. Ta đi thử một chút. Lại có mấy cái cường giả, ngang nhiên ra tay, rất nhiều pháp bảo thần thông, đánh vào ma thuẫn trong pháo đài mặt. Ma thuẫn pháo đài mơ hồ bị rung chuyển, phòng ngự cũng không phải là vô địch. Diệp đại ca, ta thật khó chịu.
Bên trong pháo đài, Diệp Lạc Nhi phát ra rên rỉ thống khổ. Minh Long thần tộc cường giả công kích, mặc dù không để cho nàng thật bị thương, nhưng đánh vào dư âm chấn động hạ, nàng cũng không chịu nổi, hơn động ngay tức thì phát tác, hành hạ tim phổi. Lạc Nhi, chịu đựng. Diệp thần cắn răng, bát quái thiên đan thuật không ngừng vận chuyển, thêm đại bát quái lò luyện đan sức lửa, ổn định Diệp Lạc Nhi an toàn. Nhưng địch nhiều ta ít, bên ngoài một chồng lớn Minh Long thần tộc cường giả, mắt lom lom. Diệp thần và Diệp Lạc Nhi tình cảnh, có thể nói vô cùng nguy hiểm. Mậu thổ nguyên phù, sắc. Diệp thần lại sử dụng mậu thổ nguyên phù, tăng cường ma thuẫn pháo đài phòng ngự, hiện tại hắn kế hoạch là chịu đựng 2 ngày. Chờ 2 ngày kết thúc, Diệp Lạc Nhi hơn độc hoàn toàn khu trừ, Diệp thần là có thể rút tay ra chiến đấu, coi như không thể chiến thắng Vũ Văn Cơ, nhưng chí ít có thể rút lui. Chỉ là, muốn dựa vào vĩnh dạ ma thuẫn và mậu thổ nguyên phù, chống nổi thời gian 2 ngày, chân thực khó hơn lên trời. Tôn chủ, ta giúp ngươi tranh thủ thời gian. Lúc này, Sa La cây trà thanh âm, truyền tới Diệp thần trong tai. Sa La cây trà cành lá, như hàng dài vậy từng cái lan tràn ra, che khuất bầu trời, phía trên còn quấn tầng tầng suối vàng hơi thở, 6 đạo hơi thở. Cắm rễ ở hoàng tuyền đồ bên trong, Sa La cây trà đạt được suối vàng hơi thở bồi bổ, hơn nữa còn hấp thu Diệp thần lục đạo luân hồi pháp bộ phận năng lượng, ở hoàng tuyền thế giới cái này sân nhà bên trong, nó thực lực có thể phát huy đến trình độ cao nhất. Sa La cây trà rễ cây, bước động lực, đạp bước chân nặng nề, xuất hiện ở Vũ Văn Cơ cùng một đám cường giả trước mặt. Vũ Văn Cơ, nhà ta tôn chủ dưới mắt bất tiện ra tay, không bằng ngươi cùng thời gian 2 ngày, 2 ngày sau, các ngươi lại đường đường tránh tránh quyết chiến. Sa La cây trà trực diện Vũ Văn Cơ, giọng nhưng là cương nghị. Nó vốn cũng không phải dẫu có chết bất khuất tính cách, nhưng đi theo Diệp thần, bị luân hồi huyết mạch hơi thở dính, cũng thay đổi được trung thành, kiên quyết, dũng cảm. Luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, đặc biệt cường đại, vậy đặc biệt huyền diệu, sức cảm hóa cực kỳ mạnh mẽ. Coi như là một tên hèn nhát, chỉ cần đi theo ở luân hồi chi chủ bên người, vậy sẽ thành được dũng cảm, quyết đoán, tràn đầy ý chí chiến đấu. Đây chính là luân hồi huyết mạch sức cảm hóa, có thể thay đổi người khí chất. Cho nên ở kiếp trước, vô số người tranh phá đầu, cũng muốn đi theo luân hồi chi chủ. Đây cũng là luân hồi chi chủ, so tâm ma chi chủ chỗ lợi hại. Đế Thích Thiên khống chế người, cần dựa vào tâm ma thẩm phán, nhưng luân hồi chi chủ, căn bản không cần dùng loại thủ đoạn này, vậy không cần tận lực khống chế. Chỉ cần luân hồi huyết mạch hơi thở phát ra, người bất kỳ cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi theo luân hồi chi chủ, ở luân hồi hơi thở bồi bổ hạ, coi như là một con kiến đều có lột xác thành mãnh thú cơ hội. Hiện tại Sa La cây trà, đi theo Diệp thần một đoạn thời gian, vô luận là tu vi, tâm cảnh, vẫn là ý chí chiến đấu, cũng so với trước kia lợi hại hơn. Ha ha ha, người kêu ta chờ 2 ngày, nói vớ vẩn. Vũ Văn Cơ cười lớn, đầu óc hắn đặc biệt thanh tỉnh, đã nhìn ra Diệp thần ở cứu chữa Diệp Lạc Nhi, xua tan hơn độc, rút ra không ra tay chiến đấu, chính là hắn một lần hành động nghiền diệt, trực tiếp chém giết lớn thời cơ tốt, hắn há hiểu sai qua. Hắn cũng không phải là thái thượng thiên nữ, sẽ đường đường tránh tránh chờ đợi Diệp thần quật khởi tái chiến đấu, có thể thừa dịp yếu giết chết, dĩ nhiên là thống kích chó rớt xuống nước tốt nhất. Sa La thụ yêu, người sức chiến đấu bình thường, nhưng linh khí quả thực thâm hậu, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, ngày hôm nay không giết ngươi, ngoan ngoãn quy thuận ta, ta tha ngươi không chết. Vũ Văn Cơ bàn tay vung ra, hóa thành long chảo, hung hăng một chảo nhiếp, Sa La trà trên thân cây nhánh cây. Nhất thời từng cái bị cắt kim loại chặt đứt, rễ cây vậy bị chấn động, một bóng người từ rễ cây trong cái bọc nổi lên. Chính là Trần Thanh Nhu. Trần Thanh Nhu bị Sa La cây trà chôn vào lòng đất, nhưng hiện tại Vũ Văn Cơ ra tay một cái, lập tức ép được Sa La cây trà không còn sức đánh trả chút nào, Trần Thanh Nhu cũng bị Vũ Văn Cơ chưởng cứu ra. Thiếu chủ đại nhân. Trần Thanh Nhu thoát khốn ra, ngạc nhiên mừng rỡ liền liền. Thanh Nhu, ta tới cứu ngươi. Không có sao chứ? Vũ Văn Cơ cười một tiếng. Thiếu chủ, ta không có sao. Trần Thanh Nhu đại hỉ, lúc này phấn chấn tinh thần, bay trở về Vũ Văn Cơ bên người. Sa La cây trà một trái tim, nhất thời chìm xuống. Vũ Văn Cơ thực lực, chân thực cường hãn, dễ dàng, liền đè được nó không còn sức đánh trả chút nào, nó muốn thay Diệp thần trì hoãn thời gian, sợ rằng khó hơn lên trời.
Hoàng Tuyền Thiên Hà. Xa La cây trà không cam lòng, nhánh cây động một cái, cuốn lên ngập trời Hoàng Tuyền Thánh Thủy, hòa lẫn từng đạo long hồn hư ảnh, hung hăng hướng Vũ Văn Cơ lướt đi. Chiếm cứ Hoàng Tuyền đồ sân nhà địa lợi, Xa La cây trà cái này một cái xuất thủ, sợ rằng bất kỳ còn chân cảnh sơ kỳ cường giả, vậy không dễ dàng ngăn trở. Nhưng là, Vũ Văn Cơ tu vi, nhưng mà xa vượt quá nơi này. Chút tài mọn, không chịu nổi một kích. Nhìn Xa La cây trà công kích, Vũ Văn Cơ nhìn hờ hững, long chảo theo vung tay lên, thế như trẻ tre, đem đầy trời cuộn sạch Hoàng Tuyền Thiên Hà, lập tức biến dạng nghiền, vô số giọt nước rào 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 rớt xuống, hạ dậy một tràng mưa xối xả, xen lẫn gió lớn gào khóc, giống như tuyệt vọng gào khóc. Nốt ta thân thể không lành lặn, thái thượng bảo vệ. Xa La cây trà thấy vậy, già nua trong mắt đục ngầu, lướt qua một chút đoạn tuyệt, lại có thể thiêu đốt lên mình thân cây, muốn phóng thích bổn nguyên thái thượng linh khí, bảo vệ Diệp Thần, trì hoãn thời gian. Ha ha, Xa La thụ yêu, luân hồi chi chủ có cái gì tốt, đáng ngươi liều mạng như vậy mệnh. Ngươi giá trị lớn vô cùng, cả người là bảo, cũng không thể liền chết như vậy. Vũ Văn Cơ bàn tay bao phủ, ngập trời uy nghiêm như lao ngục, trấn áp tại Xa La trà trên thân cây. Lập tức, Xa La trà trên thân cây thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, liền tắt đi. Vũ Văn Cơ tự nhiên sẽ không cho Xa La cây trà hộ chủ cơ hội, huống chi, Xa La cây trà cả người là bảo, vô luận là nhánh cây lá cây, vẫn là cây nước ép rễ cây, cũng có thể luyện chế đan dược, rèn luyện pháp bảo, nếu như chỉ như vậy chết, không khỏi quá mức đáng tiếc. Vũ Văn Cơ chỉ muốn trấn áp thu phục, đem Xa La cây trà di chuyển đến Minh Long trong thần điện đi, bảo vệ phong thủy. Tôn chủ, ta tận lực. Xa La cây trà phát ra tuyệt vọng than thở, chỉ cảm thấy cả người cành bị chế, tựa như bị một bàn tay vô hình trói buộc ở, căn bản nhúc nhích không được. Vũ Văn Cơ thủ đoạn, chân thực thật lợi hại, coi như nó muốn tự cháy hộ chủ, cũng không có khả năng. Diệp Thần tự nhiên cũng biết cảm thấy được bên ngoài tình huống, trong lòng nhất thời vô cùng âm trầm. Chẳng lẽ ta ngày hôm nay, thật phải bỏ mạng ở chỗ này? Diệp Thần nhất thời cảm thấy nghiêm trọng nguy hiểm, cả người lông tơ đảo thụ. Dưới mắt cục diện này, Diệp Thần muốn cởi khốn, sợ rằng phải đem Lạc Trần Hàng Long kiếm, Hoang Ma kiếm chủng, Long Uyên Thiên kiếm mảnh vỡ vân. Vân thần binh lợi khí, còn có sấm sét nguyên phù, hắc ám nguyên phù, mậu thổ nguyên phù cùng loại bảo vật, toàn bộ hiến tế hết, mượn dùng hiến tế năng lượng, mới khá có một đường sinh cơ. Nhưng làm như vậy, tổn thất quá thảm trọng, Diệp Thần khí vận căn cơ, nhất định phải tan vỡ, coi như có thể may mắn sống sót, sau này cũng sẽ không lại còn lật bàn có thể. Luân hồi chi chủ, người ngày hôm nay hẳn phải chết. Minh ma tay, cho ta trấn áp. Vũ Văn Cơ quát lên một tiếng lớn, nhìn vậy ma thuẫn pháo đài, long chảo bạo đánh tiếp. Ở trong một cái chớp mắt này, Vũ Văn Cơ trên thân thể, hiện ra lau một cái kinh khủng minh ma khí, chu vi vạn dặm khí lưu, cũng đang xoay tròn gầm thét, diễn hóa ra dù sao cũng cái minh long ảo ảnh. Vũ Văn Cơ long chảo, tuôn ra nồng nặc hồng mông nguyên khí, dường như muốn trấn áp hết thảy. Một chiêu này minh ma tay, lại là 33 thiên hồng mông nguyên thuật, là từ hồng mông của Pháp, thiên ma hàng long ấn bên trong diễn biến đi ra. Cái này minh ma tay vừa thi triển ra, nhất thời thiên địa minh mông, cũng nổ lên cuồn cuộn minh khí, có vô cùng ma hy ở tách thả ra, cuồng bạo trưởng thế uy áp, thật giống như có thể nhất kích nghìn trăm ngàn ngôi sao, bá đạo tới cực điểm. Phịch, Vũ Văn Cơ một trưởng, hung hăng đánh vào Diệp Thần ma thuẫn trong pháo đài. Nhất thời, trăm ngàn mặt vĩnh dạ ma thuẫn, trong nháy mắt văng tung tóe tan rã bể, giống như giấy vậy, hoàn toàn không ngăn được Vũ Văn Cơ minh ma tay. Thiếu chủ uy vũ, Trần Thanh Nhu và rất nhiều minh long thần tộc các cường giả, đều là hoan hô ủng hộ đứng lên. Vũ Văn Cơ thực lực, chân thực cường hãn, người bình thường khó mà dung chuyển vĩnh dạ ma thuẫn, ở bàn tay hắn hạ, không chịu nổi một kích. Diệp Thần bóng người, hoàn toàn lộ ra ngoài. Luân hồi chi chủ, cho ngươi cái cơ hội, cầm Diệp Lạc Nhi giao cho ta, ta không giết nàng. Vũ Văn Cơ lạnh ngắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, liếc mắt liền nhìn ra, Diệp Thần muốn duy trì bát quái lò luyện đan vận chuyển, không thể ra tay chiến đấu. Nếu như hắn động thủ, tự nhiên có thể giết chết Diệp Thần, nhưng vậy sẽ liên lụy đến Diệp Lạc Nhi, đem Diệp Lạc Nhi hại chết. Vũ Văn Cơ cũng không muốn Diệp Lạc Nhi lúc này chết đi, hắn liền Diệp Lạc Nhi một đầu ngón tay đều không chạm qua. Há có thể cam tâm? Hắn muốn nhất, là giết chết luân hồi chi chủ,
thuận tiện thu Diệp Lạc Nhi, coi mình đồ chơi, từ từ đùa bỡn. Ngươi nằm mơ. Diệp Thần có vẻ tức giận, quả đấm nắm chặt, khí máu sôi trào, đã có ý tưởng liều mạng, chỉ cần hắn hiến tế hết trên mình tất cả pháp bảo, tất cả binh khí, tất cả vật liệu, vẫn là có sức đánh một trận. Diệp đại ca. Trong lò luyện đan Diệp Lạc Nhi, mặc dù cái gì cũng không thấy được, nhưng vậy cảm nhận được liền ngoại giới nguy hiểm, nội tâm vừa lo lắng, lại là đau buồn, lại là tuyệt vọng, vừa tức giận. Vốn là chỉ cần lại chờ hai ngày, nàng liền có thể hoàn toàn ở lại Diệp Thần bên người, ai nghĩ tới cái này thời điểm, Vũ Văn Cơ lại có thể sẽ giết tới. Vũ Văn Cơ, muốn người nhiều khi dễ người ít sao? Ngay tại lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp hoàng tuyền thế giới bầu trời, đột nhiên kim quang bung ra, truyền ra rồng ngâm, có 9 cái thiên long, kéo một chiếc thiên đế xe kéo, từ chân trời bạo rơi lên. Một cái tuyệt thế cái khăn che mặt cô gái, ngạo nghễ đứng ở xe kéo bên trên, phong tư thướt tha, chính là Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Diệp Thần thấy Ngụy Dĩnh bóng người, nhất thời một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Người nào? Vũ Văn Cơ sắc mặt trầm xuống. Chỉ cảm thấy Ngụy Dĩnh tu vi hơi thở, mặc dù không bằng hắn, nhưng tự có một cổ ác liệt mũi nhọn, làm người ta không dám khinh thường. Thái Thượng Thiên Kiếm Đạo. Ngụy Dĩnh một tiếng kiều sất, vung tay lên, kiếm quang nổ tung, một chuôi ngút trời cự kiếm, từ trên trời hạ xuống, mang cuồn cuộn Thái Thượng Đạo khí, hung hăng hướng Vũ Văn Cơ lướt đi. Hào hùng kiếm uy, tràn ngập toàn trường, Vũ Văn Cơ bên người Minh Long các cường giả, cảm nhận được kiếm uy đánh vào. Cũng không tự chủ được lui về phía sau. Chút tài mọn. Vũ Văn Cơ nhưng không kinh hoàng chút nào, mình mà khí tức vòng quanh long chảo, lại là tay không bắt dao gâm, đánh về phía Ngụy Dĩnh cự kiếm. Phịch. Một móng một kiếm, mãnh liệt va chạm. Vũ Văn Cơ móng tay, không chút nào bị thương, ngược lại đẩy lui Ngụy Dĩnh cự kiếm. Ngụy Dĩnh Thái Thượng Thiên Kiếm Đạo, kiếm khí mạnh mãnh liệt, đủ để khai thiên liệt địa, nhưng lại không tổn thương được Vũ Văn Cơ. Ngược lại bị đẩy lui. Có thể tưởng tượng được, Vũ Văn Cơ tu vi, có cường hãn dường nào. Ta tới giúp ngươi tranh thủ thời gian. Ngụy Dĩnh tự nhiên cũng biết, Vũ Văn Cơ tu vi quá mạnh mẽ, nàng cũng không phải địch thủ. Nàng phải làm, là trì hoãn thời gian, là Diệp Thần tranh thủ cơ hội. Chỉ cần Diệp Thần ra tay, sẽ cùng nàng phối hợp, hai người liên thủ, lại kẻ địch cường đại, đều có chiến thắng biện pháp. Tuyệt hàn kiếm giới. Ngụy Dĩnh đầu ngón tay liền liền nặn quyết, từng luồng lạnh như băng khí tức rét lạnh, nhanh chóng lan tràn ra, cũng ở trên trời bên trong, cấu trúc thành một cái to lớn kết giới. Kết giới này, phơi bày ra vệt trắng màu sắc, vô số khí lạnh lững lờ, khí lạnh sôi trào tới giữa, diễn hóa ra liền từng đạo kiếm khí, không ngừng ngang dọc chém chết. Vũ Văn Cơ và rất nhiều Minh Long thần tộc cao thủ, nhất thời bị tuyệt hàn kiếm giới bao phủ ở, gặp phải dù sao cũng kiếm khí điên cuồng chém. Tuyệt hàn đế cung hồng mông nguyên thuật, hừ, cần gì phải ở ta trước mặt phô trương. Vũ Văn Cơ nhìn hờ hững, long chảo huy kích, đem chém chết tới đây từng luồng rét lạnh kiếm khí, toàn bộ bóp nát, không phí nhiều sức. Bất quá, thủ hạ hắn Minh Long thần tộc các cường giả, đối mặt tuyệt hàn kiếm giới kiếm khí chém chết, nhưng là có chút chật vật, rối rít thi triển thần thông pháp bảo ngăn cản, cũng không có Vũ Văn Cơ như vậy ung dung tùy ý. Dẫu sao? Không phải là người người đều giống như Vũ Văn Cơ như thế mạnh mẽ. Ngụy Dĩnh ngón này tuyệt hàn kiếm giới, là từ tuyệt hàn thiên đế chém bên trong suy diễn ra hồng mông nguyên thuật, ngưng tụ kết giới, bùng nổ kiếm khí, chém chết kẻ địch, quả thực là một môn vô cùng sắc bén thần thông. Ngụy Dĩnh, người tu vi lại tinh tiến. Diệp Thần khen ngợi một tiếng, Ngụy Dĩnh tu vi tiến bộ quá nhanh, mỗi lần gặp mặt đều có đột phá. Lần này, Ngụy Dĩnh lĩnh ngộ tuyệt hàn kiếm giới. Ngược lại để cho Diệp Thần mở rộng tầm mắt. Nếu như là tầm thường kẻ địch, ở Ngụy Dĩnh tuyệt hàn kiếm giới chém chết hạ, chỉ sợ sớm đã bầm thây vạn đoạn. Nhưng tiếc là, Ngụy Dĩnh phải đối mặt, là Vũ Văn Cơ. Diệp Thần khen ngợi còn không rơi xuống, Vũ Văn Cơ đã bộc phát ra từng cơn minh ma thiên uy, long chảo không ngừng bắt nhiếp, nghiền Ngụy Dĩnh kiếm khí, muốn đột phá kết giới xông lên đánh ra. Ngụy Dĩnh gương mặt, nhất thời trắng bệch. Hiển nhiên mệt không ở Vũ Văn Cơ. Cái này tuyệt hàn kiếm giới, tối đa vây khốn Vũ Văn Cơ 2 khắc đồng hồ thời gian, muốn chỉ hoãn 2 ngày, đó là nói vớ vẩn. Phá cho ta. Vũ Văn Cơ quát lên một tiếng lớn, long chảo minh quang chớp động, liền chuẩn bị phá giết ra.
lệ. Nhưng ngay vào lúc này, bầu trời phương xa, truyền tới một tiếng Chu Tước kêu. Chỉ là một đạo tuyệt lệ bóng người, dưới chân đạp Chu Tước phi kiếm, mang một chùm lưu hỏa thiên mang, phá không bay vút tới, lại là Kỳ Tư Thanh. Tư Thanh. Diệp Thần thấy Kỳ Tư Thanh xuất hiện, nhất thời mừng rỡ hô kêu một tiếng. Cái này hai phụ nữ, đối đãi hắn thực sự quá tốt, mỗi hắn sống chết trước mắt, các nàng tựa hồ cũng có cảm ứng, cách không phá giết tới, cho hắn to lớn trợ giúp. Chu Tước kiếm trận. Kỳ Tư Thanh tuyệt thế ung dung, tiêm vung tay lên gian, Chu Tước phi kiếm là kiếm thành trận, vậy hóa thành một cái kết giới tựa như trận pháp, bao phủ đi xuống. Cái này Chu Tước kiếm trận, nhưng là từ 33 thiên hồng mông cổ pháp, rực cháy thiên Chu Tước kiếm bên trong lột xác đi ra ngoài hồng mông nguyên thuật. Chu Tước kiếm trận vừa rơi xuống tới, lập tức và Ngụy Dĩnh tuyệt hàn kiếm giới dung hợp, băng lửa xen lẫn, kiếm khí nhất thời bạo tăng. Từng luồng Chu Tước kiếm khí, tuyệt kiếm lạnh lẽo khí, băng lửa hai tầng trời, ở kết giới bên trong hung hăng chém chết. Một ít tu vi hơi yếu Minh Long cường giả, tại chỗ phát ra kêu thảm thiết, bị kiếm khí chém thành trọng thương. Kỳ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh sóng vai trôi lơ lửng ở trên trời, hai đạo tuyệt thế ung dung bóng người, như thần nữ vậy cao ngạo, nhìn xuống phàm trần. Từng đạo pháp quyết, từ trong tay hai người vung ra, từng luồng linh khí, không ngừng bơm vào đến kết giới kiếm trận bên trong đi, vô số đạo kinh khủng băng lửa kiếm khí, cuồn cuộn chém giết. Mặc dù những cái kia Minh Long thần tộc cường giả, thực lực cường hãn, lấy Kỳ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh tu vi, không thể nào thật chém chết, nhưng các nàng phải làm, cũng không phải là giết người, mà là lợi dụng kết giới trói buộc, thay Diệp Thần tranh thủ thời gian. Các ngươi đều là luân hồi chi chủ người phụ nữ. Vũ Văn Cơ gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh, cặp mắt lộ ra tức giận và ghen tị thần sắc. Hắn không nghĩ tới luân hồi chi chủ sắp chết giây phút, lại có thể sẽ có hai cái kinh thế cô gái đứng ra. Vô luận là Ngụy Dĩnh, vẫn là Kỳ Tư Thanh, hai người dung mạo, dáng vẻ, tu vi, khí chất, đều là đứng đầu nhất lưu, làm người ta khen ngợi. Như vậy cô gái, đều là luân hồi chi chủ phụ nữ bên người, Vũ Văn Cơ vô cùng tự nhiên ghen tị. Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh không nói gì, hai người rất ăn ý, liều mạng điều động linh khí, duy trì kết giới trói buộc. Hàng loạt băng lửa kiếm khí, cũng là hướng Vũ Văn Cơ chém tới, Vũ Văn Cơ cũng không có mở ra tuyệt đối phòng ngự, nhất thời bị mấy tia kiếm khí chém bị thương. Da cắt rời, máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Rất tốt, ta muốn ở các ngươi hai cái trên mình, vậy chồng Minh Long cổ, để cho các ngươi trở thành ta đồ chơi. Vũ Văn Cơ dày đặc cười một tiếng, cường đại tu vi hơi thở lưu chuyển, sinh mệnh lực bùng nổ, vết thương ngay tức thì khép lại. Minh Ma khai thiên, phá. Hạ một sát, Vũ Văn Cơ kinh khủng tu vi hơi thở, toàn bộ bộc phát ra, long chảo chống trời, mênh mông minh ma khí nổ tung, lại là oanh một tiếng. Căng bể Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh hai người thả ra kết giới. Không tốt. Kỳ Tư Thanh mặt đẹp chợt biến, kéo Ngụy Dĩnh nhanh chóng lui về phía sau. Nàng biết Vũ Văn Cơ mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới cường đại đến tình cảnh này, toàn lực bùng nổ dưới, lại có thể lập tức, liền chọc thủng nàng và Ngụy Dĩnh liên thủ chế tạo kết giới trận pháp. Ô hu hu. Tất cả Chu Tước kiếm khí, tuyệt kiếm lạnh lẽo khí, toàn bộ tán loạn. Vũ Văn Cơ bước chân chấn động một cái. Thiên địa hỗn loạn, tựa hồ không có bất kỳ vật gì, có thể chống lại uy nghiêm của hắn. Thiếu chủ uy vũ, một đám Minh Long thần tộc các cường giả, lần nữa hoan hô ủng hộ. Ở trong mắt bọn họ, Vũ Văn Cơ đơn giản là chiến thần vậy tồn tại, không thể chiến thắng. Luân hồi chi chủ, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn, phụ nữ của ngươi, đem lâm vào là ta đồ chơi. Vũ Văn Cơ nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh. Trong mắt lướt qua lau một cái xâm nghiêm, chợt bước về phía trước một bước. Chỉ là một dậm chân, chu vi vạn dặm không gian, tựa như ngay tức thì động lại, không khí ngưng lưu động, tựa như liền thời gian cũng dừng lại. Kỳ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh trên mình linh khí, thật giống như vậy gặp phải áp chế, lại có loại cảm giác hít thở không thông. Phịch, Vũ Văn Cơ đỉnh đầu búi tóc, lập tức nổ tung, đầu đầy tóc đen tung bay, uy nghiêm như ngục, nếu như thái cổ thần vương. Hạ xuống phàm trần, chấp trưởng thế gian vĩnh hằng chân lý. Theo ta giết ra, chân áp cái này hai phụ nữ. Vũ Văn Cơ quát lên một tiếng lớn, như trời tử luật lệ. Toàn trường tất cả Minh Long thần tộc các cường giả, cùng kêu lên hò hét, đuổi theo Vũ Văn Cơ, hung hăng hướng Kỳ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh lướt đi.
Vũ Văn Cơ duy trì hình người trạng thái, như cao cao tại thượng quân vương, mà dưới quyền Minh Long các cường giả, thì toàn bộ hiển hóa hình rồng chân thân. Hắn một người, tựa như chúa tể vạn long, vô số hơi thở rồng ma quang, minh khí cuồn cuộn, ùn ùn kéo đến, toàn bộ hoàng tuyền thế giới, khắp nơi đều là Minh Long hơi thở, ma diễm hơi thở, máu tươi hơi thở. Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh, nhìn Vũ Văn Cơ và rất nhiều Minh Long, ngút trời đánh tới, gương mặt đều là biến sắc. Các nàng không nghĩ tới, Vũ Văn Cơ như vậy tàn bạo, coi như tu vi chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cũng không có một mình tác chiến ý. Ra tay một cái, chính là quân vương chinh chiến, dưới quyền dù sao cũng quân mã, uy danh ngút trời, khí thế bừng bừng, ấp úng vạn dặm. Nếu như chỉ là đơn độc đối mặt Vũ Văn Cơ, lấy Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh thực lực, có lẽ còn có thể chống lại một hai, nhưng là, đối mặt tất cả Minh Long thần tộc cường giả, toàn bộ sát phạt, các nàng lại không có bất kỳ ngăn cản có thể. Võ thần lực, hạ xuống. Trong lúc nguy cấp, Kỷ Tư Thanh huyết mạch phun trào, sau lưng hiện lên một tôn thượng cổ nữ võ thần hư ảnh. Nữ võ thần tay cầm chu tước cự kiếm, uy phong lẫm lẫm, thiên dực cháy đạo pháp vờn quanh quanh thân, vô số cánh dài cổ xưa thần nữ tinh linh bay vút lên trước, một kiếm giết hướng Vũ Văn Cơ cuồn cuộn hơi thở rồng nước lũ. Lúc đầu người chính là thượng cổ nữ võ thần, Khúc Trầm Yên. Vũ Văn Cơ vừa nhìn thấy nữ võ thần hư ảnh, nhất thời tỉnh ngộ lại. Đời trước, Khúc Trầm Yên là luân hồi chi chủ người bảo vệ. Cái này nhất thế, Kỷ Tư Thanh vậy bảo vệ Diệp Thần. Rất tốt, ta bình xanh đã gặp cô gái, quả thực không thiếu, nhưng trong truyền thuyết nữ võ thần, vẫn là lần đầu tiên gặp. Vũ Văn Cơ liếm môi một cái, trong tròng mắt lộ ra một chút nóng bỏng, long chảo giết ra, trực diện Kỷ Tư Thanh. Hắn một chảo này tử, cũng không phải là một người lực lượng, dưới quyền rất nhiều Minh Long cường giả, khí thế như nước thủy triều, toàn bộ bơm vào đến trên người hắn. Giờ khắc này Vũ Văn Cơ, long chảo bành trướng đến kinh khủng bước, tựa như liền một ngôi sao cũng có thể ung dung bóp vỡ. Rắc rắc, Kỷ Tư Thanh sau lưng nữ võ thần hư ảnh, chu tước cự kiếm bị Vũ Văn Cơ long chảo bắt, lại là lập tức, liền bị bóp vỡ. Đúng tôn nữ võ thần bóng người, ở Vũ Văn Cơ minh mông oai rồng hạ, cũng là ngay tức thì tán loạn. Lui, Kỷ Tư Thanh khẽ cắn răng, vội vàng kéo Ngụy Dĩnh lui về phía sau, đồng thời rút ra Tê Hà Ngọc Trâm. Đi về trước rạch một cái, phá vỡ vạn nặng hư không, ngay tức thì vạch ra một cái ngân hà vậy ánh sáng. Phịch, Vũ Văn Cơ và một đám Minh Long cường giả, đụng vào điều này ngân hà, thân hình nhất thời một lần. Tê Hà Ngọc Trâm, tốt pháp bảo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vũ Văn Cơ cười một tiếng, cái này Tê Hà Ngọc Trâm là 33 thiên hồng mông chí bảo, có thể ung dung phá vỡ hư không, thậm chí là vạch ra một cái ngân hà. Ngăn trở địch nhân truy kích. Thừa dịp Vũ Văn Cơ thân hình bị nghẹt, Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh cũng nhanh chóng đi tới Diệp Thần bên người. Không có sao chứ? Diệp Thần nhìn hai cô gái, trong lòng một hồi cảm kích, một hồi xấu hổ. Ta không có sao, người đâu? Ngụy Dĩnh nhìn Diệp Thần, ánh mắt mang theo một vẻ lo âu. Diệp Thần nói, ta cũng không có sao. Diệp Thần, người và Ngụy Dĩnh lập tức rời đi nơi này, ta tới ngăn lại Vũ Văn Cơ. Kỷ Tư Thanh tròng mắt nhưng là bình thản hình dáng, trong lòng có quyết đoán, cả người thiên dực cháy ánh sáng cuồn cuộn, diễn hóa ra chu tước vẫy cánh, nói rõ là chuẩn bị liều mạng. Nếu như nàng thật liều mạng, cháy hết thượng cổ nữ võ thần tất cả huyết mạch năng lượng, bỏ ra sinh mạng giá phải trả, đúng là có cơ hội kéo Vũ Văn Cơ, là Diệp Thần tranh thủ chạy trốn cơ hội. Tư Thanh, không cần. Diệp Thần nhẹ nhàng cầm Kỷ Tư Thanh tay, trong mắt nhưng là chiến ý ngưng tụ. Lại nhìn xem Ngụy Dĩnh, nói. Các ngươi thay ta chăm sóc kỹ Lạc Nhi, ta đi đối phó Vũ Văn Cơ. Kỷ Tư Thanh ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi muốn tự mình đối phó với Vũ Văn Cơ. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong tròng mắt chiến ý và hận ý, cháy được nồng đậm hơn, nói, Vũ Văn Cơ trực tiếp xông vào ta hoàng tuyển thế giới, đạp phải ta đầu đi lên, này cùng vô cùng nhục nhã, nếu như không cọ rửa, uổng làm người vậy. Các ngươi tới đúng dịp. Các người thay ta chăm sóc kỹ Lạc Nhi, ta có thể dành ra tay chiến đấu. Diệp Thần nhìn xem bát quái lò luyện đan, trước hắn nhất phiền toái lớn, chính là muốn duy trì bát quái lò luyện đan vận chuyển, không thể thoát thân chiến đấu, đưa đến bị Vũ Văn Cơ đạp đến cùng tới, cũng không thể phấn khởi quyết chiến. Hiện tại Ngụy Dĩnh và Kỷ Tư Thanh tới đúng dịp, có hai nàng ở đây,
đủ để duy trì bát quái lò luyện đan vận chuyển. Lấy Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh tu vi, tự nhiên cũng là nắm giữ một ít bát quái đạo khí quy luật, muốn thi triển bát quái đan thuật cứu người, có thể có chút khó khăn, nhưng chỉ là duy trì lò luyện đan vận chuyển, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh nhìn nhau, hai người còn không đáp ứng, Diệp Thần nhưng lắc người một cái bạo bước, đột nhiên bão táp ra. Diệp Thần. Hai cô gái sợ hết hồn, các nàng rất rõ ràng Vũ Văn Cơ mạnh mẽ, Diệp Thần một thân một mình, như thế nào là địch thủ. Khách lạt lạt. Diệp Thần vừa rời đi, toàn thân khí cơ triều ly, vậy bát quái lò luyện đan, nhất thời chấn động, lại có bể dấu hiệu. Một khi lò luyện đan tan vỡ, ở trong đó Diệp Lạc Nhi, ngay tức thì sẽ bị vạ lây, có rơi xuống nguy hiểm. Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh vội vàng đánh ra từng đạo pháp quyết, miễn cưỡng duy trì lò luyện đan vận chuyển. Mà bên kia Diệp Thần, đã cuồng ào tới Vũ Văn Cơ trước mặt. Rốt cuộc có thể giành ra tay chiến đấu, Diệp Thần trong tròng mắt tất cả đều là sôi trào chiến ý, lạnh như băng sát khí, còn có ngập trời tức giận. Vũ Văn Cơ, dám xông vào ta thế giới, ta muốn ngươi để mạng lại bổ sung. Diệp Thần thanh âm, cuồn cuộn như sấm, ngay tức thì truyền khắp toàn bộ hoàng tuyển thế giới. Thiên U Thiền Nữ tiền bối, mượn ta lực lượng. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong lòng kêu gọi Thiên U Thiền Nữ. Sóc Lão và Huyền Tiên Tử lực lượng không thể vận dụng, nhưng là luân hồi mộ địa ở giữa đại năng nhưng là ngoại lệ. Huống chi, đoạn thời gian này Diệp Thần không có mượn Thiên U Thiền Nữ lực lượng là có nguyên nhân, Thiên U Thiền Nữ ở nhập thiện nói. Mà giờ khắc này thiện đạo cùng với Thiên U Thiền Nữ trạng thái đã đến trình độ cao nhất. Nếu như mượn lực, thậm chí mạnh hơn Sóc Lão và Huyền Hàn Ngọc lực lượng. Luân hồi mộ địa bên trong, một khối mộ bia chấn động, Thiên U Thiền Nữ bóng người, nổi lên, đem tự thân tu vi hơi thở, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trên mình. Vũ Văn Cơ thực lực quá mạnh mẽ, luân hồi chi chủ, người nhất định phải chiến thắng hắn, ta thiện thuật nổi lên tới cực điểm. Thiên U Thiền Nữ lực lượng không giữ lại chút nào dốc vào đi ra, thân thể nhưng mơ hồ có nhạt đi biến mất dấu hiệu. Ung ung, mà lấy được Thiên U Thiền Nữ lực lượng, Diệp Thần thân thể ầm ầm bùng nổ, khí huyết ngất trời, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại là trong nháy mắt, bạo phát ra vượt qua còn chân cảnh sơ kỳ thực lực, thậm chí còn đang không ngừng dâng lên. Có thể gặp Thiên U Thiền Nữ nội tình bao sâu dày. Điều này sao có thể? Lúc này, Vũ Văn Cơ vậy dẫn người phá hư Kỳ Tư Thanh Ngân Hà, trực diện Diệp Thần. Làm cảm nhận được Diệp Thần điên cuồng tăng vọt hơi thở, Vũ Văn Cơ nhưng là hoàn toàn kinh hãi. Một đám Minh Long thần tộc các cường giả, cũng là tại chỗ rung động, chỉ cảm thấy giờ khắc này Diệp Thần, chính là một tôn đỉnh thiên lập địa sát thần, nắm giữ hết thảy, ngạo thị hết thảy, tiêu diệt hết thảy. Coi như nơi này là hoàng tuyển thế giới, hắn tu vi biên độ tăng trưởng cũng không khả năng như thế ngoại hạng à. Vũ Văn Cơ lui về phía sau một bước, trong lòng hoảng sợ. Hắn thân là thiên nhân vực thiên tài yêu nghiệt, trải qua chiến đấu sát phạt chân thực quá nhiều, nhưng xem trước mắt như thế quỷ dị tình huống, vẫn là lần đầu tiên thấy được. Tuy nói nơi này là hoàng tuyển đồ thế giới, Diệp Thần ở tự thân địa bàn bên trong, tu vi có chút biên độ tăng trưởng, nhưng như thế nào đi nữa tăng trưởng, cũng không khả năng từ càn khôn cảnh 4 tầng thiên, tăng vọt đến như vậy cấp bậc như thế ngoại hạng. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, quả nhiên không giống vật thường, đây là người huyết mạch tác dụng. Vũ Văn Cơ nhìn chằm chằm Diệp Thần, suy đoán Diệp Thần ngay tức thì mạnh mẽ, có thể là luân hồi huyết mạch ở tạo tác dụng, lại không nghĩ rằng Diệp Thần sau lưng có luân hồi mộ địa gia trì. Luân hồi mộ địa, có thế gian cấm kỵ, nhưng bản thân nó lại là thế gian mạnh nhất cấm kỵ. Cho ta chết! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lại không có vả Vũ Văn Cơ nói nhảm, cả người hơi thở rồng nhô lên. Lập tức bộc phát ra 8 bộ phù đồ khí. Một tôn nguy nga cao lớn, đỉnh thiên lập địa phù đồ Phật tháp, đột nhiên từ trong hư không nổi lên, vô số thiên long khí tượng, thiên thần khí tượng, dạ xoa khí tượng, tu la khí tượng, không ngừng xen lẫn mãnh liệt. Vô cùng kim quang, che khuất bầu trời, trời long đất lở, nhật nguyệt tắt, lực lượng cuồng bạo, khắp nơi đụng, đụng muốn hủy diệt cả thế giới. Thật là đáng sợ hơi thở. Vũ Văn Cơ thần sắc đại biến. Hiện tại Diệp Thần tu vi, cũng không phải là càn khôn cảnh 4 tầng thiên, mượn luân hồi đại năng lực lượng, hắn thực lực cũng không chỉ giống vậy còn chân cảnh trung kỳ, ngút trời dưới sự tức giận, ngón này 8 bộ phù đồ khí, Phật quang cuộn sạch vạn dặm, cuồng bạo bá đạo, đơn giản là vô địch.
rất nhiều Minh Long thần tộc cường giả, đều là kinh hoàng lui về phía sau, chỉ cảm thấy Diệp Thần hoàn toàn giống như là tựa như biến thành một người khác, đổi được vô cùng cuồng bạo, vô cùng đáng sợ. Từng luồng Phật quang hơi thở, ở trong hư không nổ, mỗi một tiếng nổ, tựa như cũng muốn vẫn lạc tinh thần, nghiền diệt thế gian hết thảy bất hủ vật chất, tựa hồ không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở cái này tám bộ phù đồ khí tiêu diệt. Vũ Văn Cơ và Diệp Thần, cách nhau không xa, lại là rõ ràng cảm nhận được tám bộ phù đồ khí đáng sợ. Như vậy cuồng bạo năng lượng, tựa như coi như là cách nhau ngân hà, Diệp Thần đều có thể một trường cách không, truyền lực lượng, coi thường chư thiên khoảng cách, đem cách ngạn hết thảy đánh được nổ tung. Diệp Thần một trường bạo giết, ở tám bộ phù đồ khí bơm vào hạ, Phật quang như hãn biển, giết hướng Vũ Văn Cơ. Vũ Văn Cơ sắc mặt ngưng trọng, mặc dù hắn tu vi, như cũ so Diệp Thần cao hơn một đoạn lớn, có thể tiếp lấy một trường này, nhưng Diệp Thần giờ khắc này khí thế, đích thực quá đáng sợ, hắn ý chí chiến đấu lại có thể bị áp chế, không dám nghênh đón, chỉ có thể lui về phía sau. Vũ Văn Cơ vừa lui, bên người hắn Minh Long các cường giả, nhất thời bại lộ ở Diệp Thần dưới bàn tay. Nguy rồi! Đám người cường giả cả kinh thất sắc, vội vàng lui về phía sau né tránh. Nhưng là, vẫn là có mấy cái Minh Long, không kịp rút lui, bị Diệp Thần hung hăng một trường, đánh được máu thịt tung tóe, quy luật nổ tung, trong nháy mắt bầm thây vạn đoạn, mất đi tất cả sinh cơ. Mọi người thần sắc ngưng trọng và sợ hãi, bên kia Ngụy Dĩnh và Kỳ Thư Thanh, cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giờ khắc này Diệp Thần, sát khí quá kinh khủng, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, toàn trường trừ Vũ Văn Cơ, sợ rằng không người là địch thủ của hắn. Dám xông vào ta thế giới, các người đây là tự tìm cái chết. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, vung tay lên, phù đồ bảo tháp xiết ra, lại đem mấy cái né tránh chậm hơn Minh Long, trực tiếp nghiền thành thịt nát. Một đám Minh Long các cường giả, nhất thời run lẩy bẩy. Vậy Trần Thanh Nhu, vậy đang phát run. Ban đầu, nàng bị Diệp Thần bắt, bây giờ có thể còn sống, coi như là nàng may mắn. Nếu như Diệp Thần muốn động sát thủ, sợ rằng nàng 10.000 cái mạng cũng không đủ bổ sung. Được, luân hồi chi chủ, quả nhiên là long trời lở đất, vô cùng cường hãn, khó trách ngay cả mạng vận đứng đầu, tâm ma chi chủ, cũng giết không chết ngươi. Ngày hôm nay có thể cùng ngươi đánh một trận, thực là đời người điều thú vị. Cảm thấy được tinh thần mình bị áp chế, còn có Diệp Thần sát phạt hung mãnh như vậy hình dáng, Vũ Văn Cơ trong tròng mắt, cũng là tinh mang nổ bắn ra, lộ ra cuồng nhiệt chiến ý. Vù vù, từng tầng một ánh sáng màu trắng bạc, từ Vũ Văn Cơ thân thể bên trong bộc phát ra, hắn ngay tức thì thả ra Thái Thượng Thiên Thủ nói, mở ra tuyệt đối phòng ngự, một cái quang cầu vòng bảo vệ tự thân. Luân hồi huyết mạch uy nghiêm đánh vào, Diệp Thần mang cho hắn tinh thần áp lực, lập tức chặn lại. Cái này hộ thân màn hào quang, tựa hồ cái gì thủ đoạn công kích, cái gì tinh thần đánh vào, huyết mạch áp chế, đều có thể ngăn cản, vô cùng lợi hại. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là nhanh chóng tỉnh táo lại. Vũ Văn Cơ cái này vòng bảo vệ, chính là trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Thủ nói, được gọi là gia tả bất xâm vạn pháp không phá, lực phòng ngự vô cùng lợi hại. Các vị, mượn ta lực lượng. Vũ Văn Cơ hai tay cao kình, như thế giới đứng đầu, tóc đen từng cây một tung bay. Đối mặt Diệp Thần, hắn tự nhiên sẽ không khinh thường. Rất nhiều Minh Long thần tộc các cường giả, lập tức tụ tập đến Vũ Văn Cơ sau lưng, đồng loạt phát ra cổ xưa lanh lảnh ngâm sướng. Theo bọn chúng tiếng ngâm sướng, từng luồng tinh thuần linh khí, từ chúng trong cơ thể bay ra, bơm vào đến Vũ Văn Cơ thân thể bên trong. Khách lạt lạt. Trong thoáng chốc, Vũ Văn Cơ gân cốt bạo tăng, bắp thịt từng cục cầu kết đứng lên, đổi được sắt thép vậy nổ, cả người hơi thở bạo tăng, tu vi lại có thể ngắn ngủi đột phá, càng phát ra sâu không lường được. Dĩ nhiên, cái này là bề ngoài. Luân hồi chi chủ, nơi này tuy là ngươi thế giới, nhưng ngươi cuối cùng thế đơn lực bạc, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta Minh Long thần tộc ngút trời uy thế. Vũ Văn Cơ một tiếng gầm thét, thân thể thoáng một cái, rốt cuộc hiển hóa ra hình rồng chân thân, một móng vuốt sen lẫn minh ma khí tức, hung hăng giết hướng Diệp Thần. Hắn cái này cái hình rồng chân thân, còn quấn tầng tầng bảo vệ thánh quang, còn có cổ xưa như con run vậy phù văn. Thái Thượng Thiên Thủ đạo phát huy đến trình độ cao nhất. Oanh! Diệp Thần bàn tay cuồng sát, phù đồ Phật quang trào đáng, thần trưởng trên trời hạ xuống, dẫn đầu đánh tới Vũ Văn Cơ thân rồng trên.
Vũ Văn Cơ không tránh không tránh, rất miễn cưỡng bị Diệp Thần một chưởng, cả người bảo vệ thánh quang kiên cố vững chắc, cũng không có bị dung chuyển hình dáng. Thái Thượng Thiên Thủ nói, quả nhiên là vạn pháp bất xâm, gia tà không phá, tuyệt đối phòng ngự. Diệp Thần ánh mắt biến đổi, Vũ Văn Cơ cái này Thái Thượng Thiên Thủ nói, lực phòng ngự thật sự là cường hãn, hắn một chưởng bạo giết, liền tinh thần đều có thể đánh bể, lại có thể không phá hết Vũ Văn Cơ phòng ngự. Có thể tưởng tượng được, vậy Thái Thượng Thiên Thủ nói, lực phòng ngự có đáng sợ dường nào? Luân hồi chi chủ, đáng tiếc người huyết mạch còn không hoàn toàn khôi phục, nếu không, ta chưa chắc có thể chống đỡ lục đạo luân hồi thiên uy, ngày hôm nay ta thắng không anh hùng, nhưng người vậy đừng trách ta, ai kêu người tiềm lực như vậy đáng sợ. Ở 0,1% sát na trong thời gian, Vũ Văn Cơ thanh âm truyền tới Diệp Thần thần niệm bên trong. Tựa hồ, Vũ Văn Cơ cảm thấy, mình đã nắm chắc phần thắng, phát ra thắng lợi tuyên cáo. Suy, hạ một sát, Vũ Văn Cơ long chảo biến dạng, vỡ nát vô cùng hư không, một móng vuốt tới sát Diệp Thần trước mặt, lại là đâm thẳng Diệp Thần tim. Nếu như bị Vũ Văn Cơ một chảo này tử đánh trúng, vậy Diệp Thần thân xác, thần hồn, đều phải ngay tức thì băng diệt, không có chút nào sống sót có thể. Dù là Diệp Thần sinh mệnh lực và thân xác nghịch thiên. Thái Thượng Thiên Sư Đạo, Thiên Yêu Thánh Thể, Thái Thượng Thiên Ma Thể, mở. Trong chớp mắt, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, tím thụ thiên cơ ấn hiện lên, từng luồng thiên khí lao nhanh, hạ xuống trên người, diễn hóa thành một bộ Long Hổ Thiên Sư Đạo bào. Vào giờ khắc này, Diệp Thần trực tiếp mở ra Thái Thượng Thiên Sư Đạo, hóa thân Long Hổ Thiên Sư, còn có trong mắt hắn, cũng là hiện lên ma khí, trên da hiện ra tầng tầng ma văn, lại là đồng thời mở ra Thái Thượng Thiên Ma Thể. Một tiên một ma, hai cổ hơi thở, ở Diệp Thần trên mình lao nhanh lưu chuyển, lẫn nhau dung hợp với nhau, cũng không có chút nào lật đổ, ngược lại giống như âm dương bát quái vậy, hoàn mỹ dung hợp đến trình độ cao nhất. Diệp Thần tu vi, lập tức lại là cuồng bạo mãnh liệt, Lạc Trần Hàng Long kiếm rút ra, kiếm quang như ngục, đón đỡ ở Vũ Văn Cơ long chảo. Vũ Văn Cơ cái này một cái long chảo, hội tụ rất nhiều minh long cường giả hơi thở, vốn là muốn một kích giết chết, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần ác liệt một kiếm, lại có thể chặn lại. Tiên ma giao hội, thật là thủ đoạn, thật là thần thông, người rốt cuộc còn có nhiều ít lá bài tẩy. Vũ Văn Cơ thấy Diệp Thần hơi thở, lại có thể so mới vừa còn muốn đổi được bá đạo, không khỏi khen ngợi không dứt. Long Hổ Thiên Sư, Thái Thượng Thiên Ma Thể, cái này hai loại hoàn toàn bất đồng hơi thở, lại có thể hoàn mỹ hòa vào nhau, cũng là lớn hơn ư Vũ Văn Cơ ý liệu. Nếu như có thể chém chết Diệp Thần, cắn nuốt hết Diệp Thần tất cả tinh thần, tất cả huyết mạch, những thứ này nghịch thiên thần thông, liền toàn bộ thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Cơ trong tròng mắt, nhất thời lộ ra nóng bỏng thần sắc. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, nhưng không nói nhảm, Long Hổ Thiên Sư tiên khí, còn có thiên ma phách thể ma khí, cũng hoàn toàn bùng nổ đến mức tận cùng, hơi thở nhảy lên tới đỉnh cấp ngay tức thì, hắn một kiếm vung cuồng ra, trên thân kiếm huyết quang lưỡng lờ, trực tiếp vận dụng Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm. Trong nháy mắt, năm vòng máu đỏ mặt trăng, ở hoàng tuyền thế giới bầu trời xuất hiện. Vô tận huyết nguyệt trói lọi, tung rơi mặt đất. Diệp Thần lăng không nhất kiếm, mang ngập trời huyết quang ánh trăng, còn có hàng long sát phạt uy nghiêm, chém thẳng Vũ Văn Cơ. Diệp Thần rất rõ ràng, tinh hồn chảm tuy mạnh, nhưng phối hợp sát kiếm không nhất định là thích hợp nhất đối phó Vũ Văn Cơ. Mà Lạc Trần hàng long kiếm, hàng long hai chữ, đối phó long tộc cũng có khắc chế hiệu quả. Thanh kiếm này, đơn thuần đối với minh long thần tộc khắc chế, mặc dù không bằng long uyên thiên kiếm, nhưng cũng có mãnh liệt chấn áp hiệu quả. Vũ Văn Cơ mắt xem đầy trời huyết nguyệt kiếm quang, cuồn cuộn bạo giết tới, ngoài ra vậy bắt được Lạc Trần hàng long kiếm uy áp, ánh mắt nhưng là bình tĩnh, cũng không có nhiều ít sợ hãi. Vô dụng, luân hồi chi chủ, ta hộ thân thần thông, có 102 chư thiên vạn giới, trừ phi ngươi hoàn toàn khôi phục luân hồi huyết mạch, nếu không không khả năng phá hư ta phòng ngự, chết đi cho ta. Vũ Văn Cơ giữ tợn cười một tiếng, nhưng là không có né tránh Diệp Thần Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm. Long chảo cuồng như vậy giết ra, minh ma khí bạo phát, lần nữa giết hướng Diệp Thần. Hắn đối với mình hộ thân thần thông, có tuyệt đối lòng tin, cái này Thái Thượng Thiên Thủ nói, liền vận mạng bánh răng xe đều có thể ngăn cản, trừ phi Diệp Thần luân hồi huyết mạch khôi phục, nếu không không thể nào đánh vỡ. Ha ha! Diệp Thần khóe miệng, nhưng là lộ ra một tia cười lạnh.
Suy. Huyết nguyệt kiếm quang, hung hăng chém xuống, dẫn đầu rơi vào Vũ Văn Cơ thân rồng trên. Vũ Văn Cơ hộ thân thánh quang, ngay tức thì bị kiếm khí biến dạng. Kinh khủng huyết nguyệt kiếm khí, hung hăng chém vào Vũ Văn Cơ trên thân thể, chém ra một đạo sâu đậm vết thương, máu tươi như suối phun vậy bạo dũng ra, vảy rồng tung tóe. Cái này, điều này sao có thể? Cảm thấy được bảo vệ thánh quang bể tan tành, Vũ Văn Cơ thần sắc hoảng hốt. Huyết nguyệt kiếm quang bạo chém, đau đớn kịch liệt, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Vũ Văn Cơ cả người linh khí, thiếu chút nữa bị đau đớn biến dạng được nghiền, ánh mắt tràn đầy chấn động phố. Diệp Thần một kiếm này, làm hắn bị thương rất sâu, vết thương cơ hồ có thể thấy xương. Vũ Văn Cơ từ luyện thành Thái Thượng Thiên Thủ Đạo tới nay, cho tới bây giờ không có lại nhận tổn thương, cũng không có chảy qua một giọt máu. Bởi vì hắn hộ thân thần thông, có 102 chư thiên, cơ hồ là vô địch, không có bất kỳ người có thể công phá. Nhưng cái này một tí, Diệp Thần một kiếm, nhưng là tiêu diệt tất cả bảo vệ thánh quang, hung hăng bị thương nặng hắn. Hắn cả người cũng bối rối, hoàn toàn muốn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đây là căn bản chuyện không thể nào, hắn hộ thân đạo pháp hạng cường hãn, hết thảy mặt ngoài công kích, đao kiếm quyền cước vân. Vân, vô luận uy lực như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể thương tổn tới hắn, chỉ có luân hồi thiên uy, tâm ma tập sát cái này cùng quy luật phương diện đồ, mới có thể để cho hắn bị thương. Ngươi vẫn là khinh thường. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Sau lưng lại có một cái to lớn luân hồi chi bàn, từ từ bay lên, trên da cũng có luân hồi văn lạc hiện lên. Lúc đầu, tại mới vừa thi triển huyết nguyệt đồ thiên trảm thời điểm, Diệp Thần đã âm thầm vận dụng lục đạo luân hồi pháp, mượn dùng luân hồi thiên uy sát phạt, một lần hành động xé ra Vũ Văn Cơ phòng ngự, trực tiếp tổn thương nặng. Cái này không thể nào, người lục đạo luân hồi pháp, hẳn không mạnh mẽ như vậy mới là. Vũ Văn Cơ con người có giúp một cái. Nhìn Diệp Thần sau lưng trôi lơ lửng luân hồi chi bàn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần trước, Diệp Thần ở Tổ Long Thần Điện, mang đi Diệp Lạc Nhi, trong không khí lưu lại có lục đạo luân hồi pháp hơi thở, Vũ Văn Cơ rõ ràng bắt được, thời điểm đó Diệp Thần, lục đạo luân hồi uy lực có hạn, không thể nào thương tổn tới hắn. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lục đạo luân hồi pháp uy lực, so với lần trước ở Tổ Long Thần Điện, lợi hại không biết nhiều ít, trực tiếp công phá Vũ Văn Cơ phòng ngự. Ta cảnh giới, há là ngươi có thể hiểu. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, trong mắt ý định giết người dày đặc, cũng không có giải thích quá nhiều. Thật ra thì, ban đầu hắn rời đi Tổ Long Thần Điện sau đó, cắn nuốt luân hồi đạo cốt, kể từ lúc đó bắt đầu, lục đạo luân hồi pháp uy lực, liền tăng lên một cái nấc thang, mặc dù vẫn là rất yếu, nhưng đối phó với dưới mắt tình huống cũng không sai biệt lắm. Vũ Văn Cơ không ngờ tới một điểm này, nhất thời lật thuyền trong mương. Bị thua thiệt nhiều. Vũ Văn Cơ cả người chấn động chỉ, hắn đã là thức tỉnh 120.000 phần tinh thần, lên đường trước nhiều lần nhắc nhở mình, ngàn vạn lần không thể khinh thường chút nào. Nhưng tiếc là, đang chiến đấu giây phút, hắn chiếm hết ưu thế, vẫn là khinh thường. Cái này một tí, Diệp Thần luân hồi thiên uy bùng nổ, trực tiếp biến dạng hắn phòng ngự, một kiếm thiếu chút nữa đem hắn chém eo, hắn bị thương rất nặng. Thiếu chủ. Một đám Minh Long thần tộc các cường giả, hoàn toàn rung động. Vũ Văn Cơ vì sao chờ thực lực, lại bị Diệp Thần tổn thương nặng, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh, thấy Vũ Văn Cơ sa sút, giống vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần thật sự có cơ hội, đánh bại Vũ Văn Cơ. Diệp Thần nhìn Vũ Văn Cơ bộ dáng chật vật, nội tâm bên trong, dĩ nhiên là vô cùng thoải mái, có báo thù hưng phấn. Bất quá, Diệp Thần đầu óc vậy rất thanh tỉnh. Hắn rất rõ ràng, lần này có thể tổn thương nặng Vũ Văn Cơ, hoàn toàn là may mắn mà thôi. Nếu như Vũ Văn Cơ không khinh thường, Diệp Thần chưa chắc có thể chiến thắng. Dẫu sao, Vũ Văn Cơ thực lực, chân thực so Diệp Thần cao hơn quá nhiều, Diệp Thần có thể chắc chắn cơ hội, một lần hành động tổn thương nặng, thật sự là hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bất khuất không cào, rốt cuộc ở tuyệt cảnh bên trong tìm được một chút sức sống. Nhưng lần kế, có thể chưa chắc sẽ có như thế may mắn. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi đánh bại Vũ Văn Cơ. Luân hồi mộ địa bên trong, thiên u thiện nữ vậy phát ra vui sướng thanh âm, chúc mừng Diệp Thần. Có thể chiến thắng mạnh như vậy địch, Diệp Thần võ đạo tâm cảnh, nhất định có thể tiến một bước đột phá. Mà ở nói xong câu này nói sau đó,
Thiên U thiện nữ bóng người, nhưng là dần dần nhạt đi xuống. Tiền bối. Diệp Thần hô kêu một tiếng, nhưng phát hiện Thiên U thiện nữ vì trợ giúp mình, dốc vào hết toàn bộ năng lượng, hiện tại thần hồn đã chống đỡ không đi xuống, mau phải biến mất. Mau sớm cứu vãn ta chân thân, không nên để cho ca ca ta đi mạo hiểm. Lần sau gặp được ca ca ta, nhớ thay ta hướng hắn hỏi thăm sức khỏe. Thiên U thiện nữ khẽ mỉm cười, thân thể dần dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ở biến mất trước, nàng còn nhớ không quên, nhớ anh nàng Tham Lang đại đế. Tiền bối, ta biết. Diệp Thần nắm quyền một cái, Thiên U thiện nữ chân thân, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi cứu vãn. Luân hồi mộ địa nói tạm biệt, chỉ phát sinh ở nháy mắt tức thì. Theo Thiên U thiện nữ biến mất, Diệp Thần nhưng cảm thấy cả người một hồi chột dạ, thuộc về Thiên U thiện nữ năng lượng, ngay tức thì trừ ly. Diệp Thần tu vi, lại khôi phục được bản thể càn khôn cảnh 4 tầng thiên, hơn nữa mới vừa đại chiến, hơi thở phù phiếm không dứt. Nhổ cỏ tận gốc, Diệp Thần ánh mắt run lên, biết mình chống đỡ không được bao lâu, phải lập tức chém chết Vũ Văn Cơ. Xem Vũ Văn Cơ loại cao thủ này, chỉ cần có cơ hội thở dốc một hơi, vô luận nặng hơn thương thế, cũng có thể khôi phục. Cho nên, tuyệt không thể cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Vĩnh Dạ Ma Thuẫn, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hắc ám nguyên phù thúc dục, từng luồng hắc ám nguyên khí ngưng tụ thành một mặt to lớn tấm thuẫn, hung hăng từ chân trời vỗ xuống, muốn một cái thuẫn đánh, đem Vũ Văn Cơ nghiền ép. Vũ Văn Cơ có vẻ kinh hãi. Nếu như đổi thành ngày thường, chính là một chiêu Vĩnh Dạ Ma Thuẫn, hắn trong nháy mắt liền có thể ngăn cản. Nhưng hiện tại, hắn dưới trọng thương, nhưng là chút nào không chống đỡ nổi. A Tỷ cửa, hạ xuống. Trong lúc nguy cấp, Vũ Văn Cơ sử dụng một lá bùa chiếu, thúc giục pháp bảo. Lại xuất phát trước, Trần Thương Sinh đem A Tỷ quỷ khóc cửa cho hắn mượn, cái này một tí thật là cứu mạng. Phù chiếu cháy, linh khí nhô lên. Trong thoáng chốc, Vũ Văn Cơ trong cơ thể, liền vọt ra khỏi vô cùng quỷ khí, vô cùng hắc khí, lập tức hóa thành một tôn nguy nga phong cách cổ xưa tất cửa đen lớn, treo lơ lửng trên không trung, chính là A Tỷ cửa. Phịch! Diệp Thần Ma Thuẫn, hung hăng đánh ra đi qua, lại bị A Tỷ cửa ngăn trở, thậm chí đúng mặt tấm thuẫn đều bị cắn nuốt. Ngao 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 ngao! Không khí bên trong, xuất hiện dù sao cũng ác quỷ gào khóc, từng luồng âm hồn, tất cả mãnh quỷ. Từ A Tỷ cửa bên trong lao ra, ngay tức thì che đậy toàn bộ bầu trời, như ngày tận thế khói mù. A Tỷ cửa. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, hắn trước kia vậy gặp qua A Tỷ cửa, bất quá đều là hư ảnh, nhưng hiện tại, xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng là chân chính A Tỷ cửa bản thể, không còn là cái gì hư ảnh. Cái này phiến A Tỷ cửa, quỷ khí dày đặc, hơi thở chân thực quá bàng bạc, cũng không biết Trần Thương Sinh rèn luyện nhiều ít năm, hao phí nhiều ít thiên tài địa bảo. Pháp bảo này sử dụng một cái tới, thiên địa quỷ khóc, âm phong thảm thảm, làm người ta lộ vẻ xúc động. Luân hồi chi chủ, thật may ta còn có hậu thủ, nếu không thật muốn lật thuyền trong mương. Vũ Văn Cơ thân thể run run, hóa thành hình người, lảo đảo lắc lư đứng lên. Diệp Thần một kiếm này, làm hắn bị thương cực sâu, tốt ở giây phút sau cùng, có A Tỷ cửa cứu mạng. Suy suy suy, Vũ Văn Cơ cả người bốc ra dọn ra khói trắng. Vết thương nhanh chóng khôi phục. Xem hắn loại cao thủ này, chỉ cần chậm qua một hơi, cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngươi muốn khôi phục, không khả năng này. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thân thể nổ bắn ra ra, một cái ngọc bình xoay tít xoay tròn, từ trong cơ thể hắn bay ra, từng luồng xanh thấm tinh khiết nước suối, như sao sông vậy, từ ngọc bình bên trong chảy ra, hóa thành từng cái thủy long, đi vậy A Tỷ cửa bơm vào đi. Đây là... Tịnh Long Tuyền, tại sao có thể có như thế nhiều? Thấy vậy, Vũ Văn Cơ thần sắc nhất thời hoảng hốt. Giờ khắc này, Diệp Thần phóng thích ra nước suối, chính là Tịnh Long Tuyền, truyền thuyết là xuất xứ từ Thái Thượng Thế Giới Thánh Vật, sớm ở chục nghìn năm trước, cũng đã ngừng chảy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lập tức, lại có thể sẽ chảy ra như thế nhiều Tịnh Long Tuyền, đơn giản là ngân hà vậy bàng bạc. Những thứ này Tịnh Long Tuyền, đối phó ách nan tai khí. Long tộc minh khí, có cực mạnh lọc sạch hiệu quả, đối với minh long thần tộc huyết mạch, vậy nhất định có khắc chế. Rào, rào, rào. Minh mông Tịnh Long Tuyền, ùn ùn kéo đến, dốc vào đến A Tỷ cửa bên trong đi. À à à. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhất thời vang lên.
Còn quấn A tỷ cửa rất nhiều yêu ma, rất nhiều ác quỷ, ở Tịnh Long Tuyền dội rửa, lập tức bốc hơi, như tuyết đọng vậy hòa tan. A tỷ cửa chỗ sâu, Trần Thương Sinh lắng đọng liền mấy vạn năm minh long chân máu, cũng ở đây làm tan rã, bị Tịnh Long Tuyền cọ rửa hết, hoàn toàn lọc sạch. Trong chớp mắt, đúng phiến A tỷ cửa, rửa hết quỷ khí, hiển lộ ra phong cách cổ xưa sạch sẽ phẩm chất, là một miếng hắc diệu thạch điêu khắc cửa, trên cửa mặt, vô số cổ xưa hoa văn vần quanh, làm nổi bật ba cái đồ đằng vậy ký tự. Cái này ba chữ phù, đặc biệt cổ xưa, tựa hồ là thái thượng thế giới chữ viết, toàn trường cơ hồ không có người nhận được. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thần dựa vào kiếp trước luân hồi chi chủ trí nhớ, nhận ra, là Hồng Thiên Kinh ba chữ. Hồng Thiên Kinh, cái này là tên một người, tại sao sẽ khắc ở A tỷ cửa phía trên? Người này, cũng là thượng vị giả. Hắn và Thái Thượng Thiên Nữ có thủ oán. Diệp Thần một cái chớp mắt tới giữa, cực ma chi đồng xuyên qua sương mù dày đặc, tựa hồ trong phảng phất giò ngó thấy rất nhiều bí mật. Cái này ba chữ, không nghi ngờ chút nào, là Thái Thượng Thiên Nữ khắc xuống, phía trên có nàng nhân quả hơi thở. Trong phảng phất, Diệp Thần cảm giác được, cái này Hồng Thiên Kinh, là chân chánh thượng vị giả, ngày xưa và Thái Thượng Thiên Nữ tranh phong tồn tại. Cái này thượng vị giả, ở thiên nhân vực. Diệp Thần trong sâu thẳm, cảm thấy cực lớn nguy hiểm, tựa hồ có một cái đao treo ở trên đỉnh đầu mình. Cái này kêu Hồng Thiên Kinh người, tuyệt đối là một cái thượng vị giả, kiếp trước để cho luân hồi chi chủ vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Diệp Thần cực ma chi đồng thấy rõ dưới, tựa hồ thấy cái này kêu Hồng Thiên Kinh thượng vị giả, bị phong ấn ở liền thiên nhân vực, quanh thân có vô số xiềng xích trói buộc, chịu hết thống khổ. Thậm chí trong phảng phất, Diệp Thần còn bắt được Yến Trường Ca nhân quả. Yến Trường Ca, là đời trước tâm ma chi chủ, bị thượng vị giả một đầu ngón tay nghiền chết. Ra tay nghiền chết Yến Trường Ca người, chính là cái này Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần cực ma chi đồng, thiên cơ thấy rõ năng lực, vô cùng cường đại, hiện tại vừa nhìn thấy Hồng Thiên Kinh ba chữ, liền dòm ngó thấy vô số hình ảnh, biết rõ vô số nhân quả. Thằng nhóc, ngươi dám hủy ta pháp bảo. Vũ Văn Cơ thấy A tỷ cửa bị lọc sạch, nhất thời tức hộc máu. Đây chính là Trần Thương Sinh cho mượn pháp bảo của hắn, bây giờ bị rửa đi tất cả quỷ khí huyết khí, coi như là hoàn toàn phá hủy, hắn sau khi trở về không có cách nào cùng Trần Thương Sinh giao phó. Rất nhiều minh long thần tộc các cường giả, cũng là hoàn toàn sợ ngây người, không nghĩ tới Diệp Thần có nhiều như vậy Tịnh Long Tuyền, lập tức rửa sạch A tỷ cửa. A tỷ cửa gặp phải lọc sạch, Vũ Văn Cơ vậy bị liên lụy, nội tạng bị cắn trả, máu tươi cuồng phún, đau nhức lan tràn toàn thân. Cho ta chết. Tinh hồn chạm. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, dùng hết cuối cùng tất cả linh khí, một kiếm bùng nổ vô cùng ánh sao, chém thẳng Vũ Văn Cơ. Hắn chỉ muốn chém chết Vũ Văn Cơ, cướp đoạt A tỷ cửa. Cái này phiến A tỷ cửa, lại có thể có khắc thượng vị giả tên chữ, thật sự là không phải chuyện đùa. Nếu như có thể cướp đoạt lại, Diệp Thần có lẽ có thể tìm được thượng vị giả vị trí. Cái này kêu Hồng Thiên Kinh thượng vị giả. Tựa hồ bị Thái Thượng Thiên Nữ phong ấn ở liền thiên nhân vực, thực lực vạn không tích chữ một, nếu như Diệp Thần có thể tìm được, có thể đánh đau chó rớt xuống nước. Thậm chí, nếu như có thể giết chết Hồng Thiên Kinh mà nói, cầm hắn huyết nhục đi tưới hoang ma kiếm chủng đủ để ngay tức thì nảy mầm. Diệp Thần cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có thể nhanh như vậy đã có tiếp xúc thượng vị giả cơ hội, hơn nữa còn là một cái bị phong ấn chết cường giả, đơn giản là thiên đại vận khí. Vũ Văn Cơ mắt gặp Diệp Thần kiếm quang giết tới, nhất thời con ngươi co rúm một cái. Mắt xem hắn liền phải bị giết, đột nhiên ở giữa thiên địa, quỷ khí nổ, vô số ác quỷ âm hồn, từ trên trời hạ xuống, ngưng tụ thành một đạo dữ tợn âm trầm bóng người. Luân hồi chi chủ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Đạo thân ảnh này, một đáp xuống, ngón tay nhập lại kẹp một cái, dễ dàng, kẹp lấy Diệp Thần trường kiếm, kinh lực vừa phun, liền đem Diệp Thần đẩy lui. Trần thúc thúc, Vũ Văn Cơ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, mặt xanh một hồi, trắng một hồi. Cha, bên ngoài vòng chiến Trần Thanh Nhu, nhìn đạo thân ảnh này, cũng là hô kêu. Bái kiến bá tánh thần tôn. Một đám minh long thần tộc các cường giả, rối rít cúi phục hành lễ, thái độ khiêm nhường hết sức. Bá tánh thần tôn, Trần Thương Sinh. Diệp Thần mặt liền biến sắc, nhìn trước mắt bóng người, người sau tóc trắng thanh bào, gương mặt hung ác dữ tợn. Nhưng trong mắt nhưng là dị thường trong suốt, tinh mang chạm nhiên, hiển nhiên là tu vi cực cao.
Người này, chính là 12 thần tôn bên trong Trần Thương Sinh, Minh Long thần tộc cao tầng trưởng lão, A Tỵ cửa pháp bảo chủ nhân. Không hổ là thiên nữ đại nhân thích người, quả nhiên là võ đạo thông thần, khí vận ngút trời. Trần Thương Sinh híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, lộ ra tán thưởng và một chút thán phục thần sắc. Diệp Thần ngày hôm nay gặp phải cục diện, là tuyệt đối tử cục, nhưng hết lần này tới lần khác bị hắn giết ngược, mặc dù bộ phận nguyên nhân là Vũ Văn Cơ khinh địch, nhưng không thể không nói, Diệp Thần có thể chống đỡ đến tình cảnh này, đã là nghịch thiên cử chỉ. Trần Thúc Thúc, xin lỗi. Vũ Văn Cơ một hồi áy náy, lần này thua ở Diệp Thần dưới quyền, liền A Tỵ cửa đều bị lọc sạch, hắn tội nghiệt không nhẹ. Không sao, thắng bại là chuyện thường binh ra, người thua ở luân hồi chi chủ dưới quyền, không tính là oan uổng. Trần Thương Sinh khoát tay một cái, cũng không có trách cứ. Vũ Văn Cơ cắn răng, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu như hắn có thể cẩn thận một chút, chưa chắc sẽ bị thua. Trần Thương Sinh nhàn nhạt nói, người vẫn là xem thường lục đạo luân hồi pháp uy lực, đây chính là có 102 chư thiên hồng mông cổ pháp, sau này cẩn thận một chút. Ta biết, Trần Thúc Thúc, Vũ Văn Cơ âm u cười một tiếng, bất quá, hẳn không lần sau chứ. Ngày hôm nay có người ra tay, luân hồi chi chủ hẳn phải chết. Hiện tại đại chiến hạ màn, Diệp Thần linh khí cơ hồ hao tổn hầu như không còn, đã không có nhiều ít sức chiến đấu. Chỉ cần Trần Thương Sinh động thủ, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng đúng. Trần Thương Sinh cười một tiếng, híp mắt nhìn Diệp Thần, tựa như đang nhìn một cổ thi thể, nói. Luân hồi chi chủ, người ngày hôm nay vô luận như thế nào, đều khó trốn chết, mặc dù thiên nữ đại nhân luôn muốn tải bồi ngươi, nhưng xin lỗi, người đối với ta Minh Long thần tộc uy hiếp quá lớn, phải trừ đi. Ta cho một mình ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nói cho ta, ba chữ kia là ý gì, ta có thể thả phụ nữ của ngươi, chỉ giết một mình ngươi. Trần Thương Sinh nhìn xem Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh, bỗng nhiên lái ra một cái điều kiện. Trần Thúc Thúc, ngươi đang nói cái gì? Vũ Văn Cơ nhưng là mờ mịt, không biết Trần Thương Sinh điều kiện là ý gì. Diệp Thần gương mặt chấn động một cái, ngay tức thì liền rõ ràng, Trần Thương Sinh là muốn biết, năm đó Thái Thượng Thiên Nữ, ở A Tỵ cửa khắc xuống ba chữ, rốt cuộc là ý gì. Ba chữ kia, Hồng Thiên Kinh, là một cái khác thượng vị giả tên chữ. Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh, vậy nghe không hiểu Trần Thương Sinh mà nói, hai người chố mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy ngày hôm nay cục diện này, đã là tử cục. Minh Long thần tộc thế lực, thực sự quá lớn, coi như Diệp Thần đánh bại Vũ Văn Cơ, sau lưng còn có một cái Trần Thương Sinh, căn bản không cách nào chống lại. Người muốn biết, cùng đời sau đi. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, hơi lui về phía sau một bước, không ngừng điều tức, khôi phục tự thân linh khí. Hiện tại Trần Thương Sinh muốn biết Hồng Thiên Kinh sự việc, đây là Diệp Thần cơ hội. Hồng Thiên Kinh ba chữ, là một cái thiên đại tiền đặt cuộc. Dõi mắt vực ngoại và thượng giới, chỉ có Diệp Thần, có thể phá dịch ba chữ kia phù ý, nếu như Diệp Thần chết, Trần Thương Sinh đời này, cũng không thể nào biết năm đó Thái Thượng Thiên Nữ, rốt cuộc để lại bí mật gì. Ngươi không nói, tốt lắm, ta cầm ngươi hai phụ nữ, từng cái bắt lại, tận tình giày xéo, chém nửa đoạn các nàng tay tay chân chân, ta xem ngươi còn có nói hay không. Trần Thương Sinh ánh mắt bỗng nhiên run lên, cả người đổi được đằng đằng sát khí. Lại không có và Diệp Thần trả giá ý, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh. Suy, hạ một sát, Trần Thương Sinh bàn tay hóa thành long chảo, hồng mông nguyên khí bùng nổ, lại là sử dụng minh ma tay, cuồn cuộn ma khí bạo tràn ra, chụp vào Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh hai người. Ngươi dám? Diệp Thần thần sắc đại biến, muốn ngăn cản, Trần Thương Sinh nhưng vung tay lên, vô cùng ác quỷ. Từ hàng tỷ triệu hư không trong khe hở phá giết ra, ùn ùn kéo đến chào hướng Diệp Thần. Trong thoáng chốc, Diệp Thần rơi vào dù sao cũng ác quỷ bao vây, vô số ác quỷ oan hồn, xương trắng quỷ chảo, muốn đem hắn xé nát. Đáng chết! Diệp Thần bị buộc không biết làm sao, chỉ có thể bay ngược, lùi đến xa la cây trà bên người, mượn xa la cây trà hơi thở, miễn cưỡng ngăn cản quỷ khí xâm nhập. Trần Thúc Thúc, người luyện thành Thái Thượng Thiên Quỷ Đạo. Vũ Văn Cơ đại hỉ, nói. Trần Thương Sinh cười không nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ngươi nhìn cho thật kỹ, ta làm sao hành hạ phụ nữ của ngươi. Ngay lúc nói chuyện, Trần Thương Sinh minh ma long móng, đã tới sát Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh đỉnh đầu. Trần Thương Sinh thực lực,
không thua Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, cái này một cái minh ma long móng, đơn giản là che khuất bầu trời, như muốn bao phủ một cái thế giới, một móng vuốt đánh tiếp, như quần tinh rơi xuống, vô số thiên tai nổ tung, uy thế to lớn. Ngụy Dĩnh và Kỷ Tư Thanh sắc mặt đều thay đổi, Trần Thương Sinh thực lực quá mạnh mẽ, hai người căn bản không phải địch thủ, ở minh ma long chảo bao phủ hạ, ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông. Mà bát quái lò luyện đan bên trong, Diệp Lạc Nhi cũng cảm nhận được ngoại giới biến cố, một trái tim nhất thời rút ra đau, tràn đầy áy náy bi thương. Nếu như không phải là bởi vì ta, Diệp Đại Ca và Ngụy Dĩnh bọn họ, cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh này. Diệp Lạc Nhi vành mắt ửng đỏ, nếu như không phải là vì bảo vệ nàng mà nói, Diệp Thần chưa chắc sẽ như vậy chật vật. Hiện tại thế cục đã đến nguy cấp nhất giây phút, Ngụy Dĩnh và Kỷ Tư Thanh lập tức phải bị bắt, gặp thảm thiết nhất hành hạ, mà Diệp Thần cũng không khả năng chút nào mạng sống cơ hội. Không, các ngươi đều phải chết. Ta muốn giết chỉ các ngươi. Diệp Lạc Nhi nhìn bên ngoài Vũ Văn Cơ, Trần Thương Sinh các người, trong tròng mắt giấy lên dọn ra lửa cháy bừng bừng, tràn đầy cừu hận và tức giận. Ở tuyệt đối cừu hận dưới sự kích thích, Diệp Lạc Nhi huyết mạch chỗ sâu, tựa hồ có vật gì hồi phục. Long thần lực, càn khôn điên đảo, đại uy hoang vu, thiên địa nghịch loạn. Trong sâu thẳm, Diệp Lạc Nhi tựa hồ cảm ngộ được cái gì, trong mắt nổ lên sáng chói kim mang, vô lượng nguyên khí bạo dũng ra. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Cả tòa bát quái lò luyện đan, cũng là dạn nứt đứng lên, từng luồng kinh khủng kim quang, mang vô cùng hào hùng nguyên khí, không ngừng nổ bắn ra. Đây là... Trần Thương Sinh thấy lò luyện đan dị biến, nhất thời cả kinh. Vậy hào hùng kim quang, khắp nơi ngang dọc bạo dũng, tách ra hết thảy ma khí, hết thảy minh khí, thiên địa liền rõ ràng, tràn ra cổ xưa hồng hoang hơi thở. Tốt hào hùng nguyên khí, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết? Trần Thương Sinh liên tiếp lui về phía sau, vậy từng luồng kim quang, thần uy vô địch, tựa hồ hàm chứa thái thượng chư thần ý chí, càn quét vũ trụ, ngăn cản người tán loạn. Vũ Văn Cơ và rất nhiều minh long các cường giả, vậy cảm giác được không ổn, rối rít lui về phía sau né tránh. Lạc Nhi, Diệp Thần nhìn không ngừng dạn nứt chấn động lò luyện đan, hoàn toàn rơi vào ngạc nhiên. Hắn cảm giác được, Diệp Lạc Nhi hơi thở, tựa hồ đang điên cuồng bạo tăng, đạt tới kinh khủng bước. Ngụy Dĩnh và Kỷ Tư Thanh, vậy cảm giác được kim quang cuồn cuộn, cao nhất nguyên khí nổ tung, uy áp liền liền, không thể không lui về phía sau, bay đến Diệp Thần bên người. Lạc Nhi tựa hồ thức tỉnh thần thông gì, là cao nhất nguyên thuật. Diệp Thần con người có giúp một cái, nhìn vậy đầy trời nổ tung kim quang, chỉ cảm thấy mênh mông khoáng đạt, uy nghiêm vô địch. Đây là cao nhất nguyên thuật hơi thở. Không tốt, là cửu thiên thần thuật. Đáng chết, nàng muốn thức tỉnh long thần phá thiên quyết. Đi mau. Trần Thương Sinh lớn tiếng gầm thét, cảm thấy được không ổn, lập tức phi thân lui về phía sau, mặt đầy sợ hãi chấn động phố. Cái gì, cửu thiên thần thuật? Diệp Lạc Nhi tiện nhân kia, lại muốn thức tỉnh cửu thiên thần thuật. Cái này không thể nào. Vũ Văn Cơ cũng là thần sắc hoảng hốt, không dám tin tưởng. Cửu thiên thần thuật, chính là truyền thuyết bên trong, đứng đầu nhất cửu môn cao nhất nguyên thuật, mỗi một môn cũng đến từ thái thượng thế giới. Cái này cửu thiên thần thuật, tùy tiện một loại sau khi luyện thành, đều có thể càn quét chư thiên vạn giới, lực sát thương vô cùng khủng bố. Từ giá trị trên phán đoán, cửu thiên thần thuật giá trị, không kém chút nào tại tám đại thiên kiếm. Vậy tám đại thiên kiếm, đều là cao nhất nguyên binh, mũi nhọn đặc biệt đáng sợ, một khi xuất thế, tuyệt đối muốn rung động vực ngoại. Mà cửu thiên thần thuật, vậy là đặc biệt đáng sợ thuật pháp, từ góc độ nào đó tới xem, thậm chí so tám đại thiên kiếm còn đáng sợ hơn. Dẫu sao, chấp trưởng thiên kiếm, cần ngập trời khí vận và tu vi, hơn nữa còn có bị cắn trả nguy hiểm. Nhưng là, tu luyện cửu thiên thần thuật, nhưng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại có thể không ngừng tăng lên võ đạo, dũng mãnh tinh tiến, vô cùng lợi hại. Long thần phá thiên quyết, chính là cửu thiên thần thuật một trong, là long tộc chí cao nghĩa sâu xa, một khi luyện thành, có thể sôi trào vực ngoại, càn quét tinh không. Nếu như tu luyện tới tột cùng nhất cảnh giới, thậm chí có thể một móng vuốt phá vỡ thái thượng thiên cửa, phi thăng đi thái thượng thế giới. Rất nhiều minh long thần tộc cường giả, nghe được Diệp Lạc Nhi muốn thức tỉnh long thần phá thiên quyết, cũng là hoàn toàn rung động, kinh hãi được tột đỉnh. Trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật, và thiên võ ngọa long kinh như nhau thần bí,
thế gian cơ hồ không người dòm ngó gặp. Tám đại thiên kiếm, còn có một chút tung tích có thể tìm ra, nhưng cửu thiên thần thuật, là thật thần bí khó lường, mấy chục ngàn trong thời kỳ, cho tới bây giờ không có ở thế gian hiển lộ qua nhân quả. Cửu thiên thần thuật, long thần phá thiên quyết, Lạc Nhi trong huyết mạch mặt, lại có thể cất giấu như thế lợi hại thần thông. Cửu thiên thần thuật truyền thuyết, đặc biệt bí mật, chỉ truyền lưu ở thiên nhân vực, trước kia Diệp Thần vậy chưa từng nghe qua. Bất quá, Diệp Thần bây giờ có được cực ma chi đồng, suy diễn thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, vừa nghe đến cửu thiên thần thuật, long thần phá thiên quyết cùng các chữ, đầu óc bên trong liền hiện ra trùng trùng hình ảnh. Bất quá hình ảnh mơ hồ, tựa hồ bị người tận lực ẩn núp, dù là cực ma chi đồng, vậy lộ vẻ khó khăn. Từ trong hình tới xem, cửa này nghịch thiên thuật pháp, ở Diệp Lạc Nhi không ra đời thời điểm, thì có một vị áo bào đen nam tử chôn ở Diệp Lạc Nhi trong huyết mạch, một khi thời cơ đã đến, môn thuật pháp này liền sẽ thức tỉnh. Còn như vị này người đàn ông áo bào đen lai lịch, Diệp Thần cũng không biết, càng không biết đối phương tại sao phải làm như vậy. Bất quá có một chút xác định, Diệp Lạc Nhi lai lịch, so mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hiện tại, Diệp Lạc Nhi tức giận cừu hận dưới, hiển nhiên thức tỉnh long thần phá thiên quyết bí ẩn. Hống! Một tiếng kinh thiên rồng ngâm, đột nhiên vang lên. Diệp Thần bát quái lò luyện đan, hoàn toàn nổ tung, vô số kim quang tách thả ra ra. Ở tầng tầng kim quang vờn quanh hạ, Diệp Lạc Nhi hóa thân là long, bể tan tành hư không, toàn bộ hoàng tuyển thế giới, cũng đang kịch liệt chấn động, sơn xuyên con sông tựa như đều phải rạn nứt. Hàng tỷ triệu thời không, ở trong nháy mắt nghiền, hoàng tuyển thế giới bầu trời, xuất hiện từng cái hắc động tựa như mất đi không gian, vô số ánh sao, nguyên tử cực quang, cuồn cuộn đáp xuống. Diệp Lạc Nhi long thần phá không, dẫn phát động trời khí tượng, rồng ngâm chấn động một cái, chư thiên cúi đầu, người người chấn động. Thật là đáng sợ hơi thở. Trần Thương Sinh và Vũ Văn Cơ nhìn nhau, chỉ cảm thấy Diệp Lạc Nhi thời khắc này hơi thở, thật là cường đại đến ngoại hạng, như thái thượng long thần đích thân tới, mỗi một khối vảy rồng, cũng lóe lên kim quang sáng chói, sắc bén long chảo, nhuệ khí dọn ra, tựa hồ muốn bóp vỡ nhật nguyệt, nghiền vực ngoại, đuôi rồng ngăn lại, cuồn cuộn đợt khí nổ thành ngân hà, khoáng đạt đến không thể tưởng tượng nổi bước. Đáng chết, điều này rồng mẹ nghịch thiên, mau rút lui. Trần Thương Sinh sắc mặt phát trắng, mới vừa hắn hạ xuống nơi đây, phong khinh vân đạm, nắm chắc phần thắng, một mặt cao cao tại thượng hình dáng, nhưng hiện tại, thấy Diệp Lạc Nhi hóa thân thái thượng long thần, hắn là hoàn toàn luống cuống, lại cũng không có mới vừa phách lối. Vèo đích một tiếng, Trần Thương Sinh hiển hóa thành minh thân rồng thân thể, chạy trốn đi. Trần thúc thúc, đợi ta một chút. Vũ Văn Cơ vậy hoảng hồn, xoay người muốn chạy trốn. Hống! Diệp Lạc Nhi rồng ngâm kinh thiên, móng vuốt phung lên, nghiền bạo hư không, rất miễn cưỡng chế tạo ra một cái chôn vùi sông dài, bất kỳ sinh linh rơi vào điều này chôn vùi sông dài bên trong đi, cũng phải bỏ mạng tử vong. Trần Thương Sinh và Vũ Văn Cơ, thiểm lược đến bờ sông, cũng không dám cử động nữa, tiến lên một bước nữa, bọn họ thì phải hoàn toàn mai táng ở chôn vùi trong hư không. Rất nhiều minh long cường giả, cũng là kinh hoàng một phiến, cảm thấy ngày tận thế nguy cơ. Đây chính là cửu thiên thần thuật uy lực. Diệp Thần ngơ ngác nhìn Diệp Lạc Nhi bóng người, giờ khắc này Diệp Lạc Nhi, hóa thân thái thượng long thần, đơn giản là vô địch, liền liền Diệp Thần, đều không thể nhìn thẳng thân hình của nàng, thiếu chút nữa bị kim quang gai mắt bị mù. Không tốt, trốn không thoát. Vũ Văn Cơ nhìn vắt ngang ở trước mắt chôn vùi sông dài, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Sinh linh huyết tế, bờ bên kia chiếc cầu. Trần Thương Sinh khẽ cắn răng, sống chết trước mắt. Nhưng đặc biệt quả quyết, sử xuất huyết tế phương pháp, một đoàn huyết quang ở hắn long chảo bên trong bốc lên. Xuy xuy xuy, Trần Thương Sinh khác một cái long chảo, điên cuồng bắt nhiếp, đem chung quanh từng cái minh long cường giả, toàn bộ nắm tới, sống sờ sờ huyết tế. À, rất nhiều minh long cường giả, nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ gặp thảm huyết tế, trở thành một đoàn máu thịt xương trắng. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Tất cả máu thịt xương trắng, tụ lại, cấu trúc thành một cái cầu dài, gác ở chôn vùi sông dài bên trên. Đây là Minh Long thần tộc bí truyền thuật pháp, thông qua hiến tế sinh linh máu thịt, cấu trúc bờ bên kia cầu, vượt qua hết thảy tai ách. Cha, ngươi liền ta cũng giết. Trần Thương Sinh liền liền níu nhiếp dưới, một cái không lưu ý, đem con gái Trần Thanh Nhu, vậy bắt tới đây. Nhìn Trần Thanh Nhu sợ sợ ánh mắt thương hại,
Trần Thương Sinh trong lòng run lên, nhưng bên kia Diệp Lạc Nhi đã từng giết tới, hắn không thời gian. Thật xin lỗi, con gái, đời sau tạm biệt. Trần Thương Sinh hung ác tim, đem Trần Thanh Nhu vậy huyết tế, hóa thành một đoàn máu thịt, cấu trúc cầu. Ngay chớp mắt, bờ bên kia cầu hoàn toàn thành hình, Trần Thương Sinh sải bước vượt qua bờ bên kia, nhanh chóng thoát đi. Vũ Văn Cơ thấy Trần Thanh Nhu chết, một hồi chấn động phố, nhưng rất nhanh vậy tỉnh hồn lại, vội vàng đi theo Trần Thương Sinh chạy trốn. Còn sống Minh Long các cường giả, cũng là vô cùng khủng hoảng, chạy trốn đi. Suy, Diệp Lạc Nhi Long chảo bạo giết tới, đem chạy được chậm Minh Long cường giả, toàn bộ xé thành mảnh vỡ. Trần Thương Sinh và Vũ Văn Cơ sợ hãi dưới, nhanh chóng trốn chạy Hoàng Tuyền Đồ. Bọn họ mặc dù còn sống, nhưng tổn thất quá thảm trọng, thủ hạ Minh Long cường giả, hao tổn hơn nửa, đợi trở lại thiên nhân vực, Minh Long thần tộc sợ rằng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Trần Thúc Thúc, người Pháp bảo đâu? Xa xa trốn chạy Hoàng Tuyền thế giới sau đó, Vũ Văn Cơ vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng phát hiện A Tỷ cửa không mang ra ngoài. Trần Thương Sinh khoát tay một cái, nói, được rồi, có thể còn sống cũng không tệ, còn quản pháp bảo gì, dù sao ta nhờ cha ngươi có phúc, đã luyện thành Thái Thượng Thiên Quỷ Đạo, vậy A Tỷ cửa không muốn cũng được, đáng tiếc không thể phá Dịch Thiên Nữ đại nhân lưu lại bí mật. Vũ Văn Cơ sửng sốt một chút, nói, cha ta. Trần Thương Sinh gật đầu một cái, nói, không sai, lần này ta hạ xuống, là cha ngươi ý, cha ngươi lo lắng ngươi xảy ra chuyện, kêu ta tới đây bảo vệ ngươi, hắn nguyện ý thay ta chịu đựng Thiên Nữ đại nhân trừng phạt, có hắn thay ta cản trở, ta cũng không dùng lại cố kỵ cái gì, Thiên Quỷ đạo pháp ngay tức thì luyện thành, đáng tiếc và Cửu Thiên thần thuật so sánh, ta đạo pháp chính là một chuyện thiếu lâm. Nhìn tính vạn tính, cái này Diệp Lạc Nhi lại như vậy có lai lịch lớn. Xem ra chúng ta tất cả mọi người đều không để mắt đến nàng. Cái gì, cha ta lại có thể? Vũ Văn Cơ nhất thời chấn động phố, Thái Thượng Thiên Nữ trên đời gian, như cũ lưu lại một chút ý chí, nếu như Trần Thương Sinh dám cùng Luân Hồi Chi Chủ đối nghịch, phải bị Thiên Nữ ý chí trừng phạt, hậu quả có thể lớn có thể nhỏ. Hiện tại Vũ Văn Cơ phụ thân, thay thế chịu phạt, Trần Thương Sinh dĩ nhiên là buông lỏng, nhưng Vũ Văn Thị nhất tộc, sợ rằng không tốt lắm. Vũ Văn Cơ cắn răng, nhất thời cảm thấy to lớn áp lực, lần này chu diệt Luân Hồi Chi Chủ, không chỉ có không mò được chút nào chỗ tốt, dù sao hao tổn nhiều cao thủ như vậy, phụ thân vậy phải chịu đựng thiên phạt, hắn là nhanh tức hộc máu. Diệp Thần, Diệp Lạc Nhi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ làm thịt các ngươi hai cái. Vũ Văn Cơ nội tâm vô cùng tức giận, hận ý ngút trời, chỉ muốn báo thù. Hoàng Tuyền thế giới bên trong, kim quang dần dần tiêu trừ. Long thần xé trời khí tượng tản đi, Diệp Lạc Nhi khôi phục hình người, từ trên bầu trời đánh mất. Lạc Nhi. Diệp Thần cả kinh, vội vàng bay qua, ôm lấy Diệp Lạc Nhi. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi hơi mở mắt, cười khổ nhìn Diệp Thần, sau đó nghiêng đầu một cái, nhưng là hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Diệp Thần ôm trước Diệp Lạc Nhi thân thể, chỉ cảm thấy nàng cả người lạnh như băng, không có một chút hơi nóng. Hiển nhiên. Bùng nổ Long Thần Phá Thiên Quyết, Diệp Lạc Nhi đã tiêu hao hết tất cả khí lực, thậm chí liền huyết mạch căn cơ đều bị liền vết thương, cần rất dài thời gian điều dưỡng. Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh, rung động tại chỗ, không nói ra lời. Trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Thuật, uy lực quá đáng sợ, cũng là ngoài bọn hắn ý liệu. Diệp Lạc Nhi thức tỉnh Cửu Thiên Thần Thuật, lại có thể lấy sức một mình, đẩy lui Vũ Văn Cơ và Trần Thương Sinh, có thể tưởng tượng được Cửu Thiên Thần Thuật có cường hãn dường nào. Diệp Thần thoáng định thần, cầm liền cầm Diệp Lạc Nhi mạch đập, phát hiện nàng trong cơ thể Minh Long cổ hơn độc, đã hoàn toàn xóa bỏ. Hiển nhiên, Long Thần Phá Thiên Quyết bùng nổ, hết thảy độc cổ tai khí, đều là tan thành mây khói, căn bản không ngăn được Cửu Thiên Thần Thuật uy lực. Diệp Thần vậy thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ coi như là tạm thời giải trừ. A Tỷ Cửa, Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần ánh mắt, rơi vào A Tỷ Cửa phía trên. Trần Thương Sinh chạy trốn vội vàng, món pháp bảo này cũng không có mang đi. A Tỷ Cửa phía trên, vậy ba cái cổ xưa phức tạp ký tự, như cũ lưu chuyển khí tức thần bí. Hồng Thiên Kinh, trừ Thái Thượng Thiên Nữ bên ngoài, ta rốt cuộc lại biết một cái thượng vị giả, tin tức này vô cùng trọng yếu, phải cùng Nhâm Tiền Bối thương lượng một chút. Diệp Thần suy nghĩ, liền muốn thu hồi A Tỷ Cửa, từ từ tính toán thiên cơ. Suy, nhưng bỗng nhiên, ma quang lóe lên. Một đạo thân ảnh, từ nghiêng gai bên trong bay vút ra,
nhanh như tia chớp, cướp lấy A Tỷ cửa. Ma Bi chi chủ, là ngươi. Diệp Thần mặt liền biến sắc, đạo thân ảnh này, chính là Ma Bi chi chủ. Diệp Thần đã sớm biết, Ma Bi chi chủ báo tin cho Vũ Văn Cơ, là muốn thừa dịp hai người kịch chiến, đục nước béo cỏ, chơi chim sẻ ở phía sau trò lừa bịp. Diệp Thần trong lòng vốn là đề phòng, nhưng liên tục chiến đấu và kinh biến, để cho hắn tinh thần khẩn trương cao độ, hiện ở kết thúc chiến đấu, vậy buông lỏng xuống. Bất quá nơi này, dẫu sao là hoàng tuyển đồ thế giới, là Diệp Thần bổn mạng địa bàn, nếu như Ma Bi chi chủ muốn đánh lén giết người nói, cũng là tuyệt không khả năng sự việc, Diệp Thần dựa vào suối vàng sông và xa la cây trà, đủ để chống đỡ. Nhưng hiện tại, Ma Bi chi chủ cũng không phải muốn giết người, mà là muốn đoạt lấy A Tỷ cửa. Cái này một tí, thật là ra Diệp Thần ý liệu. Bởi vì Ma Bi chi chủ không phải giết người, cho nên không có sát khí, Diệp Thần căn bản không có phát hiện. Luân hồi chi chủ, ta không phải ngươi địch thủ, nhưng luôn có người có thể thu thập ngươi. Chỉ cần thượng vị giả ra tay, ngươi nhất định phải chết. Ma Bi chi chủ giữ tợn cười một tiếng, ở 0,1% sát na trong thời gian, thanh âm truyền tới Diệp Thần trong tai. Ngay lúc nói chuyện, Ma Bi chi chủ bàn tay một chảo, nắm lên A Tỷ cửa, thẳng tiếp thu được trong thế giới mình đi. Ngươi biết A Tỷ cửa bí mật. Diệp Thần thần sắc đại biến. Không sai, năm đó có một cái thượng vị giả, bị thái thượng thiên nữ trấn áp, phong ấn ở thiên nhân vực bên trong, chỉ cần ta có thể giải cứu cái đó thượng vị giả đi ra, ngươi nhất định phải chết. Cái này A Tỷ cửa, ta sớm muộn có thể phá dịch. Chờ ta phá dịch ngày, chính là ngươi ngày rỗ. Cái đó bị phong ấn thượng vị giả, Ma Bi chi chủ cũng không biết là ai, nhưng là, hắn biết đầu mối ở A Tỷ cửa phía trên. Chỉ cần phá dịch A Tỷ cửa chữ phía trên phù, hắn liền có thể biết cái đó thượng vị giả tên họ, từ đó suy diễn đến nhân quả, tìm được vậy thượng vị giả tung tích, thành công giải cứu, mượn thượng vị giả tay, chém chết Diệp Thần. Diệp Thần khí vận, chân thực quá bàng bạc. Đồ sát thánh đại hội, giết không chết hắn. Ma Bi chi chủ, giết không chết hắn. Minh Long thần tộc, cũng giết không chết hắn. Hiện tại Ma Bi chi chủ thật sâu biết, muốn giết chết Diệp Thần, chỉ có mời thượng vị giả ra tay. Chỉ có trong truyền thuyết thượng vị giả, trong truyền thuyết thái thượng thần Minh Cửa, mới có thể lấy nghiền ép vực ngoại uy thế, chém chết Diệp Thần. Một cướp được A Tỷ cửa, Ma Bi chi chủ lập tức lắc mình rời đi, không có chút nào lưu lại ý. Đáng chết! Diệp Thần muốn đuổi theo, đáng tiếc linh khí còn không khôi phục, căn bản không có thể đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ma Bi chi chủ mang đi A Tỷ cửa. Vạn nhất bị Ma Bi chi chủ giải mã Hồng Thiên Kinh bí mật, ta thì phiền toái. Một khi vậy Hồng Thiên Kinh phá vỡ phong in ra, 10.000 cái ta cũng không ngăn nổi. Diệp Thần cảm thấy sâu đậm nguy cơ, hắn coi như khí vận sâu hơn dày, đối mặt chân chính thượng vị giả, cũng không khả năng chút nào trở mình chỗ trống. Đây chính là liền nhâm phi phàm, cũng không có so kiêng kỵ tồn tại. Còn có Yến Trường Ca, năm đó chủ trì thánh nhân đại lộ, hạng uy phong, kết quả Hồng Thiên Kinh chỉ dùng một đầu ngón tay, liền đem hắn bóp chết. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đối mặt Hồng Thiên Kinh, không có chút nào khả năng chiến thắng, một khi gặp gỡ, cũng là bị một ngón tay bóp chết vận mệnh. Trừ phi, hiện tại thừa dịp Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, trạng thái suy yếu, Diệp Thần có thể bắt được Hồng Thiên Kinh vị trí, và Nhâm Phi Phàm cùng nhau liên thủ, đánh đau chó rớt xuống nước, có thể còn có giết ngược cơ hội. Nhưng tiếc là, A Tỷ cửa bị Ma Bi chi chủ mang đi, dựa hết vào trước mắt đầu mối, Diệp Thần coi như mở cực ma chi đồng, cũng không thể suy diễn rõ ràng tất cả nhân quả, căn bản không tìm được Hồng Thiên Kinh vị trí, chỉ biết là ở thiên nhân vực. Thái thượng thiên nữ đang bố trí, Hồng Thiên Kinh và ta, đều là của nàng một con cờ. Dựa vào hiện hữu đầu mối, Diệp Thần bóp nặn ngón tay, không ngừng suy diễn, mặc dù không tìm được Hồng Thiên Kinh vị trí, nhưng vậy dòm ngó thấy một chút bí mật. Tịnh Long Tuyền, A Tỷ Cửa, Hồng Thiên Kinh, cái này ba bước cờ, rõ ràng từng bước tương liên, từng bước đẩy tới. Tịnh Long Tuyền, là Thái Thượng Thiên Nữ để lại cho hắn thiên tài địa bảo, có thể dùng để lọc sạch A Tỷ Cửa. Một khi A Tỷ Cửa bị lọc sạch, Diệp Thần là có thể thấy Hồng Thiên Kinh tên chữ. Thái Thượng Thiên Nữ muốn mượn tay ta, chu diệt Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần sống lưng khó hiểu một hồi lạnh lẽo, dòm ngó thấy Thái Thượng Thiên Nữ ý đồ. Năm đó Thái Thượng Thiên Nữ trấn áp Hồng Thiên Kinh, ngại vì ngoại giới áp lực, không thể chém chết,
cho nên để lại cái này bố trí, coi như là khảo nghiệm Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần có thể chém chết Hồng Thiên Kinh, liền giải quyết Thái Thượng Thiên Nữ một cái tai họa ngầm, còn có thể chứng minh bản thân có tư cách khiêu chiến nàng. Nếu như Diệp Thần thất bại, vậy cũng không tư cách lại đi gặp Thái Thượng Thiên Nữ, chỉ có thể chết. Diệp Thần nhất thời ra đầu tê dại, không nghĩ tới nho nhỏ Tĩnh Long Tuyền, sau lưng lại dắt kéo ra Thái Thượng Thiên Nữ bố trí. Hiện tại Luân Hồi Chi Chủ bố trí, và Thái Thượng Thiên Nữ bố trí, đến liều mạng lúc, chân chính đại lộ tranh phong. Diệp Thần chuẩn bị phải đối mặt Hồng Thiên Kinh, lấy hắn thực lực trước mắt, hiển nhiên còn chưa đủ. Một khi Diệp Thần thất bại, vậy hắn đem mất đi nơi có giá trị, Thái Thượng Thiên Nữ sẽ không lại đào tạo hắn, ngày xưa Ma Thiên Tà Thần, Lan Lăng Ma Tôn, Ngọa Long Thần Tôn, Bay Lôi Thần Tôn vân. Vân, người người cũng sẽ hiển lộ dữ tợn khuôn mặt, sẽ không cho hắn chút nào mạng sống cơ hội. Cùng lúc đó, thiên nhân vực lòng đất chỗ sâu nhất, một vị bị vô số xiềng xích nhốt vạn khư thần điện cường giả, từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở mắt. Đây là một cái hình dạng khô cằn, đầu đầy tóc muối tiêu nam tử, bị nhốt không biết vạn năm, trong mắt đã đổi được một phiến đục ngầu, tràn đầy bể dâu và oán hận. Đến thời điểm sau cùng liền sao? Người muốn mượn Luân Hồi Chi Chủ tay giết ta, không khỏi quá mức ngây thơ. Nam tử tuét miệng cười một tiếng, tựa hồ cảm giác được cái gì. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định có thể từ nam tử này trên mình, cảm nhận được vô cùng nồng nặc nhân quả. Người này, chính là Hồng Thiên Kinh, trong truyền thuyết thượng vị giả. Ừ, Long Thần Phá Thiên Quyết. Tại sao có thể có loại vật này? Cửu Thiên Thần Thuật, làm sao sẽ rơi vào một cái phàm người trên tay? Bỗng, Hồng Thiên Kinh mặt liền biến sắc, tựa hồ phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi biến cố. Hiển nhiên, Diệp Lạc Nhi Long Thần Phá Không, thật to ra hắn ý liệu. Cái này thậm chí không có ở đây Thái Thượng Thiên Nữ bố trí trong phạm vi. Cái này thế gian, nếu như nói có vật gì, có thể uy hiếp được thượng vị giả tánh mạng, một là cao nhất nguyên binh, thứ hai chính là Cửu Thiên Thần Thuật. Hơn nữa, so với cao nhất nguyên binh, Cửu Thiên Thần Thuật uy hiếp lớn hơn rất nhiều. Dẫu sao, thần binh lợi khí, còn có ngăn cản chỗ trống, nhưng Cửu Thiên Thần Thuật là thật nghịch thiên thần thông, càn quét vạn giới, ngăn cản người tán loạn. Đơn thuần là một cái Luân Hồi Chi Chủ chuyển thế, Hồng Thiên Kinh không sợ chút nào, nhưng hơn nữa Cửu Thiên Thần Thuật, vậy có thể gặp phiền toái. Rồng trong truyền thuyết Thần Phá Thiên Quyết, nếu như tu luyện tới đỉnh cấp, không chỉ có thể uy hiếp được hắn sinh mạng, thậm chí sẽ uy hiếp được vạn khư thần điện sau lưng kế hoạch. Diệp Lạc Nhi, điều này rồng mẹ, phải ở yếu lúc nhỏ giết chết. Nếu không vạn năm sau đó, chính là ta ngày rỗ. Thật may, người thức tỉnh Long Thần Phá Thiên Quyết, khí tượng quá lớn, còn bại lộ Luân Hồi Chi Chủ vị trí, đang dễ giải quyết ta phiền toái. Hồng Thiên Kinh trong mắt đục ngầu, thần sắc lưu chuyển gian, đã suy diễn ra tất cả nhân quả. Hắn trong ánh mắt, toát ra dày đặc sát khí. Già nua ngón tay, phía trên nhuộm máu, chậm rãi nâng lên, xuyên qua vô số nặng thời không, lại có thể trực tiếp lướt đi Hoàng Tuyền Đồ thế giới. Hoàng Tuyền Đồ bên trong, Diệp Thần ôm trước Diệp Lạc Nhi, chuẩn bị cùng Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh tạm biệt. Nhưng bỗng nhiên, Hoàng Tuyền thế giới bên trong, mây đen chào đáng, tiếng sấm ầm ầm. Trên bầu trời, vô số sát niệm hội tụ, một ngón tay chọc phá trời, đột ngột xuất hiện. Cái này ngón tay, máu tươi rầm rề, tràn đầy chư thần ý chí. Đây là cái gì? Ngụy Dĩnh và Kỷ Tư Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thọt phá bầu trời to lớn ngón tay, hoàn toàn sợ ngây người. Ở trong một cái chớp mắt này, các nàng cảm thấy hào hùng thái thượng sát nghiệp, ngực gian khí huyết sôi trào, lại có thể ngay tức thì hộc máu, thân thể mềm mại lay động một tí, trực tiếp bị một cổ lực lượng định trụ. Vạn khư cường giả, Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần nhìn cái này ngón tay, lập tức ra đầu tê dại, chỉ lấy vì mình đắm chìm trong ảo cảnh bên trong. Cái này ngón tay, phía trên nhuộm Yến Trường Ca máu. Là Hồng Thiên Kinh ngón tay. Năm đó giết chết Yến Trường Ca tồn tại. Hiện tại Hồng Thiên Kinh cái này ngón tay, lại có thể xuyên qua vô số thời không, hạ xuống đến Diệp Thần đỉnh đầu, ung ung nghiền đè xuống, phải đem Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, cũng cùng nhau xóa bỏ. Cái này không thể nào. Hồng Thiên Kinh, không phải bị phong ấn sao? Hắn phong ấn trạng thái, lại có thể cũng có thể cách không giết người. Trong truyền thuyết thượng vị giả, thật sự có như thế lợi hại. Diệp Thần cả người rợn cả tóc gáy,
da đầu nổ tung, hoàn toàn không dám tin tưởng. Cái này ngón tay hơi thở, chân thực quá kinh khủng, thật thọt phá bầu trời, có thể xuyên qua vạn giới, chôn vùi ngân hà, giết chết tất cả tồn tại. Đừng nói Diệp Thần, coi như là Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt tới, đều phải bị cái này đầu ngón tay lập tức đâm chết. Trong truyền thuyết thượng vị giả, thực lực đơn giản là ngoại hạng, cường đại đến nghịch thiên bước, một ngón tay liền có thể nghiền bạo hết thảy, bất kỳ muốn ngăn cản người, đều phải tiêu diệt. Diệp Thần thân thể kịch chấn, chỉ có một loại cảm giác, vậy chính là mình chết chắc, muốn dẫm vào Yến Trường Ca vết xe đổ, bị Hồng Thiên Kinh ngón tay nghiền chết. Ta người, một mình ngươi phong ấn hạng người, cũng dám động hắn. Huyết Nguyệt Đồ Sát Thiên, phá! Vừa lúc đó, bầu trời hiện ra chín bánh xe huyết nguyệt, một đạo vô cùng tự nhiên, vô cùng tuấn giật bóng người, tay cầm trường kiếm, phá không mà ra, một kiếm tự nhiên, lại có thể chặt đứt Hồng Thiên Kinh ngón tay. Mây đen tản đi, hết thảy sát ý khí tượng, toàn bộ biến mất. Hoàng Tuyền thế giới, khôi phục bình tĩnh. Nhâm Tiền Bối. Diệp Thần nhìn vậy đột nhiên xuất hiện bóng người, ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Người xuất thủ, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm thực lực, quả nhiên là long trời lở đất, đủ để nghiền chết Yến Trường Ca ngón tay, hắn lại có thể một kiếm chặt đứt. Đi mau. Nhâm Phi Phàm sắc mặt ngưng trọng, vung tay lên, một cổ kính lực cuốn lên Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh, đem hai nàng, toàn bộ đưa ra Hoàng Tuyền Đồ. Sau đó, Nhâm Phi Phàm liền nặn quyết, dịch chuyển thế giới, mang Hoàng Tuyền Đồ ở trong hư không qua lại, không biết xuyên qua bao lâu, mới khó khăn lắm dừng lại. Nhâm Tiền Bối. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, Nhâm Phi Phàm như thế ngưng trọng, rõ ràng cho thấy vì phòng bị Hồng Thiên Kinh truy xét. Hẳn không chuyện. Nhâm Phi Phàm thở phào nhẹ nhõm, con mắt nhìn xem Diệp Lạc Nhi, hướng Diệp Thần nói. Mới vừa con bé này, đột nhiên thức tỉnh Long Thần Phá Thiên Quyết, khí tượng quá lớn, liên quan bại lộ ngươi vị trí, bị Hồng Thiên Kinh phát hiện. Nhâm Tiền Bối, ngươi cũng biết Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần nhất thời sắc mặt trầm xuống. Ừ, người này là Vạn Khư Thần Điện cường giả, Thái Thượng Thiên Nữ địch thủ cũ. Năm đó, Thái Thượng Thiên Nữ muốn đào tạo ngươi, nhưng Hồng Thiên Kinh muốn thừa dịp còn sớm giết chết. Hai người khác nhau cực lớn, cuối cùng bùng nổ đại chiến. Trận chiến ấy, Hồng Thiên Kinh đánh bại, bị Thái Thượng Thiên Nữ trấn áp tại Thiên Nhân Vực, hoàn toàn phong ấn, thực lực vạn không tích chữ một. Nhâm Phi Phàm nói ra cổ xưa bí mật. Diệp Thần nói, nếu bị phong ấn, thực lực vạn không tích chữ một, lại thế nào làm sao lợi hại? Mới vừa vậy một đầu ngón tay, Nhâm Tiền Bối, nếu như không phải là ngươi tới, ta và Lạc Nhi đã chết. Nhâm Phi Phàm lạnh lùng nói, nếu không đâu, ngươi lấy là thượng vị giả là cái tồn tại gì ở? Ngươi còn muốn đánh đau chó rớt xuống nước, ta nói cho ngươi, những tên kia coi như chỉ còn lại một phần vạn thực lực, đều có thể ung dung bóp chết ngươi. Nghe Nhâm Phi Phàm mà nói, Diệp Thần nhất thời thần sắc ngưng trọng, không nói ra lời. Hắn mới vừa thật có đánh đau chó rớt xuống nước ý, lấy là Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, mình cơ hội có thể ngồi, có thể thừa dịp yếu chém chết. Nhưng không nghĩ tới, Hồng Thiên Kinh thực lực, lại có thể ngoại hạng đến tình cảnh này, coi như bị phong ấn, coi như thực lực vạn không tích chữ một, đều có thể chỉ một cái thọt phá hư không, giết mặc thế giới, hạ xuống đến trước mặt hắn. Nếu như không phải là Nhâm Phi Phàm tới kịp thời, hắn đã xem Yến Trường Ca như vậy, bị Hồng Thiên Kinh giết chết. Diệp Thần rốt cuộc biết, vì sao cho tới nay, Nhâm Phi Phàm đối đãi thượng vị giả, cũng như thế ngưng trọng cẩn thận. Những cái kia thượng vị giả thực lực, thật là mạnh đến nghịch thiên, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường suy đoán. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, Diệp Thần vô luận như thế nào vậy sẽ không tin tưởng, thế gian lại có như thế cường đại tồn tại. Nhâm Tiền Bối, như thế cường đại tồn tại, chúng ta như thế nào tương đương? Diệp Thần chỉ cảm thấy áp lực to lớn, thượng vị giả một ngón tay, liền có thể xuyên qua chư thiên vạn giới, cường đại đến tình cảnh này. Đơn giản là không cách nào chống lại. Khó trách liền kiếp trước luân hồi chi chủ, đều phải như thế kiêng kỵ, bố trí sống lại, những cái kia thượng vị giả thật quá đáng sợ. Cái này Hồng Thiên Kinh còn không phải là mạnh nhất tồn tại, thực lực đều lợi hại như vậy, vậy ở Hồng Thiên Kinh phía trên Thái Thượng Thiên Nữ, sợ rằng sẽ hơn nữa ngoại hạng. Nhâm Phi Phàm nói, sự việc luôn có biện pháp giải quyết, dựa vào cao nhất nguyên binh, cửu thiên thần thuật, đứng đầu Hồng Mông Nguyên Thuật. Tất cả loại nghịch thiên pháp bảo, luân hồi, vận mệnh, tâm ma vân. Vân cường hãn quy luật,
vẫn là có giết chết thượng vị giả có thể, bất quá phải vô cùng cao cảnh giới võ đạo, đường sau này còn rất rất lâu. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nói cho cùng, vẫn là cảnh giới trọng yếu nhất. Lấy hắn cảnh giới trước mắt, hoàn toàn không cách nào hiểu thượng vị giả mạnh mẽ, tự nhiên vậy không tồn tại khả năng chiến thắng, chỉ có không ngừng tăng lên tu vi, mới có thể chân chính chống lại những tên kia. Nhâm tiền bối, ngươi có hay không cửu thiên thần thuật? Diệp Thần thấy được Long Thần Phá Thiên Quyết lợi hại, trong lòng đối với cửu thiên thần thuật, vậy là đặc biệt hướng tới. Cửu thiên thần thuật, là trong truyền thuyết cường đại nhất 9 loại cao nhất nguyên thuật, nếu như có thể đạt được, đủ để một bước nghịch thiên. Nhâm Phi Phàm nói, cửu thiên thần thuật, ta cũng có một môn, nhưng không có biện pháp truyền thụ cho ngươi. Bởi vì, xem cửu thiên thần thuật cái loại này nghịch thiên thần thông, từ mang nhân quả khí vận, một người luyện thành, người khác cũng không có biện pháp luyện nữa, có duy nhất tính. Thí dụ như, Diệp Lạc Nhi lĩnh ngộ Long Thần Phá Thiên Quyết, nàng đã lấy được cửa này nguyên thuật tất cả đại khí vận, coi như nàng lại đem tu luyện khẩu quyết truyền đi, người ngoài cũng không cách nào tu luyện nữa, bởi vì khí vận chỉ có một phần, độc nhất vô nhị. Thì ra là như vậy. Diệp Thần nhất thời bừng tỉnh, lúc đầu trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật, và phổ thông thần thông không cùng, bản thân liền mang theo đại khí vận, chỉ có thể để cho một người thừa kế. Nếu như có người luyện thành, người ngoài lại không thể luyện nữa, luyện cũng không khả năng thành công, bởi vì đã không có phần thứ hai khí vận, trừ phi đem nguyên chủ nhân giết chết, cướp đoạt khí vận. Con bé này mới vừa lĩnh ngộ Long Thần Phá Thiên Quyết, Minh Long Thần Điện không thể nào thả qua nàng, khẳng định sẽ ở nàng yếu lúc nhỏ không tiếc bất cứ giá nào, đem nàng cướp đi, lại tước đoạt nàng huyết mạch tánh mạng, cướp lấy cửu thiên thần thuật, cũng hoặc là luyện chế là con rối. Nếu như Minh Long Thần Điện điện chủ Vũ Văn Thái, tự mình ra tay, vậy ngươi vô luận như thế nào, cũng không thể lại ngăn cản. Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt, hiện tại Diệp Lạc Nhi lĩnh ngộ Long Thần Phá Thiên Quyết, tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn, trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật, Minh Long thần tộc không thể nào thả qua, thậm chí có thể liền phía sau màn người mạnh nhất, vậy sẽ đích thân ra tay. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, vậy có biện pháp gì, mới có thể bảo vệ được Lạc Nhi? Nhâm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, nói con bé này cảnh giới tu vi không đủ, ngày hôm nay có thể lĩnh ngộ cửu thiên thần thuật, thật sự là may mắn, nàng đã rơi vào yếu ớt, không có năng lực tự vệ, ngươi cũng không giữ được nàng, dưới mắt chỉ có một biện pháp, đó chính là tìm đủ cường đại thiên nhân vực thế lực, che chở con bé này. Diệp Thần nói, thiên nhân vực thế lực. Nhâm Phi Phàm nói, không sai, Tổ Long Thần Điện đã xuống dốc, mà Minh Long Thần Tộc ở thiên nhân vực vô cùng cường đại, ngươi phải tìm được một cái giống vậy cường đại thế lực, mới có thể giữ được con bé này tánh mạng. Nghe vậy, Diệp Thần chân mày nhất thời nhíu một cái, hắn và thiên nhân vực thế lực dính dấp quá thiếu, đắc tội càng nhiều, càng không cần phải nói giúp hắn chống lại Minh Long Thần Điện tồn tại. Dừng một chút, Diệp Thần hướng Nhâm Phi Phàm hỏi nói, Nhâm tiền bối, ngươi có thể hay không tiến cử? Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt nói, hiện tại Hồng Thiên Kinh đã bị ngươi thức tỉnh, ta không thể dính vào nữa, nếu không Hồng Thiên Kinh, còn có hắn đại biểu vạn khư thế lực, sẽ ngay tức thì phát hiện chúng ta tồn tại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Mới vừa Hồng Thiên Kinh một đầu ngón tay, xuyên qua vạn nặng thời không, hạ xuống, thiếu chút nữa nghiền chết Diệp Thần, có thể tưởng tượng được Hồng Thiên Kinh thực lực, có kinh khủng dường nào. Dưới mắt Nhâm Phi Phàm liền liền qua lại hư không, mới tránh Hồng Thiên Kinh dò xét, nếu như hắn lại qua loa dính nhân quả, ắt phải đưa tới Hồng Thiên Kinh chú ý. Lấy Nhâm Phi Phàm thực lực, một cái Hồng Thiên Kinh, chưa chắc có thể tổn thương hắn, nhưng Hồng Thiên Kinh sau lưng vạn khư thế lực, cũng không phải hắn có thể đối kháng. Cho nên, đường sau này, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần một người. Chúng ta đều bị Thái Thượng Thiên Nữ an bài. Diệp Thần tự giễu cười một tiếng, lại có một loại rơi vào bẫy dập cảm giác, bốn bề đều là Thái Thượng Thiên Nữ bố trí. Hắn rửa sạch A Tỷ cửa, thấy Thái Thượng Thiên Nữ lưu lại ký tự, kích động nhân quả, cho nên mới sẽ thức tỉnh Hồng Thiên Kinh. Đây đều là Thái Thượng Thiên Nữ bố trí an bài. Hiện tại Diệp Thần và Hồng Thiên Kinh đã đến trực diện thời điểm, vô luận ai thắng ai bại, Thái Thượng Thiên Nữ cũng sẽ không lỗ lã. Nhâm Phi Phàm nói, loại cấp bậc này bàn cờ, người tu vi còn chưa đủ, tự nhiên chỉ có thể làm một con cờ, vẫn không thể tự mình điều khiển cuộc cờ, nhưng có ta ở đây, ta sẽ không dễ dàng nhìn ngươi chết, mới vừa Hồng Thiên Kinh bị ta gây thương tích,
trong thời gian ngắn sẽ không lại làm ầm ĩ, ngươi có thể an tâm tu luyện đột phá. Diệp Thần trong lòng động một cái, hỏi tiền bối, ngươi thực lực và Hồng Thiên Kinh so sánh như thế nào? Nhâm Phi Phàm nói, nếu như hắn là phong ấn trạng thái, ta có thể đánh bại hắn, nhưng nếu như hắn tránh thoát phong ấn, hơn nữa thuộc về trạng thái tột cùng, vậy thì khó nói. Tiền bối, ngươi lại có thể đánh bại Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần có vẻ chấn động, mới vừa Hồng Thiên Kinh chỉ một cái thọt mặc thế giới, hung hãn bực nào, Diệp Thần cũng lấy là đời này vô luận như thế nào, đều không thể chiến thắng. Nhưng hiện tại, nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, Diệp Thần nhưng vô cùng kích động, xem ra thượng vị giả đúng là có khả năng chiến thắng. Nhâm Phi Phàm thực lực, và chân chính thượng vị giả, đã đặc biệt đến gần, cũng là cường đại đến ngoại hạng bước. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói ta chỉ có thể đánh bại phong ấn dưới trạng thái Hồng Thiên Kinh, nếu như đỉnh cấp tỷ thí, chưa chắc là địch thủ, đụng phải thái thượng thiên nữ, vậy càng không có khả năng chiến thắng, nhất định phải và ngươi liên thủ, ngươi là bàn cờ này mấu chốt nhất một vòng, ngươi nếu như chết, ta cũng cách cái chết không xa. Diệp Thần nói, tiền bối, vậy ngươi biết Hồng Thiên Kinh bị phong ấn ở nơi nào sao? Trước mắt Diệp Thần chỉ biết là, Hồng Thiên Kinh bị phong ấn ở thiên nhân vực nơi nào đó lòng đất, nhưng vị trí cụ thể, hắn cũng không biết ở nơi nào. Nhâm Phi Phàm nói, ta biết, nhưng thiên cơ bất khả lộ, ta không thể nói cho ngươi, nếu không sẽ có bất trắc đại họa, ngươi đừng nghĩ dùng đánh đau chó rớt xuống nước, không đơn giản như vậy, dục tốc thì bất đạt, đường tắt phần nhiều là đường quanh co, ngươi thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, đây mới là sáng rực chánh đạo. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói Nhâm Phi Phàm sắc mặt vừa chậm, nói tốt lắm, tiếp theo, người nghĩ biện pháp tìm thiên nhân vực thế lực, che chở Diệp Lạc Nhi, nàng lĩnh ngộ cửu thiên thần thuật, sau này đối kháng vạn khư, nàng cũng là mấu chốt một vòng, không cho sơ thất. Thiên nhân vực không thiếu thế lực, ở dương chân vực đều có sứ giả chấn giữ, sứ giả sẽ lưu ý thiên nhân vực yêu nghiệt, tiến cử đi lên, chính ngươi lưu ý nhiều. Diệp Thần khẽ cau mày, nói, được, ta biết Nhâm tiền bối. Nhâm Phi Phàm nói, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, ta sau này không thể giúp ngươi quá nhiều, hiện tại Hồng Thiên Kinh đã tỉnh lại, chúng ta sau này phải càng cẩn thận hơn. Nói xong, Nhâm Phi Phàm biến dạng hư không, hoàn toàn rời đi. Diệp Thần nhìn Nhâm Phi Phàm rời đi hình bóng, gương mặt trầm mặc xuống, suy nghĩ tương lai đường. Dưới mắt Hồng Thiên Kinh tỉnh lại, quyết chiến thời khắc lại sắp tới, người này là Chu Diệt Yến trưởng ca nghịch thiên cường giả. Muốn chiến thắng hắn mà nói, đơn giản là khó hơn lên trời. Ta chỉ có giết chết Huyền Cơ Nguyệt, giết chết Đế Thích Thiên, chiếm đoạt vận mệnh và tâm ma quy luật, còn muốn nghiền diệt Minh Long thần tộc, cầm máu thịt của bọn họ đi đào tạo Hoang Ma Thiên Kiếm, lại mở ra gia luân hồi thiên đường, mới có chiến thắng Hồng Thiên Kinh có thể. Diệp Thần cắn răng, chợt cảm thấy ngập trời áp lực. Đây là hắn từ lúc sanh ra tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được thượng vị giả uy hiếp. Muốn chiến thắng loại cảnh giới này cao thủ, cơ hồ không có thể, trừ phi Diệp Thần có thể đem Minh Long thần tộc, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên Vân. Vân rất nhiều kẻ địch, toàn bộ tiêu diệt, chiếm đoạt bọn họ quy luật và khí vận, mới có thể chân chánh trưởng thành đến chống lại thượng vị giả bước. Hả? Ngay tại lúc này, Diệp Lạc Nhi một tiếng rên, tỉnh lại. Lạc Nhi. Diệp Thần thấy Diệp Lạc Nhi tỉnh, nhất thời đại hỉ. Diệp đại ca, ta thế nào? Diệp Lạc Nhi gương mặt mang một chút trắng bệch, ánh mắt mờ mịt. Ngươi không có sao, kẻ địch cũng lui đi. Diệp Thần ôm chặt nàng, có loại sống sót sau tai nạn ấm áp. Diệp Lạc Nhi ngẩn ngơ, cảm ứng thân thể một chút huyết mạch, phát hiện mình linh khí đặc biệt trống rỗng, gân cốt yếu ớt, cả người không đề được khí lực. Diệp đại ca, ta thức tỉnh cửu thiên thần thuật. Diệp Lạc Nhi phục hồi tinh thần lại, cũng nhớ tới mình thức tỉnh long thần phá thiên quyết. Đẩy lui Vũ Văn Cơ các người. Nhưng Long Thần Phá Thiên Quyết là trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật, uy lực quá lớn, lấy nàng cảnh giới trước mắt, căn bản không thể nắm trong tay. Trước sống chết tuyệt vọng giây phút, ngang nhiên bùng nổ, hiện tại bùng nổ kết thúc, nàng đã rơi vào yếu ớt, thậm chí không thể lại thi triển lần thứ hai. Ngươi hiện ở thân thể rất yếu yếu, Lạc Nhi, ta cần tìm một cái cường đại thế lực che chở ngươi. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lạc Nhi gò má, nội tâm tràn đầy không thôi. Hắn rất muốn để cho Diệp Lạc Nhi bầu bạn ở bên cạnh mình, nhưng là, tình thế không khỏi người, Diệp Lạc Nhi thức tỉnh Long Thần Phá Thiên Quyết,
Minh Long thần tộc khẳng định sẽ không dễ dàng thả qua nàng, hơn nữa, sau lưng còn cất giấu một cái Hồng Thiên Kinh. Vạn nhất, Diệp Lạc Nhi hơi thở, lần nữa đưa tới Hồng Thiên Kinh chú ý, thậm chí lần nữa liên lụy Diệp Thần bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, hiển nhiên còn không cách nào cùng thượng vị giả tranh phong. Diệp đại ca, người muốn đưa ta đi nơi nào? Diệp Lạc Nhi vành mắt nhưng là hơi ửng đỏ, hiếm có cơ hội và Diệp Thần chung một chỗ, nhưng thời gian đảo mắt nhưng muốn phân mở. Diệp Thần mở ra mở một cái nụ cười, nói, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi hiện tại rất yếu ớt, nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta sẽ an bài. Ừ. Diệp Lạc Nhi nhẹ khẽ gật đầu, lập tức ở xa la cây trà hạ nghỉ ngơi, mà Diệp Thần, vậy chuẩn bị biến dạng hư không, chạy về Dương Chân Vực, dự định tìm Thiên Nhân Vực sứ giả, thử vận khí một chút. Nhưng ngay khi Diệp Thần chuẩn bị rời đi lúc đó, Diệp Lạc Nhi đột nhiên gọi ra Diệp Thần, mở miệng nói, Diệp đại ca, chờ một chút. Diệp Thần thân thể ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Lạc Nhi, thế nào, Lạc Nhi? Diệp Lạc Nhi ngón tay động một cái cổ xưa vật trôi lơ lửng nơi tay tim. Thấy vật này, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, có chút kích động. Hiên Viên Mặc Tà Sùng Quang Thần Hà Cung. Còn có một phần chia đại năng giam ở trong đó. Hắn ban đầu bản muốn gặp Diệp Lạc Nhi phải trở về vật này, nhưng mỗi lần cùng Diệp Lạc Nhi gặp nhau, đều là nguy cơ tứ phía, căn bản không rảnh cứu những thứ này đại năng. Hiện tại có cơ hội. Diệp đại ca, vật này ta vì ngươi giữ hồi lâu, nhưng là ta không cách nào mở ra, ta cảm thấy ta hiện tại nên cho ngươi. Diệp Thần nhận lấy Sùng Quang Thần Hà Cung, có chút run rẩy, nói ta có thể ở lần lượt trong nghịch cảnh sống sót. Là bởi vì là có rất nhiều người giúp qua ta, ta từng cái nhớ. Cứu bọn họ chính là ta sứ mạng. Mặc dù Sùng Quang Thần Hà Cung chỉ có một phần chia, nhưng cái này là phần của ta đây sứ mạng bắt đầu. Lạc Nhi, người ở trong Hoàng Tuyền Đồ nghỉ ngơi cho khỏe, ta có một số việc muốn làm. Chậm chút liền dẫn người đi tìm những cái kia Thiên Nhân Vực thế lực. Xử lý xong Diệp Lạc Nhi, Diệp Thần liền trở lại luân hồi mộ địa bên trong. Nhìn luân hồi mộ địa từng ngọn mộ bia, hoặc tối loáng, hoặc yên lặng, Diệp Thần trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phần chia đại năng ở Sùng Quang Thần Hà Cung bên trong bị kẹt, một phần chia bị Huyền Cơ Nguyệt khó khăn, còn như còn có một chút không hỏi đời đại năng bị kẹt ở nơi nào, Diệp Thần trong lòng cũng không có chắc. Bất quá nếu có thể cứu ra một phần chia, hắn liền không thể thoái thác. Hắn đột nhiên nghĩ đến đảm nhiệm nhắc nhở, luân hồi mộ địa bên trong có một vị thế gian cấm kỵ. Cho nên dù sao cũng không muốn quá nhiều lệ thuộc vào luân hồi mộ địa. Cái này cấm kỵ kết quả là ai? Lại là cái này trăm tòa mộ bia ở giữa vị nào? Không nghĩ nhiều nữa, một giây kế tiếp, Diệp Thần đem Sùng Quang Thần Hà Cung trôi lơ lửng ở trước người, đồng thời, sử dụng Hiên Viên Mặc Tà một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này là năm đó giết chết Hiên Viên Mặc Tà lúc lưu lại, liền vì hôm nay. Nếu không Sùng Quang Thần Hà Cung, người bất kỳ đều khó mở ra. Coi như có thể mở ra, vậy tất nhiên sẽ làm bị thương trong đó một phần chia đại năng. Máu tươi ở Sùng Quang Thần Hà Cung bên trong không ngừng phát ra, giống như là Sùng Quang Thần Hà Cung phủ thêm một kiện máu da y. Nháy mắt tức thì, Sùng Quang Thần Hà Cung tản mát ra sáng chói ánh sáng rực rỡ, toàn bộ luân hồi mộ địa đều bị ngay tức thì chiếu sáng. Một giây, hai giây, mười giây, hai tiếng. Để cho Diệp Thần bất ngờ là Sùng Quang Thần Hà Cung còn chưa mở. Phảng phất có một cổ lực lượng ở trong đó nổi lên. Chẳng lẽ Sùng Quang Thần Hà Cung xảy ra vấn đề? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, dị biến phát sinh. Sùng Quang Thần Hà Cung bên trong bay ra từng đạo tinh mang, những thứ này tinh mang chói mắt lại ngưng trọng. Diệp Thần biết, những thứ này tinh mang và bị kẹt đại năng có liên quan. Bởi vì những thứ này tinh mang bay về phía chính là từng ngọn đã dẫn động tới đại năng mộ bia. Từng ngọn mộ bia chấn động, toàn bộ luân hồi mộ địa tựa như nghênh đón một tràng động đất. Mặc dù đại năng không có từ Sùng Quang Thần Hà Cung bên trong đi ra, nhưng là bản thể đã cùng những cái kia ảm đạm bia đá thành lập liên hệ nào đó. Diệp Thần hiện tại phải làm chính là chờ đợi. Diệp Thần đợi ước chừng nửa ngày, gặp Sùng Quang Thần Hà Cung dị tượng vẫn chưa kết thúc. Hắn vẫn là lựa chọn đi ra luân hồi mộ địa. Dù sao luân hồi mộ địa ở giữa biến hóa hắn tiện tay có thể cảm nhận được, dưới mắt vẫn là mau sớm xử lý Diệp Lạc Nhi sự việc. Nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng.
Cùng lúc đó, thiên nhân vực sâu trong lòng đất. Ha ha, luân hồi chi chủ, lúc đầu ngươi sau lưng còn có người. Hồng Thiên Kinh ngón tay lay động một tí, có máu tươi nhỏ xuống, phía trên sen lẫn huyết nguyệt kiếm khí còn sót lại chập chờn. Hắn mới vừa dò xét đến Diệp Thần vị trí, muốn chỉ một cái giết chết, không nghĩ tới bị Nhâm Phi Phàm một kiếm chặt đứt ngón tay. Bất quá xem hắn cái loại này nghịch thiên cường giả, là chân chánh thượng vị giả, coi như thân xác bằng thây vạn đoạn, hóa thành phấn vụn, đều có thể ngay tức thì khôi phục, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị thương. Nhưng mới vừa Nhâm Phi Phàm một kiếm, nhưng là làm bị thương hắn. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, không nghĩ tới ta đường đường thái thượng thần vương, lại có thể bị một con kiến hôi gây thương tích, cũng là họ Nhâm người. Không biết và đảm nhiệm thiên nữ quan hệ thế nào. Hồng Thiên Kinh xoay chuyển ánh mắt, nhất thời suy diễn ra vô số thiên cơ, đoán được Nhâm Phi Phàm họ, nhưng còn không nhìn ra tên thật, lại càng không biết vị trí cụ thể ở nơi nào. Thôi, ta nguyên khí bị tổn thương quá nghiêm trọng, phong ấn không giải trừ trước, vẫn không thể tùy tiện ra tay, nếu không lại tổn nguyên khí, vậy cũng thật to không ổn. Hồng Thiên Kinh trong tròng mắt lộ ra một chút mệt mỏi, mới vừa động thủ muốn chu diệt Diệp Thần, hao hết hắn không thiếu linh khí. Hơn nữa còn bị Nhâm Phi Phàm gây thương tích, tiếp theo hắn cần nghỉ ngơi, chỉ có thể ẩn núp ẩn nhẫn. Cùng Long Uyên Thiên Kiếm xuất thế, ta phong ấn liền có thể phá vỡ. Hồng Thiên Kinh cuối cùng ý niệm vừa chuyển, sau đó lần nữa rơi vào ngủ say bên trong đi. Hắn thân thể bị vô số xiềng xích trói buộc, từng tầng một phong ấn vạn cổ không tiêu tan, muốn phá hỏng những thứ này phong ấn, phải dùng cao nhất nguyên binh. Mà Long Uyên Thiên Kiếm là duy nhất có thể đến giúp hắn tồn tại. Thiên nhân vực, một nơi bí ẩn. Cái này ba chữ, rốt cuộc là cái gì? Một cái thanh niên áo bào đen, cầm trong tay một miếng lớn chừng bàn tay cửa đá, trên cửa đá có khắc ba cái cổ xưa ký tự, thanh niên đang khổ khổ suy nghĩ, muốn dò la xem rõ ràng ký tự sau lưng nhân quả. Tên hắc bào thanh niên này, dĩ nhiên chính là Ma Bi chi chủ. Trong tay hắn cửa đá, chính là A Tị cửa. Ta nghe qua truyền thuyết, năm đó Thái Thượng Thiên Nữ và một cái khác thượng vị giả tranh phong, cuối cùng đem hắn đánh bại, phong ấn ở thiên nhân vực, vậy thượng vị giả rốt cuộc là ai? Ma Bi chi chủ trao mày, hắn không cách nào phá dịch ký tự, không biết Hồng Thiên Kinh tên chữ, tự nhiên truy đuổi không tra được bất kỳ nhân quả. Nếu như có thể phá dịch mà nói, hắn liền có thể tìm được Hồng Thiên Kinh vị trí. Đến lúc đó, hắn có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, là thần phục Hồng Thiên Kinh, nghĩ biện pháp giúp hắn phá vỡ phong ấn. Thứ hai, là lợi dụng luân hồi ma bia năng lượng, mạo hiểm tiến hành đoạt xác. Một khi đoạt xác thành công, hắn liền trực tiếp lấy được thượng vị giả thân xác, một bước lên trời. Cái này hai cái lựa chọn, vô luận cái nào, đều có nghịch thiên lợi nhuận. Ma Bi chi chủ trong lòng nhiệt huyết hỗn loạn, hắn đã thua ở Diệp Thần dưới quyền, khí số tăng tẫn, đã là một cái đoạn xương sống chó. Luân hồi ma bia sớm muộn phải bị cướp đi. Chỉ có tìm được Hồng Thiên Kinh, hắn mới có trở mình cơ hội. Bên kia, Minh Long thần tộc. Vũ Văn Cơ và Trần Thương Sinh, cũng không biết Hồng Thiên Kinh tỉnh lại sự việc, bọn họ tâm thần toàn bộ đặt ở Diệp Lạc Nhi trên mình. Long thần phá thiên quyết, trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật, uy lực đích thực quá đáng sợ, bọn họ thiếu chút nữa thì bị Diệp Lạc Nhi giết chết. Hiện tại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thuận lợi trở lại thiên nhân vực, Vũ Văn Cơ và Trần Thương Sinh đều là thở phào nhẹ nhõm, vậy dần dần tỉnh táo lại. Diệp Lạc Nhi tiễn nhân kia, tu vi cuối cùng nhỏ yếu, nàng không tư cách chấp trưởng cửu thiên thần thuật, lần này có thể thức tỉnh long thần phá thiên quyết, hoàn toàn là vận khí, ta phỏng đoán nàng hiện tại đã rơi vào yếu ớt. Vũ Văn Cơ trong tròng mắt lóe lên hung quang, hiện tại người lạnh lẽo yên tĩnh, liền nghĩ đến rất nhiều nhân quả. Long thần phá thiên quyết là trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật, đừng nói Diệp Lạc Nhi, coi như là hắn, cũng khó mà nắm trong tay. Diệp Lạc Nhi mặc dù thức tỉnh, nhưng không chống đỡ được bao lâu, giờ phút này nhất định rơi vào yếu ớt. Trần Thương Sinh sắc mặt trầm xuống, nói thiếu chủ, người nói không sai, Diệp Lạc Nhi người này tuyệt không thể bỏ qua. Chúng ta phải bắt nàng, người và nàng lập gia đình, là có thể cướp lấy nàng nguyên âm huyết mạch, đến lúc đó, cửa kia cửu thiên thần thuật chính là của chúng ta. Lập gia đình. Vũ Văn Cơ cười nhạt một tí, nói ta đi về trước và cha ta thương lượng một chút, cửu thiên thần thuật xuất thế, không phải chuyện đùa, có thể không thể khinh thường. Nói xong, Vũ Văn Cơ biến dạng hư không, dẫn đầu trở lại Minh Long thần điện.
Minh Long thần điện chỗ sâu, không gian bể tan tành, có vô số chảy loạn vòng xoáy phun trào. Một cái ông già, yên lặng ngồi xếp bằng ở vô tận bể tan tành trong hư không, sắc mặt lụn bại, tựa hồ mới vừa gặp đại kiếp. Cha! Vũ Văn Cơ thấy cái này ông già, nhất thời kêu lên. Cái này ông già, chính là phụ thân hắn, cũng là Minh Long thần điện điện chủ, Vũ Văn Thái, tu vi sâu không lường được. Cha, người thế nào? Vũ Văn Cơ thấy phụ thân lụn bại hình dáng, nhất thời lo âu. Ta thay bá tánh thần tôn nhận chịu thái thượng thiên nữ ý chí tiên phạt, bị thương nhẹ, nhưng không có gì đáng ngại. Vũ Văn Thái khoát tay một cái, một mặt lạnh nhạt hình dáng. Vũ Văn Cơ chấn động phố nói cha, thái thượng thiên nữ còn sót lại một chút ý chí, cũng có thể đả thương ngươi. Vũ Văn Cơ rất rõ ràng phụ thân thực lực, coi như Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên tới, cũng chưa chắc có thể thương tổn tới hắn, nhưng hiện tại, hắn lại có thể bị thái thượng thiên nữ lưu lại một chút ý chí đả thương, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vũ Văn Thái ha ha cười một tiếng, nói thượng vị giả mạnh mẽ, chỉ có thể dùng ngoại hạng hai chữ hình dạng, hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ngươi có thể được tiến vào vạn khư cơ hội, là ngươi thiên đại có phúc, hoang ma kiếm chủng thế nào, lấy được rồi sao? Hiện tại Vũ Văn Cơ, đang thay vạn khư thần điện làm việc, chỉ cần lấy được hoang ma kiếm chủng, liền có thể trở thành vạn khư thần điện đệ tử ký danh, sau này có cơ hội phi thăng, biến thành chân chính thượng vị giả. Cha, xảy ra chút bất ngờ. Vũ Văn Cơ sắc mặt ngưng trọng, đem tự giết đi hoàng tuyển thế giới, và luân hồi chi chủ đại chiến. Kết quả cuối cùng Diệp Lạc Nhi đột nhiên thức tỉnh cửu thiên thần thuật sự việc, đơn giản nói một lần. Cửu thiên thần thuật, long thần phá thiên quyết. Nghe vậy, Vũ Văn Thái gương mặt hơi biến sắc, hắn ngờ tới Vũ Văn Cơ có thể không đánh lại Diệp Thần, cho nên phái Trần Thương Sinh đi trợ trận, thậm chí mình thay Trần Thương Sinh nhận chịu tiên phạt. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng biến cố lại có thể ra ở Diệp Lạc Nhi trên mình. Ha ha, tổ long thần điện, không hổ là ngày xưa ngang dọc chư thiên thế lực. Lúc đầu lại có thể cất giấu cửu thiên thần thuật, hẳn là Long Thành Thiên bút tích, và Phong Ngạo không liên quan. Vũ Văn Thái bấm ngón tay tính toán, nhớ lại nhân quả, trước mắt liền nổi lên Diệp Lạc Nhi hóa thân Long Thần, uy sắp bát hoang kinh thiên hình ảnh. Long Thành Thiên. Vũ Văn Cơ nhướng mày một cái. Ừ, người này là Diệp Lạc Nhi phụ thân, nhìn như phổ thông, tu vi không cao, nhưng nếu như ta không đoán sai, Long Thành Thiên ý thức chỗ sâu có một vị cường giả tồn tại. Ẩn núp cực sâu, che giấu ở Diệp Lạc Nhi trong huyết mạch cửu thiên thần thuật, hẳn là hắn chôn. Vũ Văn Thái tựa hồ cảm giác được cái gì? Cha, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Văn Cơ chỉ cảm thấy chuyến này nước đục, càng ngày càng đục ngầu, nếu như lại không giải quyết, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Ngươi và Tổ Long thần điện đính hôn ước, dĩ nhiên là muốn xong cưới, vô luận dùng cái gì giá phải trả, đều phải đón dâu Diệp Lạc Nhi vào cửa, chờ các ngươi động phòng hoa chúc. Nàng trong cơ thể cửu thiên thần thuật, dĩ nhiên là thuộc về chúng ta. Vũ Văn Thái hừ một tiếng, tựa hồ hết thảy hết sức đang nắm giữ bên trong. Cha, vậy phái ai đi bắt Diệp Lạc Nhi tiện nhân kia? Nàng ở luân hồi chi chủ trong tay, nếu như không động thủ nữa, sợ rằng không còn kịp rồi, hoang ma kiếm chủng, chấn ma huyết thạch, cũng ở đây luân hồi chi chủ trên tay. Vũ Văn Cơ có chút nóng nảy, hiện tại luân hồi chi chủ là mấu chốt nhất tồn tại. Vô luận là hoang ma kiếm chủng, chấn ma huyết thạch, vẫn là Diệp Lạc Nhi, đều ở đây luân hồi chi chủ trong tay, phải giết chết luân hồi chi chủ, hắn mới được hết thảy. Vũ Văn Thái nhàn nhạt nói, đừng nóng, kêu người phong bá bá ra tay, có hắn ở đây, vậy luân hồi chi chủ hẳn phải chết. Ngay lúc nói chuyện, Vũ Văn Thái đánh ra một phiến vảy rồng, đưa tin cho Phong Vô Cực, thỉnh cầu ra tay. Vũ Văn Cơ trong lòng vui mừng, có Phong Vô Cực ra tay. Muốn đến Diệp Thần vậy không đỡ được. Dẫu sao, Phong Vô Cực đã là vạn khư thần điện đệ tử ký danh, đạt được vạn khư ban phúc, thực lực cường đại dị thường. Lần trước, Diệp Thần bởi vì có âm dương thần điện cường giả tự bạo, mới tránh được Phong Vô Cực đuổi giết, nhưng lần này, có thể sẽ không lại như thế may mắn. Lúc này Diệp Thần, đã trở lại Dương Chân Vực. Hắn đầu tiên mang Diệp Lạc Nhi, đi hoang ma hải vực bên bờ, phá vỡ sương mù dày đặc. Đi tới Ngọa Long Điện. Ngọa Long Điện điện chủ Lý Thanh Vân, còn có Lý Nhược Trần, thấy Diệp Thần tới, đều là sợ hết hồn. Luân hồi chi chủ, không biết là cái gì gió, lại đem ngươi thổi tới. Lý Thanh Vân trực tiếp quỳ xuống, Lý Nhược Trần và Ngọa Long Điện tất cả trưởng lão, cũng là quỳ xuống, một mặt sợ hãi.
Diệp thần là luân hồi chi chủ chuyển thế, liền ngọa long thần tôn đều phải hết sức đào tạo, bọn họ tự nhiên cũng không dám lại lạnh nhạt. Chỉ là, trong lòng mọi người nhưng là nghi ngờ, không biết Diệp thần trở lại ngọa long điện, rốt cuộc có chuyện gì. Dẫu sao, Diệp thần đã lấy được rồi Tĩnh Long Tuyền, ngọa long điện không có thiên tài địa bảo gì lại cho hắn. Lý điện chủ, ta muốn gặp ngọa long thần tôn, có thể hay không giúp ta tế nói với thiên nhân vực, mời hắn hạ xuống. Diệp thần nắm Diệp Lạc Nhi tay, hiện tại hắn dự định đem Diệp Lạc Nhi đưa đến Ngọa Long Điện tông chi. Ngọa Long Điện cũng là thiên nhân vực thế lực lớn, Ngọa Long thần tôn lại là ngày xưa Thái Thượng Thiên Nữ người làm, ở Diệp thần và Hồng Thiên Kinh thắng bại chưa phân trước, Ngọa Long thần tôn sẽ tuyệt đối đứng ở Diệp thần bên này, hết sức đào tạo hắn. Cho nên, nếu như có thể đưa Diệp Lạc Nhi đi Ngọa Long Điện, vậy nàng liền an toàn. Lý Thanh Vân ngạc nhiên nói, luân hồi chi chủ. Người muốn gặp Ngọa Long thần tôn, không biết vì chuyện gì, Ngọa Long thần tôn đại giá, không như vậy dễ dàng mời được. Diệp thần than thở một tiếng, nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt, nói ta vị bằng hữu này, đắc tội Minh Long thần tộc, ta muốn tìm kiếm Ngọa Long điện tông chi che chở. Minh Long thần tộc, Lý Thanh Vân vừa nghe, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn xem Diệp Lạc Nhi, lại nhìn xem Diệp thần, ngay sau đó lắc đầu một cái. Nói, luân hồi chi chủ, điều này e rằng không được. Diệp thần nhướng mày một cái, nói, vì sao không được? Lý Thanh Vân nói, ngươi là luân hồi chi chủ, là Thái Thượng Thiên Nữ nhìn chúng người, nếu như ngươi muốn đi thiên nhân vực, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề, chúng ta nguyện ý vì ngươi đối kháng Minh Long thần tộc, nhưng vị cô nương này không phải cờ người trong cục, chúng ta không thể nào vì nàng, đi đắc tội Minh Long thần điện. Lý Thanh Vân tuy là Ngọa Long điện chi nhánh người, nhưng cũng biết Thái Thượng Thiên Nữ bố trí, Diệp Thần là người trong cuộc, là Thái Thượng Thiên Nữ nhất nhìn chúng một con cờ, nếu như là vì hắn, vậy Ngọa Long Điện tự nhiên nguyện ý ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Nhưng Diệp Lạc Nhi, cũng không có Diệp Thần đãi ngộ này. Bởi vì, nàng không phải cờ người trong cuộc, là một cái dị số. Diệp Đại Ca, Diệp Lạc Nhi nhìn Diệp Thần một mắt, trong ánh mắt mang không biết làm sao, thất vọng, áy náy. Lý Thanh Vân lời đã nói rất rõ ràng, Diệp thần bị Thái Thượng Thiên Nữ chiếu cố, hết thảy đều có thể an bài, nhưng Diệp Lạc Nhi không được. Đối kháng Minh Long thần tộc, giá quá lớn, Ngọa Long Điện không thể nào vì một cái người ngoài, bỏ ra hy sinh lớn như thế. Ta biết, cáo từ. Diệp thần than thở một tiếng, bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Loại chuyện này, không có biện pháp cưỡng cầu. Nói cho cùng, Diệp thần và Thái Thượng Thiên Nữ đều là chúng mục tiêu đã định trước địch thủ cũ, là kẻ địch, không là bạn. Ngọa Long Điện, thật ra thì cũng là Diệp thần kẻ địch. Ngọa Long Điện chịu giúp hắn, chỉ là vì lớn hơn kế hoạch, dài xa hơn tương lai. Nếu là địch không phải bạn, tự nhiên không thể nào cái gì cũng chiếu cố. Diệp thần muốn tìm kiếm Ngọa Long Điện, che chở Diệp Lạc Nhi, nhưng là chuyện không thể nào. Ta mang người đi độ lôi Thánh Sơn xem. Lúc rời Ngọa Long đoạn hậu, Diệp thần trong lòng động một cái, mang Diệp Lạc Nhi, đi độ lôi Thánh Sơn. Độ lôi Thánh Sơn, là Hoang Lôi Điện trụ sở, Hoang Lôi Điện tông chi cũng ở đây thiên nhân vực, điện chủ Bay Lôi Thần Tôn chính là 12 thần tôn một trong. Ban đầu, Bay Lôi Thần Tôn còn tặng cho một kiện lớn nguyên binh cho Diệp thần, kêu ngũ hành tinh không vòng. Độ lôi Thánh Sơn nguyên chủ nhân Man Hoang Nham Ma, vẫn là Diệp thần cố giao, đáng tiếc ở đồ sát thánh đại hội bỏ mình. Diệp thần đi tới độ lôi Thánh Sơn, theo Man Hoang Nham Ma chết, nơi đây tạm thời do Mai Lan Trúc Cúc trông coi. Mai Lan Trúc Cúc gặp Diệp thần tới, có vẻ kinh ngạc, nói, Diệp đại nhân, đồ sát thánh đại hội biệt ly, vẫn khỏe chứ? Diệp thần chắp tay, nói, vẫn khỏe chứ? Mai Lan Trúc Cúc nói, Diệp đại nhân, không biết người tới độ lôi Thánh Sơn, vì chuyện gì? Diệp thần trầm ngâm một hồi, kéo Diệp Lạc Nhi, nhắm mắt mở miệng. Nói ta vị bằng hữu này, muốn gia nhập Hoang Lôi Thần Điện, không biết các ngươi có thể hay không được cái thuận lợi. Mai Lan Trúc Cúc nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt, nhất thời bắt được ngập trời tai khí, Diệp Lạc Nhi rõ ràng có đại họa trong người, tiền đồ hung hiểm. Các nàng liền vội vàng hỏi, Diệp đại nhân, ngươi vị bằng hữu này, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao trên mình nặng như vậy tai khí? Diệp thần than thở một tiếng, nói, nàng đắc tội Minh Long thần tộc. Ta muốn tìm kiếm Bay Lôi Thần Tôn che chở. Minh Long thần tộc. Mai Lan Trúc Cúc vừa nghe, cũng là lộ ra to lớn vẻ khiếp sợ.
Minh Long thần tộc ở thiên nhân vực, nhưng mà một cái không thể coi thường thế lực, điện chủ Vũ Văn Thái, trưởng lão Trần Thương Sinh, đều là nhất lưu cao thủ, thiếu điện chủ Vũ Văn Cơ, cũng là danh chấn thiên nhân vực yêu nghiệt. Đắc tội Minh Long thần tộc, vậy cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt. Diệp đại nhân, ta Hoang Lôi thần điện ở thiên nhân vực, mặc dù vậy hơi có thế lực, nhưng không cách nào cùng Minh Long thần tộc chống lại, chúng ta sợ rằng không thể giúp ngươi. Mai Lan Trúc Cúc cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt Diệp Thần. Diệp Thần lại bị cự tuyệt, nhất thời trong lòng trầm xuống, sắc mặt rất là khó khăn xem, không nói ra lời. Diệp Lạc Nhi cũng là mất hết ý chí, nói, Diệp đại ca, thôi, ta hồi Tổ Long thần điện đi. Diệp Thần nói, không được, hiện tại Tổ Long trong thần điện, không người chân chính yêu thương ngươi, ngươi sau khi trở về không có kết quả tốt. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, cảm thấy Diệp Lạc Nhi trong cơ thể Long thần phá thiên quyết, là Long thành thiên chôn, và Tổ Long thần điện không liên quan. Nhưng Long thành thiên hắn cũng rõ ràng, hẳn không có thực lực làm ra chuyện lớn như thế. Chẳng lẽ Long thành thiên một mực đang giấu giếm cái gì, mình vậy bị gạt. Cũng hoặc là nói, Long thành thiên cũng bất quá là một con cờ, sau lưng còn có người giật dây. Ta lại mang ngươi đi chỗ khác xem. Diệp Thần cắn răng, không chịu hết hy vọng. Lại mang Diệp Lạc Nhi, đi Tử Linh Điện. Tử Linh Điện, chính là trước kia Diệp Thần cầm giò thứ ba huyết mạch sơ khai địa phương, hắn và Tử Linh Điện Thiên Kim Tiểu Thư Xanh Lam, còn có qua một đoạn tình cờ gặp gỡ. Tử Linh Điện sau lưng Thái Nhạc Thần Tôn, cũng là 12 thần tôn một trong, sớm đã chết, nhưng ở thiên nhân vực thế lực còn ở. Trước mắt Tử Linh Điện đã rời đi thiên nhân vực, bất quá còn lưu có mấy cái sứ giả, ở Dương Chân vực xử lý tạp vụ. Mấy cái này sứ giả, vừa nghe đến Diệp Thần muốn là Diệp Lạc Nhi tìm kiếm che chở, đều là cự tuyệt lia lịa, cũng là vô cùng là kiêng kỵ Minh Long thần tộc thế lực. Diệp Thần lại đang những địa phương khác, tìm thiên nhân vực sứ giả, hy vọng lấy được che chở, nhưng là khắp nơi đụng vách tường, căn bản không có bất kỳ thế lực, gan dám mạo hiểm đắc tội Minh Long thần tộc nguy hiểm, đi thu nhận Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể mang Diệp Lạc Nhi trở lại Nguyên Thiên Viện. Chuẩn bị lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Đang biến dạng hư không đi đường để gặp, phía trước đột nhiên gió nổi lên tiếng vang như sấm, một đạo động trời cười tiếng vang lên. Luân hồi chi chủ, Diệp Lạc Nhi, các ngươi muốn chạy đi nơi nào? Một cái to lớn long chảo, mang mãi mãi bể râu, hồng hoang khí thức cổ xưa, từ 9 tầng trời bạo giết xuống, con rồng này móng uyển như núi cao vậy to lớn, miếng vảy phơi bày kim loại ánh sáng màu. Rắc 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 chấn động, vô số nàng hư không rối rít bạo diệt. Vô cực thần tôn, phong vô cực. Diệp Thần ngửa mặt trông lên bầu trời, nhất thời con người co rúm một cái. Chỉ gặp một tôn vô cùng cường hãn, vô cùng uy mãnh bóng người già nua, từ trên trời hạ xuống, long chảo bao phủ gian, khí lưu làm động lại, thiên địa làm chấn động, thanh thế kinh người. Người này, chính là Vạn Khư thần điện đệ tử ký danh, 12 thần tôn một trong. Ban đầu ép được Âm Dương thần điện cường giả Lâm Hy Trạch tự bạo tồn tại, vô cực thần tôn, phong vô cực. Phụng Minh Long thần điện phù chiếu, ngày hôm nay bắt người các loại, còn không mau mau bó tay chịu trói. Phong vô cực lạnh ngắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn và Minh Long thần điện quan hệ cực kỳ mật thiết, một khi Vũ Văn Cơ vậy tiến vào Vạn Khư, bọn họ liền là đồng môn, dĩ nhiên là cùng phe với nhau. Lần này, là Vũ Văn Cơ phụ thân Vũ Văn Thái. Ủy thác phong vô cực ra tay, chu diệt Diệp Thần, bắt Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần hoang ma kiếm chủng, là Vạn Khư thần điện chỉ đích danh muốn đoạt lại đồ, mà Diệp Lạc Nhi Long thần phá thiên quyết, là Minh Long thần tộc mơ tưởng cầu mong cửu thiên thần thuật, hai thứ đồ này, cũng không có tỷ trọng muốn, giá trị không thể lường được. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, vội vàng kéo Diệp Lạc Nhi lui về phía sau, né tránh phong vô cực long chảo chân áp. Phong vô cực thực lực, vào huyền cơ nguyệt. Đế Thích Thiên là một cấp bậc, Diệp Thần một mình đối mặt hắn, chợt cảm thấy áp lực ngút trời vậy to lớn, có loại không thể chiến thắng cảm giác. Luân hồi chi chủ, mặc dù Thái Thượng Thiên Nữ đối với ngươi coi trọng tương gia, nhưng Vạn Khư không tha cho ngươi, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Phong vô cực đầu tóc bạc trắng cuốn lên, uy mãnh như điên thần, long chảo miếng vảy có tầng tầng thần quang tách thả ra, trực tiếp một chiêu thần võ long quấn tay, từ thiên đánh chết xuống. Hắn đã từng là Thái Thượng Thiên Nữ người làm, nhưng hiện tại đã đầu phục Vạn Khư thần điện, lại nữa thay Thái Thượng Thiên Nữ cống hiến, đối đãi Diệp Thần tự nhiên sẽ không nương tay.
hắn nhưng mà và Đế Thích Thiên một cấp bậc nghịch thiên cường giả, lần này toàn lực ra tay, uy năng vô lượng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, long chảo lộn, dù sao cũng nặng hư không tựa như đều bị lật đổ, khí lưu không ngừng xoay tròn, tựa như thiên địa đều phải bị biến dạng. Xích Trần Thần Mạch, Vĩnh Dạ Ma Thuẫn. Diệp Thần mở Xích Trần Thần Mạch, và Vĩnh Dạ Ma Thuẫn dung hợp, một mặt màu vàng sậm tấm thuẫn, bỗng nhiên hiện lên, khó khăn lắm chặn lại phong vô cực đánh giết. Vô dụng, người ta cảnh giới chênh lệch quá lớn, ta lật tay tới giữa liền có thể giết chết ngươi, lần này, không có ai lại tự bạo bảo vệ ngươi. Phong vô cực cặp mắt nổ bắn ra ra vạn trong dáng dấp kim quang, đúng phiến thiên địa cũng bao phủ ở uy thế của hắn hạ, trước Diệp Thần có Lâm Hy Trạch bảo vệ, may mắn tránh được hắn sát phạt, nhưng lần này, hắn sẽ không lại bị Diệp Thần chạy mất. Ngươi làm sao tìm được ta? Diệp Thần kéo Diệp Lạc Nhi, mở ra hắc ám nguyên phù, thân thể không ngừng lóe lên, ở từng tầng một trong không gian qua lại nhảy, né tránh phong vô cực công kích, đồng thời muốn dùng ngôn ngữ phân tán hắn sự chú ý, tìm kiếm phản kích cơ hội. Ngươi thiên cơ hơi thở ẩn núp được đặc biệt sâu, nhưng cái này cái nha đầu liền không nhất định, nàng đi theo bên người ngươi, chỉ sẽ là phiền toái. Phong vô cực nhàn nhạt mở miệng, quét nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt. Hắn không tìm được Diệp Thần, nhưng có thể truy xét Diệp Lạc Nhi hơi thở, từ đó phát hiện Diệp Thần vị trí. Nghe vậy, Diệp Thần mặt liền biến sắc, Diệp Lạc Nhi thức tỉnh Long Thần Phá Thiên Quyết, dính dấp đến nhân quả thực sự quá lớn, đích xác rất dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Phong vô cực bản thân chính là tổ Long Thần Điện xuất thân, Long tộc huyết mạch tinh thuần, đối với Long Thần Phá Thiên Quyết cảm ứng, xa hơn vượt xa bình thường người, tự nhiên có thể theo dõi đến Diệp Lạc Nhi. Diệp đại ca, xin lỗi. Diệp Lạc Nhi khá có chút áy náy nhìn Diệp Thần một mắt, tràn đầy tự trách, nếu như không phải là nàng mà nói, Diệp Thần một người tự nhiên, không thể nào sẽ bại lộ. Không có sao, Lạc Nhi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Thần nhẹ nhàng nắm Diệp Lạc Nhi tay, cũng không có trách cứ nàng. Ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi thật là trọng tình trọng nghĩa à, thái thượng thiên nữ như thế coi trọng ngươi, đúng là có nàng lý do. Đáng tiếc, ngày hôm nay ngươi phải chết. Người muốn phi thăng thái thượng, cùng đời sau đi. Phong vô cực ngay lúc nói chuyện, đã phong tỏa Diệp Thần khí cơ, vô luận Diệp Thần làm sao giành di chuyển nhảy, cũng không trốn thoát bàn tay hắn tim. Thái thượng thiên tàn nói, cho ta trấn áp. Phong vô cực bỗng nhiên quát to một tiếng, long chảo bộc phát ra cực kỳ kinh khủng cắt kim loại hơi thở, dường như muốn nghiền tinh không, vạn cổ thiên địa, từng cái đen nhánh răng cưa sóng gợn nhảy ra, khắp nơi chém chết. Thái thượng thiên tàn nói, môn đạo pháp này, thi triển đến mức tận cùng, sẽ có ác liệt cắt kim loại hơi thở thả ra ngoài, muốn cắt bể hết thảy. Xuy xuy xuy, từng cái răng cưa hình dáng đao văn, ngay tức thì đem đúng phiến bầu trời, cũng cắt kim loại được tan tành, cả ngày trên chiếu xuống ánh mặt trời, ở trên trời tàn đạo pháp vặn cắt lấy, đều bị cắt kim loại thành một phiến xốc xếch quầng sáng. Cái này thái thượng thiên tàn nói, đơn giản là quỷ dị. Liền ánh sáng đều có thể cắt kim loại nghiền. Diệp Thần con người co giúp một cái, liền gặp từng cái răng cưa sóng gợn, giống như rung động vậy cắt kim loại tới đây, một khi gặp phải những thứ này răng cưa sát phạt, coi như Diệp Thần thể chất kinh người, đều phải ngay tức thì bị cắt thành thịt bể, sẽ không có chút nào khả năng khôi phục. Hiển nhiên, vì chu diệt Diệp Thần, phong vô cực vừa thấy mặt đã động tử thủ, không lưu chút nào chỗ trống. Tám bộ phù đồ khí. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quanh thân ánh sáng rực rỡ phun trào, từng tầng một Phật quang nổ đi ra, ngưng hóa thành một tòa vạn trượng cao thông thiên Phật tháp, phía trên có các loại thiên long gầm thét vờn quanh, ngăn cản thái thượng thiên tàn đạo sát phạt. Tám bộ phù đồ khí. Ha ha, thần thông của ngươi khá vô cùng, đáng tiếc, chúng ta cảnh giới chênh lệch quá xa, ngươi hết thảy vùng vẫy, đều là phí công. Ở một phần vạn sát na trong thời gian, phong vô cực phát ra ngạo thị thiên hạ vậy thanh âm. Từng cái đen nhánh răng cưa quét ngang qua, rắc rắc một tiếng, Diệp Thần phù đồ bảo tháp, ngay tức thì liền bị cắt kim loại được linh linh toái toái, vô số kim quang tản mát đi ra, trong hư không vang lên Phật Đà mất đi bi thương ngâm sướng. Phốc xích, Diệp Thần tại chỗ máu tươi cuồng phún, nội tạng chấn động. Cái này tám bộ phù đồ khí, cũng không phải chân chánh thực chất pháp bảo, mà là Diệp Thần linh khí ngưng hóa đi ra ngoài thần thông, một khi phù đồ bảo tháp bị hủy. Diệp Thần vậy phải bị to lớn vết thương. Như thế nào, đừng uổng phí khí lực, người tự sát đi, ta xem ở thái thượng thiên nữ phân thượng, cho ngươi lưu một cái toàn thây.
Phong Vô Cực nhất kích bị thương nặng Diệp Thần, liền không xuất thủ nữa, thật cao trôi lơ lửng ở trên trời, sau lưng màn trời, bị hắn từng cái thiên tản răng cưa cắt được tan tành, vô số không gian chảy loạn, lỗ xoáy đen nổi lên. Hắn chỉ như vậy trôi lơ lửng ở trên trời, ở sau lưng thâm thúy quỷ dị màn trời dị tượng làm nổi bật dưới, lộ vẻ được cao cao tại thượng, không thể nhất thế. Diệp Thần sắc mặt nhất thời ngưng trọng, chỉ cảm thấy cảnh giới chênh lệch, chân thực không cách nào đền bù, coi như hắn hóa thân Long Hổ Thiên Sư, mở Thái Thượng Thiên Ma Thể, Thiên Yêu Thánh Thể, Tam Nguyên Thái Nhất Công, Tinh Hồn Trảm, bùng nổ Hồng Mông Tinh Không, lại bùng nổ Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm vân. Vân, cũng không thể chiến thắng Phong Vô Cực. Cảnh giới chênh lệch, chân thực kém được quá lớn, không phải bất kỳ thủ đoạn có thể đền bù. Hiện tại Luân Hồi Mộ Địa, cũng đã ngủ say. Thiên U Thiện Nữ đang cùng Vũ Văn Cơ đánh một trận thời điểm, cũng đã tiêu tán, Diệp Thần không thể từ luân hồi đại năng bên trong mượn lực, càng không thể nào là Phong Vô Cực địch thủ. Thế cục, đã hoàn toàn lâm vào tử cục. Ha ha, luân hồi chi chủ, nếu ngươi không chịu thể diện, vậy ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi thể diện. Phong Vô Cực cười một tiếng, vung tay lên, Thái Thượng Thiên Tàn Đạo bùng nổ đến mức tận cùng, dù sao cũng cái màu đen răng cưa sóng gợn. Xen lẫn cắt kim loại một khối thế giới khủng bố sát khí, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần chém chết tới đây. Hưu. Diệp Thần nhất thời con người co giúp một cái, đẩy ra Diệp Lạc Nhi, thân thể không ngừng lóe lên, né tránh chém chết, nhưng là vô cùng chật vật. Phong Vô Cực cảnh giới, chân thực quá cao, Diệp Thần hoàn toàn không phải địch thủ, chỉ hoãn tiếp nữa, hắn sớm muộn phải bị cắt kim loại thành một chồng thịt đinh. Diệp Đại Ca. Diệp Lạc Nhi nhìn Diệp Thần chật vật như vậy hình dáng, nội tâm nhưng là vô cùng rút ra đau. Phong Vô Cực thần thông, không câu nệ như ý, vậy đầy trời răng cưa đao văn, chỉ đuổi giết Diệp Thần, cũng không có làm tổn thương nàng. Nhưng thấy Diệp Thần chật vật, Diệp Lạc Nhi tự nhiên cũng là vô cùng đau tim. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Diệp Thần liền liền né tránh, nhưng răng cưa sóng gợn số lượng thực ra quá nhiều, hắn vẫn bị mấy cái màu đen răng cưa cắt tổn thương. Cánh tay và bả vai xuất hiện dữ tợn vết thương, máu tươi đầm đìa, sâu thấy tới xương, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân. Dù là kinh khủng sinh mệnh lực vào giờ khắc này đều không hữu dụng. T. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Thái Thượng Thiên Tàn Đạo tạo thành vết thương, vô luận dùng bát quái thiên đan thuật, hay là dùng thiên tiên cá chép sao, đều không thể chậm tách ra chút nào, càng không cách nào chữa trị. Chẳng lẽ ta ngày hôm nay thật phải bị sống sờ sờ cắt kim loại thành mảnh vỡ. Diệp Thần nội tâm trầm xuống. Ung ung. Vừa lúc đó, Diệp Thần nhưng đột nhiên cảm thấy, luân hồi mộ địa đang chấn động. Ban đầu Diệp Thần đem Sùng Quang Thần Hà Cung và Hiên Viên Mặc Tà máu tươi hội tụ lúc đó, Sùng Quang Thần Hà Cung không có thời gian đầu tiên mở ra, mà là không ngừng bùng nổ dị tượng, đồng thời, luân hồi mộ địa hội tụ những cái kia đến từ Sùng Quang Thần Hà Cung điểm điểm tinh mang sau đó. Liền giống như thuộc về ngủ say giai đoạn, tất cả mộ bia cũng ảm đạm xuống, nhưng hiện tại, luân hồi mộ địa cũng chấn động kịch liệt đứng lên. Mỗi một khối mộ bia, cũng lóe lên chói mắt thần quang. Tựa hồ ở thăng lột xác, mà Sùng Quang Thần Hà Cung bên trong tựa hồ vậy muốn mở ra. Mà viên kia thần bí đá cũng tại lúc này bay lên, trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, tách thả ra quỷ dị ánh sáng và dị tượng. Đây là cái gì? Phong Vô Cực thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt. Chỉ gặp Diệp Thần trên mình, ánh sáng vạn trượng, chiếu sáng từ cổ chí kim, xuyên qua hết thảy thời gian không gian, hết thảy vũ trụ thế giới. Tia sáng này, tựa hồ mang cuối cùng luân hồi thiên uy, ở trên trời bên trong ngưng kết ra một đóa đóa đại biểu hủy diệt suối vàng yêu hoa, vạn dặm hư không cũng bị đông cứng, không khí tựa hồ thành sắt thép, cực kỳ nặng nề, phía dưới trong núi rừng động vật yêu thú. Đều là thất khiếu chảy máu, tất cả máu đều bị đè ép đi ra, thực vật cây cối vậy toàn bộ khô héo. Đây là luân hồi thiên uy, trấn áp hết thảy, tiêu diệt hết thảy, mới vừa còn là sinh cơ mạnh mẽ thế giới, lập tức là được hoang mạc, liền bầu trời mặt trời cũng mất đi màu sắc. Một khúc luân hồi thiên ca, tấu vang vạn giới. Chư thiên kỷ nguyên nháy mắt tức thì, mờ mịt mù mịt tán chân trời. Nắm trong tay luân hồi, bao trùm chư thiên, định luân vũ trụ. Luân hồi nghĩa địa, là mãi mãi cấm kỵ. Luân hồi cao treo ở trời, vạn pháp liền muốn thần phục. Ở Diệp Thần trong thân thể, có thật lớn khoáng đạt ca ngợi sử thi, không ngừng ngâm sướng đi ra, luân hồi mộ địa ở một tích tắc này, lại có thể dị biến, tựa hồ thăng cấp.
Luân hồi mộ địa thăng cấp. Chẳng lẽ là bởi vì bộ phận kia đại năng bản thể và mộ bia đồng thời xuất hiện ở luân hồi mộ địa? Diệp Thần mở to hai mắt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thần thức quét nhìn, nhất thời phát hiện luân hồi mộ địa bên trong linh khí, đổi được cực kỳ khủng bố, đậm đà đến cơ hồ muốn nhỏ ra nước, khắp nơi đều là năng lượng bàng bạc. Thằng nhóc, huyết mạch ngươi hoàn toàn thức tỉnh. Phong Vô Cực thấy Diệp Thần trên mình dị tượng, kinh hãi được tột đỉnh. Hắn cũng không biết luân hồi mộ địa bí mật, thấy Diệp Thần trên mình chảy ra vô thượng ca ngợi sử thi, chỉ lấy là Diệp Thần huyết mạch hoàn toàn hồi phục, cho nên mới bộc phát ra như thế kinh khủng luân hồi thiên uy. Mạnh mẽ luân hồi thiên uy, dung chuyển thiên địa vũ trụ, hào hùng ca ngợi sử thi, hòa lẫn luân hồi ánh sáng, phóng xạ hướng chư thiên vạn giới. Lớn như vậy khí tượng, vậy kinh động thượng giới nữ hoàng và đế thích thiên. Đây là, luân hồi khen ca, chẳng lẽ huyết mạch hắn hoàn toàn hồi phục. Thượng giới bầu trời, phun trào ra luân hồi sáng mờ, thật lớn ca ngợi sử thi, rung động người tâm thần. Huyền Cơ Nguyệt ngửa đầu thấy một màn này, sắc mặt nhất thời đổi rất khó khăn xem. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nàng cũng không biết luân hồi mộ địa bí mật, chỉ lấy là Diệp Thần huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Cái này không thể nào, hắn không thể nào nhanh như vậy tỉnh lại. Huyền Cơ Nguyệt rung động thật sâu, kiếp trước luân hồi chi chủ, cực kỳ mạnh mẽ, đủ để trong nháy mắt giết nàng và đế thích thiên. Nếu như Diệp Thần thật hoàn toàn hồi phục, vậy nàng ngày tận thế đã đến. Nữ hoàng đại nhân, đang lo lắng gian, một cái tướng mạo âm lệ thanh niên áo bảo đen xuất hiện, nhưng là Ma Bi chi chủ. Ma Bi chi chủ, ngươi làm sao tới? Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, hồng mông phúc địa trận chiến ấy, Ma Bi chi chủ cầm nàng nắm giữ mệnh vận đạo, lại còn là bại bởi Diệp Thần. Ở Huyền Cơ Nguyệt trong lòng, Ma Bi chi chủ đã không có lại hợp tác giá trị. Người này khí số đã hết, lật không dậy nổi cái gì sóng, luân hồi ma bia sớm muộn phải bị người cướp đi. Huyền Cơ Nguyệt không ra tay cướp đoạt, là cố kỵ nhân quả, cùng Ma Bi chi chủ vừa chết, nàng không thể nào bỏ qua luân hồi ma bia. Ta cho ngươi xem một kiểu đồ. Ma Bi chi chủ cười nhạt, sử dụng một miếng sạch sẽ, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái cửa đá. Cửa đá này phía trên, có khắc ba cái cổ xưa mịt mờ ký tự. A tỷ cửa. Làm sao bị lọc sạch? Huyền Cơ Nguyệt vừa thấy, nhất thời liền nhận ra, lại bấm ngón tay tính toán, ngay tức thì bắt được Diệp Thần và Vũ Văn Cơ đại chiến hình ảnh. Nguyên lai là luân hồi chi chủ. Đợi một chút, cái này ba chữ, có cổ quái. Huyền Cơ Nguyệt nhìn A Tị trên cửa khắc chữ, gương mặt nhất thời thất sắc. Nàng từ nơi này ba chữ phù trên, cảm nhận được liền vô cùng kinh khủng nhân quả, sau lưng ẩn giấu thượng vị giả thiên cơ. Cái này ba chữ, hẳn là thượng vị giả tên chữ, ta nghe nói có cái thượng vị giả, bị thái thượng thiên nữ chân áp tại thiên nhân vực. Đáng tiếc, ta phá dịch không được danh tự này, nữ hoàng đại nhân, ngươi lại xem. Ma Bi chi chủ thanh âm trầm ngưng, hiện tại hắn khí số mất hút, vị kia bị phong ấn chân áp thượng vị giả, là hắn duy nhất một người cơ hội. Đây là thái thượng thế giới ký tự, không hề đo lường thiên cơ, thế gian trừ luân hồi chi chủ, không người có thể xem hiểu. Huyền Cơ Nguyệt nhất thời lộ vẻ xúc động, nếu như có thể phá dịch cái này ba chữ, biết cái đó thượng vị giả tên chữ, liền có thể truy tố đến thiên cơ, từ đó tra ra thượng vị giả vị trí. Một khi tìm được bị phong ấn thượng vị giả, vậy tuyệt đối có thiên đại chỗ tốt. Nữ hoàng đại nhân, người thần thông cái thế, người vậy xem không hiểu sao? Ma Bi chi chủ hỏi. Huyền Cơ Nguyệt không nói gì, một chỉ điểm ra, một món ánh sáng tím bao phủ ở A Tị cửa. Không ngừng tìm kiếm điều tra. Lại là hắn. Hạ một sát, Huyền Cơ Nguyệt tựa hồ điều tra ra cái gì, cả người sợ hết hồn, lại có thể đi về sau rụt một bước, hiện ra vô cùng kiêng kỵ và khiếp sợ. Nữ hoàng đại nhân, người phá giải thành công. Ma Bi chi chủ thấy Huyền Cơ Nguyệt thất thố như vậy hình dáng, vội vàng hỏi. Không có, nhưng ta cảm ứng được, cái này bị phong ấn thượng vị giả, chính là ngày xưa Chu Diệt Yến trường ca vị kia. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt chuyển động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chút gì. Ma Bi chi chủ nói, đời trước tâm ma chi chủ, Yến Trường Ca. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, nói ừ, muốn tìm cái này thượng vị giả mà nói, trừ phi và đế thích thiên hợp tác, dùng tâm ma hơi thở, suy diễn thiên cơ. Và đế thích thiên hợp tác. Ma Bi chi chủ ánh mắt nhất thời sáng lên.
Huyền Cơ Nguyệt ha ha cười một tiếng, nói, trong truyền thuyết thượng vị giả, chắc hẳn Đế Thích Thiên vậy có hứng thú, người đi một chuyến Đế Huyền Điện, tìm Đế Thích Thiên thương lượng một chút. Ở Đồ Sát Thánh trong đại hội, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên đã xé rách ra mặt, hai người hoàn toàn quyết liệt. Nhưng là, vì tuyệt đối lợi ích, bọn họ vẫn là có khả năng hợp tác. Nếu như hợp tác, có thể tìm ra sau lưng bị phong ấn thượng vị giả, hai người kia đều có nghịch thiên chỗ tốt. Chỉ phải lấy được thượng vị giả một chút ban phúc, đều đưa được ích lợi vô cùng. Được, ta đi Đế Huyền Điện một chuyến. Ma Bi chi chủ ánh mắt híp lại, rất nhanh đáp ứng. Hắn rất rõ ràng, thượng vị giả dính dấp đến nhân quả, đặc biệt khủng bố, không phải hắn một người có thể tiếp nhận. Kéo Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên vào cuộc, tìm được trước thượng vị giả, cụ thể lợi ích có thể từ từ chia cắt. Hưu, Ma Bi chi chủ thân thể chớp mắt, hóa thành một món hắc vụ biến mất. Mà lúc này, Đế Huyền Điện, vạn kiếp vực sâu lòng đất. Tối tăm không ánh mặt trời trong vực sâu, lại có thể vậy quanh quẩn luân hồi sử thi khen ca. Tựa hồ có vô số thần linh, ở cầu nguyện chúc phúc, đang phát ra khoáng đạt thanh âm, muốn chân áp hết thảy tà ác. Diệp thần luân hồi mộ địa thăng cấp, dị tượng cũng truyền đến nơi này, có thể tưởng tượng được khí thế có đáng sợ dường nào. Hụ, hụ hụ, luân hồi chi chủ hoàn toàn hồi phục. Hồng Liên Tử Kim trong cung, Đế Thích Thiên cảm nhận được dị tượng như thế, gương mặt cũng là biến sắc, làm động tới thương thế, ho khan kịch liệt đứng lên. Hắn bị Huyền Cơ Nguyệt một kiếm chém bị thương, đến hiện tại cũng còn không khôi phục, thần La Thiên kiếm mũi nhọn, chân thực quá mức lợi hại. Nếu như luân hồi chi chủ thật hoàn toàn khôi phục thực lực, vậy ta và Huyền Cơ Nguyệt, cũng phải bỏ mạng. Đế Thích Thiên ngưng trọng dị thường, kiếp trước luân hồi chi chủ, thực lực ổn áp hắn và Huyền Cơ Nguyệt. Một khi Diệp Thần thật khôi phục thực lực, vậy hắn nhất định phải chết, sẽ không lại có bất kỳ Đông Sơn tái khởi cơ hội. Muốn chống lại đỉnh cấp cảnh giới luân hồi chi chủ, hắn ít nhất phải đem tâm ma đại chú kiếm, luyện đến tầng thứ 8 cảnh giới, nhưng trong thời gian ngắn, hiển nhiên không thể nào đạt tới một điểm này. Ai, cho ta cút ra đây. Đế Thích Thiên đang lo lắng gian, đột nhiên bắt được một chút ma khí, lặng yên không một tiếng động lẻn vào Hồng Liên Tử Kim trong cung, nhất thời quát một tiếng xích. Suy, một món hắc khí vô căn cứ nhô ra, Ma Bi chi chủ bóng người, hiện ra. Chắp tay đứng ở Đế Thích Thiên trước mặt, nói, Đế Thích Điện Chủ, thật lâu không gặp. Ma Bi Chi Chủ, nguyên lai là ngươi. Đế Thích Thiên ha ha cười một tiếng, trong mắt lướt qua một chút nóng bỏng. Lần trước hắn và tâm ma bát lão, nâng đỡ ma hồn thần cung, muốn mượn phong tinh vẫn tay, chém chết Diệp Thần, đáng tiếc thất bại. Lúc ấy, phong tinh vẫn còn nói qua, muốn cùng hắn cùng chung luân hồi ma bia. Một khi đạt được luân hồi ma bia, Đế Thích tâm ma tu vi, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, bây giờ thấy Ma Bi chi chủ, Đế Thích Thiên trong mắt thì có sát khí. Bất quá, Đế Thích Thiên hiện tại thương thế quá nặng, nếu như qua loa động thủ, rất có thể cắn trả tự thân, cho nên hắn cũng không có động tác, nhàn nhạt nhìn Ma Bi chi chủ, suy đoán ý đồ của hắn. Nơi này là Đế Huyền Điện địa bàn, Ma Bi chi chủ nếu dám đến, nhất định có chỗ ỷ lại, nếu không, coi như Đế Thích Thiên không ra tay. Tâm ma bát lão đều có thể đem hắn giết chết. Đế Thích Thiên, ta và nữ hoàng muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Ma Bi chi chủ đi thẳng vào vấn đề, lời nói uyển như lôi điện ở yên tĩnh Hồng Liên Tử Kim cung nổ vang. Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha, ngày mai đặc sắc hơn. Hợp tác, nghe vậy, Đế Thích Thiên cười một tiếng, không nói gì, chỉ là mắt lạnh nhìn Ma Bi chi chủ. Hắn và Huyền Cơ Nguyệt đã quyết liệt. Huyền Cơ Nguyệt muốn hợp tác, phải cầm ra đầy đủ tiền đặt cuộc. Chúng ta phát hiện một cái thượng vị giả bí mật, đây là đầu mối. Ma Bi chi chủ sử dụng A Tỷ Cửa, phía trên ba cái cổ xưa huyền ảo ký tự, tựa hồ mang bất trắc ma lực, hấp dẫn người ánh mắt. Đây là, giết chết sư phụ ta hung thủ. Đế Thích Thiên sắc mặt chợt biến, vừa nhìn thấy ba chữ kia, hắn ngay tức thì liền bắt được vô cùng thiên cơ, dòm ngó gặp ngày xưa Yến Trường Ca bị tru diệt hình ảnh. Yến Trường Ca, là hắn sư phụ, đời trước tâm ma chi chủ, năm đó bị thượng vị giả một đầu ngón tay tiêu diệt. Hiện tại, Đế Thích Thiên trước mắt, liền nổi lên năm đó sát phạt hình ảnh. Bầu trời u ám, vạn dặm thất sắc. Một đầu ngón tay, thọt xuyên một khối thế giới, từ vạn bên trong ngoài thời không sâu từng giết tới, nhẹ nhàng nhất kích, liền đè chết liền Yến Trường Ca.
Đối mặt vậy một ngón tay, Yến Trường Ca liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Cái gì thượng cổ thánh nhân, cái gì tâm ma chi chủ, ở chân chính thượng vị giả trong mắt, còn kiến hôi tồn tại, bắn ra chỉ sẽ bị trong nháy mắt giết. Thượng vị giả thực lực, đơn giản là ngoại hạng, không cách nào hình dung mạnh mẽ. Hiện tại Đế Thích Thiên thấy A Tị trên cửa ký tự, liền cảm giác được cái đó thượng vị giả hơi thở. Ngày xưa Chu Diệt Yến Trường Ca thượng vị giả, bị phong ấn ở Liền Thiên Nhân Vực. Không sai, ta và nữ hoàng, cũng muốn tìm cái đó thượng vị giả. Chỉ cần chúng ta đạt được thượng vị giả ban phúc, đủ để một bước nghịch thiên. Thậm chí, nếu như chúng ta liên thủ, còn có đánh đau chó rớt xuống nước cơ hội. Ma Bi chi chủ trong mắt thoáng qua một chút hung quang, hướng thượng vị giả thần phục, lấy được ban phúc, lợi nhuận tuyệt đối phong phú. Nhưng nếu như, giết chết thượng vị giả, chiếm đoạt thượng vị giả linh khí quy luật, lợi nhuận lại là to lớn, coi như ba người chia đều đủ để hùng bá chư thiên vạn giới. Nghe được Ma Bi chi chủ mà nói, Đế Thích Thiên vậy hít sâu một hơi, thiếu chút nữa nghẹt thở. Mưu sát thượng vị giả, cái kế hoạch này quá điên cuồng, so tâm ma thẩm phán còn điên cuồng hơn. Đế Thích Thiên, chúng ta cần ngươi trợ giúp. Ma Bi chi chủ mở miệng, bây giờ muốn truy xét thượng vị giả vị trí, nhất định phải dựa vào Đế Thích Thiên, lợi dụng tâm ma hơi thở, ngược dòng thiên cơ, mới có thể thấy rõ hết thảy có thể. Các ngươi thật muốn mưu sát thượng vị giả, không muốn sống nữa. Đế Thích Thiên ha ha cười một tiếng, hắn Đế Huyền Điện sau lưng, vậy tiếp xúc qua thượng vị giả ý chí, nhưng đó là hư không mờ mịt tinh thần ý chí, không phải thực chất tiếp xúc. Chân chính thượng vị giả, Đế Thích Thiên vậy không gặp qua, chỉ biết là thực lực đặc biệt ngoại hạng, không thể dùng lẽ thường tính toán, coi như bị phong ấn, thuộc về trạng thái suy yếu, chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy giết. Ma Bi chi chủ nói, tìm được trước người nói sau, chỉ cần tìm được người, vậy hết thảy đều có thể lại mưu đồ, người cân nhắc một chút. Nghe vậy, Đế Thích Thiên trầm tĩnh lại, hắn hiện tại bị thương rất nặng, nghĩ xong toàn khôi phục, không có mấy năm thời gian là không thể nào. Một khi thật muốn trì hoãn mấy năm, vậy hắn đem hoàn toàn hạ màn, hoàn toàn bị Huyền Cơ Nguyệt và Luân Hồi Chi Chủ kéo ra khoảng cách, rất khó lại còn trở mình cơ hội. Nhưng nếu như, có thể tìm được thượng vị giả mà nói, lấy được đến một chút thượng vị giả ban phúc, đều có thể ngay tức thì khôi phục thương thế, có thiên đại chỗ tốt. Bất quá, Đế Thích Thiên sư phụ, bị thượng vị giả chu diệt, muốn hắn hướng thượng vị giả cúi đầu, đó là tuyệt đối không thể nào, hắn dẫu có chết cũng không khả năng khuất phục. Mà mưu sát thượng vị giả mà nói, vậy càng không có nắm chắc. Đế Thích Thiên, dưới mắt Luân Hồi khen ca, đã truyền khắp vạn giới, Luân Hồi chi chủ có thể hoàn toàn khôi phục thực lực, người không thời gian do dự. Ma Bi chi chủ gặp Đế Thích Thiên không nói lời nào, liền nói. Đế Thích Thiên ánh mắt biến đổi, đúng là, nếu như đời này Luân Hồi chi chủ, thật khôi phục tất cả, vậy hắn ngày tận thế vậy đến. Muốn lật bàn, chỉ có thể tìm kiếm thượng vị giả chống đỡ. Được, ta đáp ứng ngươi, hợp tác liền hợp tác. Sốt cuộc, Đế Thích Thiên gật đầu một cái, sử dụng một tấm tâm ma phù chiếu, giao cho Ma Bi chi chủ. Cầm ta phù chiếu, có thể ngược dòng tâm ma nhân quả, lại phối hợp Huyền Cơ Nguyệt và thần thông của ngươi, mới có thể tra ra thượng vị giả vị trí. Được, thật sảng khoái. Đợi khi tìm được thượng vị giả, chính là chúng ta ba người nghịch thiên cải mệnh thời điểm. Ma Bi chi chủ nhận lấy phù chiếu. Trong lòng có vẻ kích động, tựa hồ đã thấy quang minh tương lai, đang hướng về mình vẫy tay. Lúc này Diệp Thần, như cũ và Phong Vô Cực rằng co. Luân hồi mộ địa thăng cấp đưa tới dị tượng, dần dần tản đi. Phong Vô Cực kinh hãi tại chỗ, như cũ rung động được tột đỉnh, như bánh xe trở về ca ngợi sử thi, chân thực quá mênh mông, cho dù là hắn, vậy cảm thấy vô cùng lộ vẻ xúc động. Diệp Thần quét nhìn luân hồi mộ địa. Phát hiện luân hồi mộ địa thăng cấp sau đó, không chỉ là linh khí đậm đà, thậm chí còn có một ít chữa thương hiệu quả. Ở luân hồi mộ địa bồi bổ hạ, Diệp Thần bị Thái Thượng Thiên Tàn Đạo tạo thành thương thế, nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền khôi phục, liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Đây hoàn toàn là để cho sinh mệnh lực của mình kinh khủng hơn à. Diệp Thần ngưng mắt nhìn tòa kia hiên viên mặc tà cung điện, bản muốn nhìn phải chăng có luân hồi mộ địa đại năng từ trong đi ra. Ngay tại lúc này, dị biến nhô ra. Luân hồi mộ địa bên trong, lại có ba tòa mộ bia, không ngừng lóe lên chói lọi dương ánh sáng, rõ ràng có thể dẫn động. Cái này ba tòa mộ bia,
ẩn chứa hơi thở vô cùng cường đại, hơn nữa mang cổ xưa đạo pháp hay uẩn, tựa hồ là tinh thông thái thượng 36 đạo tồn tại. Luân hồi mộ bia thăng cấp, có thể lần nữa dẫn động luân hồi đại năng. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời đại hỉ. Cái này luân hồi mộ địa, là hắn hạch tâm lá bài tẩy, bây giờ có thể lần nữa dẫn động, lòng hắn bên trong vô cùng tự nhiên kích động. Vù vù. Diệp Thần thả ra một món thần niệm, thử nghiệm câu thông một tòa mộ bia. Nhất thời, mộ bia chấn động đứng lên, một cái ông lão hư ảnh, chậm rãi bồng bềnh ra. Cái này ông già, quanh thân hiện đầy đại trận phù văn, cả người sáng mờ chào đáng, hơi thở đặc biệt bàng bạc, bản thể thực lực, có lẽ sâu không lường được. Thái Huyền Trận Hoàng, Huyền Thái Thanh. Diệp Thần vừa nhìn thấy cái này ông già, không khỏi kinh hô lên, trong thanh âm tràn đầy vui vẻ. Ha ha, ngươi chính là đời này luân hồi chi chủ. Suy diễn tính toán thủ đoạn không tệ. Ông già híp mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, tựa hồ rất là hài lòng. Diệp Thần trước kia cũng không có gặp qua cái này ông già, cũng không có từ mộ bia bên trong lấy được bất kỳ tin tức nào, nhưng hắn lĩnh ngộ cực ma chi đồng sau đó, thiên cơ thôi diễn thủ đoạn thật to tăng lên, vừa nhìn thấy ông lão dung mạo phong tư, lập tức đẩy tính ra ông lão lai lịch thân phận. Cái này ông già, danh hiệu Thái Huyền Trận Hoàng, tên là Huyền Thái Thanh, là thiên nhân vực Thái Huyền Trận môn người sáng lập. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua Thái Huyền tiền bối. Diệp Thần vội vàng chắp tay thi lễ. Hắn cảm giác được, luân hồi mộ địa thăng cấp sau đó, ra đời đại năng thực lực mạnh hơn nữa tồn tại thời gian, chắc có thể lâu hơn. Cầu tiền bối ban cho ta lực lượng, đối kháng phong vô cực. Diệp Thần nội tâm nhiệt huyết hỗn loạn, cái này Thái Huyền Trận Hoàng thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu như có thể đạt được hắn lực lượng bơm vào, mình có lẽ có thể đối kháng phong vô cực. Không nên quá lệ thuộc vào luân hồi mộ địa lực lượng, người phải đi đường mình. Thái Huyền Trận Hoàng đứng chắp tay, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nhưng không có đem lực lượng ban cho hắn, mà là nhàn nhạt nói, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không mượn lực cho ngươi. Diệp Thần nói, tiền bối, hiện tại chính là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nếu như có biện pháp khác, Diệp Thần tự nhiên sẽ không dùng luân hồi mộ địa lá bài tẩy này, nhưng hiện tại phong vô cực quá mạnh mẽ, ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, Diệp Thần thần thông hoàn toàn không dùng. Thái Huyền Trận Hoàng ha ha cười một tiếng, nói, vậy ngược lại chưa chắc, ta có thể bày Thái Huyền Chu Long Trận, áp chế Long tộc cường giả, đem vậy phong vô cực áp chế đến cảnh giới của ngươi. Thái Huyền Chu Long Trận, áp chế cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời một hồi chấn động phố, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, phong vô cực thực lực vượt qua mình quá nhiều, hơn nữa sau lưng còn có vạn khư ban phúc, muốn áp chế hắn thực lực, nói dễ vậy sao? Nhưng là, Thái Huyền Trận Hoàng nhưng là một bộ tự tin hình dáng, tựa hồ thật sự có biện pháp. Thái Huyền Trận Hoàng cười nhạt nói, ta Thái Huyền Chu Long Trận, chính là cao nhất nguyên thuật, mặc dù không bằng trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật như vậy lợi hại, nhưng đối phó với long tộc hiệu quả áp chế, phong vô cực tuy mạnh, nhưng hắn là triệt triệt để long tộc, khó thoát trói buộc, hiệu quả hẳn vẫn là vô cùng rõ ràng, ta lập tức bày đại trận, ngươi cùng hắn đường đường tránh tránh đánh một trận. Ngay lúc nói chuyện, Thái Huyền Trận Hoàng già nua bàn tay, liền liền kết ấn, thì có từng luồng linh quang lan tràn ra, tự nhiên đến luân hồi mộ địa bên ngoài. Luân hồi mộ địa thăng cấp sau đó, hiệu quả rõ ràng cường đại hơn, trước kia luân hồi mộ địa bên trong đại năng, muốn xuất thủ mà nói, cần mượn dùng Diệp Thần thân thể, nhưng hiện tại, Thái Huyền Trận Hoàng đã có thể tự mình ra tay bày trận. Vù vù, Diệp Thần mở mắt ra, nhưng gặp quanh thân hiện ra tầng tầng trận pháp ánh sáng. Vô số trận văn cùng đồ đằng không ngừng hiện lên. Hắn và Thái Huyền Trận Hoàng trao đổi, là dùng thần niệm, nhìn như rất lâu, nhưng thực tế đi qua thời gian, chỉ có 0,1% cái nháy mắt. Hống! Trận pháp tạo thành, lại có cổ xưa tiếng rồng ngâm truyền tới. Cái này Thái Huyền Chu Long Trận, chu vi chừng vạn dặm, bao phủ thiên địa, phơi bày ra cổ xưa trận thế, đem trời trăng sao cũng toàn bộ bao gồm đi vào, kinh khủng chu diệt hơi thở bạo tràn ra. Sơn hà rừng cây đều run rẩy. Diệp Thần và phong vô cực thân thể, tự nhiên vậy bị đẩy vào cái này Thái Huyền Chu Long Trận bên trong đi. Hai người giằng co. Suy suy suy. Phong vô cực thân thể, nhưng trưng dành ra khói trắng, huyết mạch tựa như gặp phải thứ gì áp chế. Đây là, thượng cổ cao nhất nguyên thuật, Thái Huyền Chu Long Trận. Không thể nào, ngươi làm sao sẽ? Phong vô cực thấy trận pháp này,
nhất thời chấn động phố không dứt. Thái Huyền Chu Long Trận là trong truyền thuyết cổ xưa cao nhất nguyên thuật, mặc dù không bằng Cửu Thiên Thần Thuật, nhưng uy lực vậy là đặc biệt khủng bố, đặc biệt là đối đãi long tộc, có mãnh liệt khắc chế hiệu quả, có thể trấn áp nơi có máu long tộc mạch. Phong Vô Cực, xem ra là mạng ta không nên tuyệt à. Diệp Thần cười lên, liền cảm thấy Phong Vô Cực hơi thở, đang không ngừng suy thoái, đã rơi xuống còn chân cảnh 5 tầng thiên. Một màn này, chân thực quá kinh khủng, thành danh thật lâu long tộc cường giả, vào Thái Huyền Chu Long Trận, đều phải chịu đủ áp chế. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra Phong Vô Cực và vận mệnh tâm ma khác biệt. Bàn về bề ngoài sức chiến đấu, Phong Vô Cực mặc dù rất mạnh, thậm chí trạng thái tột cùng, có thể cùng Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên chống lại, nhưng hắn khí vận căn cơ quá cạn mỏng, hơn nữa không có mình đại lộ tín niệm, chỉ là theo nhờ Vạn Khư Thần Điện, huyết mạch một lần đến áp chế, lập tức không thể xoay mình, tu vi chỉ có thể không ngừng rơi xuống. Phá cho ta! Phong Vô Cực cảm nhận được tự thân tu vi, không ngừng bị áp chế, nhất thời hoảng hồn, long chảo ngang nhiên vung lên, muốn phá vỡ đại trận trói buộc. Vù vù! Nhưng là, cái này đại trận, phảng phất là một cái thế giới độc lập, bên bờ còn quấn một tầng tinh bích hệ, Phong Vô Cực long chảo đánh đi lên, liền tinh bích hệ đều không thể phá vỡ, căn bản xông lên không đi ra. Đáng chết, người sau lưng còn có người, lấy ngươi thực lực, không thể nào thi triển này cùng trận pháp. Phong Vô Cực liền liền gầm thét, nhất thời cảm thấy rơi xuống nguy cơ. Nếu như bình thường tỉ thí, Diệp Thần tuyệt đối không phải là địch thủ của hắn, nhưng là, đặt mình vào ở Thái Huyền Chu Long trận bên trong, hắn tu vi không ngừng bị áp chế, thế cục nghịch chuyển, đến phiên hắn bị Diệp Thần đánh bẹp. Suy suy suy, từng tầng một khói trắng, không ngừng từ Phong Vô Cực trên mình bốc hơi. Rốt cuộc, hắn tu vi, bị áp chế đến còn chân cảnh 3 tầng thiên chừng. Còn chân cảnh 3 tầng thiên. Phong Vô Cực ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn luống cuống, Diệp Thần nhưng mà luân hồi chi chủ chuyển thế, nghịch thiên cấp bậc yêu nghiệt, sức chiến đấu cùng cấp vô địch, thậm chí có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới tác chiến, võ đạo nội tình thâm hậu đến không tưởng tượng nổi. Mình hôm nay cảnh giới này mặc dù như cũ vượt xa hắn, nhưng đối kháng, tất nhiên không địch lại. Thằng nhóc, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, tiếp theo dựa vào chính ngươi. Luân hồi mộ địa bên trong, yếu ớt mấy phần Thái Huyền Trận Hoàng yên lặng nhìn chăm chú hết thảy, thấy Phong Vô Cực tu vi quả nhiên bị áp chế, hắn cũng là hài lòng gật đầu một cái. Cho dù luân hồi mộ địa thăng cấp, nhưng thủ đoạn như vậy, hắn chỉ có thể thi triển mấy lần. Thái Huyền Chu Long Trận uy lực, vô cùng cường đại, đối phó long tộc khắc chế hiệu quả, vào giờ khắc này hiển hiện ra. Nếu như Phong Vô Cực trước thời hạn cảm giác, không có bị Thái Huyền Chu Long Trận bao phủ nói, hắn sẽ không như vậy chật vật, nhưng tiếc là, mới vừa luân hồi mộ địa thăng cấp, khí tượng quá lớn, lòng hắn thần cũng bị rung chuyển, một cái không xem kỹ, rốt cuộc gây thành liền đại họa. Cực ma chi đồng, mất đi thần quang. Diệp Thần ánh mắt nổ tung, hai đạo vũ trụ tinh hà vậy không rõ ràng thâm thúy thần quang, từ hắn trong con ngươi nổ bắn ra ra, trực tiếp hướng Phong Vô Cực lướt đi. Suy suy, Phong Vô Cực nhìn vậy hai đạo ma quang bắn tới, vội vàng lộn long chảo, hơi có điểm chật vật đón đỡ. Nếu như là trạng thái tột cùng, điểm này công kích, hắn hoàn toàn không cần phòng ngự, căn bản không có thể thương tổn tới hắn. Nhưng hiện tại, hắn tu vi cũng bị áp chế đến như vậy bước, Diệp Thần một chút xíu thủ đoạn, cũng có thể muốn mạng hắn. Cho một mình ngươi thống khoái. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, chỉ sợ sẽ có phát sinh ngoài ý muốn, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, quát lên. Thái Thượng Thiên Ma Thể, mở. Diệp Thần lập tức mở ra Thái Thượng Thiên Ma Thể, cả người ra thì có tầng tầng ma văn nổi lên, khí thế của cả người, đổi được vô cùng mãnh liệt, vô cùng dữ tợn, như một cái ra khỏi vỏ ma kiếm, muốn đâm rách thương khung. Sát kiếm bên trên, dấy lên một đạo vô cùng quỷ dị, sợ hãi, tản ra mất đi chập chờn kiêu căng. Nháy mắt tức thì một kiếm chém ra. Một đạo hư ảnh, chợt lóe lên, sáng chói ánh sao từ trên trường kiếm, bộc phát ra, hóa thành một đạo ngân hà, hướng Phong Vô Cực cuộn sạch đi, chính là vậy tinh hồn chảm. Thời khắc này tinh hồn chảm, dung hợp Thái Thượng Thiên Ma lực, uy lực xa không trước đây có thể so với. Thoáng qua, tinh hà kia cùng Phong Vô Cực, ầm ầm đụng nhau. Nhưng là, cái này còn không đủ, Diệp Thần thậm chí vận dụng lục đạo luân hồi pháp, sau lưng hiện ra luân hồi chi bàn hư ảnh, hào hùng sáu đạo hơi thở, hội tụ ở hắn sát kiếm bên trên,
tạo thành một đoàn không rõ ràng hỗn độn sương mù, tràn đầy kinh khủng năng lượng. Một kiếm bạo đánh ra, rào 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 rào, không gian giống như thủy tinh như nhau nghiền hết. Từng đạo mất đi không gian hiện lên. Thằng nhóc, ngươi không nói võ đức, ta không phục. Phong Vô Cực thấy Diệp Thần kiếm ý đánh tới, chỉ cảm thấy ngập trời nguy cơ, nội tâm căm hận tới cực điểm. Diệp Thần cái này một tí, trực tiếp vận dụng chiến lực mạnh nhất, nói rõ là muốn giết người. Nếu như đỉnh cấp tỷ thí, hắn không thể nào thua, nhưng hiện tại tu vi bị áp chế, một chút phản kháng thủ đoạn cũng không có, dĩ nhiên là tức hộc máu, mắng to lên. Người dưới mắt thực lực, và ta chênh lệch không nhiều, người kỹ không bằng người, làm sao quái được ta. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Phong Vô Cực mới vừa lấy trạng thái tột cùng, đuổi giết hắn tên tiểu bối này, cũng không có nói cái gì võ đức, hiện đang chỉ trích hắn thắng không anh hùng, không khỏi quá mức buồn cười. Diệp Thần tinh hồn chạm, uy lực còn lại không giảm. Phong Vô Cực sống chết chỉ ở trong nhất niệm. Một bên Diệp Lạc Nhi, thấy Diệp Thần uy mãnh như vậy hình dáng, cũng là kinh sợ rất cằm. Thế cục nghịch chuyển quá nhanh, mới vừa Diệp Thần còn gặp phải rơi xuống nguy hiểm, nhưng hiện tại nhưng là toàn diện áp chế Phong Vô Cực, thật là làm người thán phục. Thái Thượng Thiên Tàn Đạo. Phong Vô Cực mắt gặp tinh hồn chạm giết tới, vội vàng mở ra đạo pháp. Từng cái đen nhánh răng cưa đao văn, điên cuồng chém đánh ra. Phá! Diệp Thần nghiêm nghị không sợ, sát kiếm đi về trước bạo giết, vậy từng cái màu đen răng cưa, đều bị hắn chấn động được vết nứt, toàn bộ chôn vùi. Cái này Thái Thượng Thiên Tàn nói, mới vừa cắt kim loại bầu trời, nghiền hết thảy, hạng bá đạo, nhưng hiện tại, Phong Vô Cực tu vi bị áp chế, đã không phát huy ra uy lực, bị Diệp Thần mãnh lực một kiếm, trực tiếp đánh được tán loạn. Phốc xích! Đạo pháp bị phá, Phong Vô Cực tại chỗ hộc máu, gương mặt trắng bệch. Cho ta chết. Diệp Thần không có tiếp tục vận dụng tinh hồn chạm, mà là hung mãnh một quyền, thế như trẻ tre. Mắt xem Phong Vô Cực, sẽ bị Diệp Thần quả đấm trực tiếp đánh bể đầu, nhưng vào lúc này, Phong Vô Cực trong cơ thể nhưng toát ra một cổ bích du du sáng bóng, nhưng là một quả ngọc phù. Quả ngọc phù này, in vạn khư hai chữ. Là vạn khư thần điện ban cho hắn hộ thân ngọc phù. Quả ngọc phù này một nổi lên, thì có một tầng màu xanh biếc ánh sáng, tạo thành một màn hào quang, bảo vệ được Phong Vô Cực. 3. Diệp Thần quả đấm, đánh ở tầng này màn hào quang trên, tựa như đánh trúng cây bông vải, nhẹ bỗng không chút nào dùng sức. Vạn khư ban phúc, và quang cùng trần. Phong Vô Cực phát ra ngâm sướng, cái này màu xanh biếc hộ thân màn hào quang, phía trên liền lưu chuyển ra từng tầng một cổ xưa phù văn, còn có từng luồng tiên quang sáng mờ. Không ngừng lưu chuyển, đặc biệt huyền diệu. Tầng tầng bích lục tiên quang, tựa như mang đại đạo hơi thở, và hắn quang, cùng hắn trần, tiêu rõ ràng hết thảy công kích, làm tan rã hết thảy tai họa. Lại là vạn khư thần điện ban phúc phù chiếu. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng thấy Phong Vô Cực sử dụng ngọc phù, cũng là phát ra thanh âm kinh ngạc. Vậy ngọc phù, lại là vạn khư thần điện ban phúc phù chiếu, hàm chứa một chút thượng vị giả uy năng. Có và quang cùng trần đại lộ bí ẩn, vô luận thần thông gì, công kích ở quả ngọc phù này phía trên, cũng sẽ không chút nào tác dụng, tất cả sát thương, đều bị và quang cùng trần, quy về thiên địa tự nhiên. Liền ta lục đạo luân hồi pháp vậy có thể chống đỡ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, coi như là Vũ Văn Cơ Thái Thượng Thiên Thủ nói, cũng không ngăn nổi hắn lục đạo luân hồi pháp, nhưng là, quả ngọc phù này nhưng chặn lại. Thằng nhóc, lại có thể cầm ta ép đến bước này. Người đủ để kiêu ngạo. Phong Vô Cực cắn răng, vậy ngọc phù ánh sáng nhưng mở đi một phần. Hiển nhiên, quả ngọc phù này, cũng không thể vĩnh cửu sử dụng, mỗi dùng một lần, linh khí liền loãng mỏng một phần, một khi linh khí hao hết, ngọc phù này là được phế cặn bã, sẽ không lại chút nào tác dụng. Thượng vị giả ban phúc, không như vậy dễ dàng bắt được. Phong Vô Cực chỉ là vạn khư thần điện đệ tử ký danh, một cái tay sai thôi. Tự nhiên không thể nào đưa tới vạn khư thần điện coi trọng. Nghĩ lúc đó, ở trên trời ngục thời điểm, Diệp Thần chặt đứt Thái Thượng Thiên Nữ tơ tình, cũng thiếu chút nữa lấy được rồi thượng vị giả ban phúc phù chiếu, đáng tiếc cuối cùng bị Đế Thích Thiên hủy diệt. Hiện tại ở Phong Vô Cực nơi này, thật khi thấy vạn khư ngọc phù, Diệp Thần coi như là tiến một bước biết thượng vị giả đáng sợ, một quả đơn giản phù chiếu, lực phòng ngự liền so Thái Thượng Thiên thủ đạo lợi hại, liền hắn lục đạo luân hồi pháp cũng đánh không phá. Giết! Diệp Thần lại không có lúc này bỏ qua ý, hắn nhìn ra được,
cái này cái vạn khư ngọc phủ linh khí căn cơ đặc biệt cạn, không thể sử dụng quá lâu, càng không thể thường xuyên sử dụng. Chỉ cần hắn chiến đấu tiếp, ép được phong vô cực ngọc phủ tắt, chính là chém chết hắn lớn thời cơ tốt. Nắm giữ kiếm pháp, Diệp Thần rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, một kiếm vung chém ra. 3. Diệp Thần trường kiếm, chém ở đó vạn khư ngọc phù trên vòng bảo vệ, cũng là phát ra thanh âm yếu ớt, tựa như đụng phải bọt biển. Đúng cái vạn khư ngọc phù, đều mang và quang cùng Trần Đại Lộ hai uẩn, có thể làm tan rã hết thảy công kích. Nhưng là, ngọc phù uy năng, cũng không thể kéo dài, chỉ cần Diệp Thần chém nữa hơn mấy kiếm, vậy ngọc phù thế tất yếu tắt. Thằng nhóc, người thắng không anh hùng. Phong vô cực nhưng không nghĩ ham chiến, mượn vạn khư ngọc phù bảo vệ, trực tiếp xông ra Thái Huyền Chu Long trận. Ngày hôm nay ngươi mượn trận pháp đánh lén ta, lần kế, ngươi không có số phân tốt như vậy. Ngươi thành công chọc giận ta, sau này thì coi là Minh Long thần tộc không nói, ta cũng sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Phong vô cực nhìn xem mở đi rất nhiều ngọc phù, nội tâm đau đớn không dứt, cực hận Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần không cần trận pháp nói, hắn ngày hôm nay sẽ không chật vật như vậy. Suy. Ở bỏ xuống đôi câu lời độc ác sau đó, phong vô cực nhanh chóng biến dạng hư không rời đi, cũng không dám lại lưu lại nữa, sợ Diệp Thần sau lưng cao nhân ra tay, đem hắn lần nữa kéo vào đại trận, vậy thì phiền toái. Diệp đại ca, người thắng. Diệp Lạc Nhi thấy phong vô cực rời đi, chợt cảm thấy sống sót sau tai nạn, mặt đầy hân hoan. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, may mắn thôi, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền chuẩn bị mang Diệp Lạc Nhi rời đi. Lần này có thể đánh bại phong vô cực, may mà Thái Huyền trận hoàng. Tiền bối, đa tạ. Diệp Thần tinh thần, tiến vào luân hồi mộ địa bên trong đi, hướng Thái Huyền trận hoàng đạo cảm ơn. Thái Huyền trận hoàng ngạo nghễ phiêu đứng thẳng, tự có một cổ cao nhân tuyệt thế khí thế, chỉ là so mới vừa dẫn động thời điểm mờ đi mấy phần. Hiển nhiên hôm nay thủ đoạn như vậy bày trận cũng không thể thi triển qua hơn. Thái Huyền trận hoàng hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Diệp Thần, nói, không cần cảm ơn ta, có thể đánh bại phong vô cực, là ngươi thực lực. Tiền bối nói đùa. Diệp Thần rất rõ ràng, nếu như đỉnh cấp tỷ thí, hắn còn không phải là phong vô cực địch thủ, lần này là nhờ có Thái Huyền trận hoàng, dùng trận pháp đem phong vô cực tu vi, áp chế đến mình tầng thứ. Nếu không, Diệp Thần căn bản không có khả năng chiến thắng. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía luân hồi mộ địa ở giữa Sùng Quang Thần Hà Cung, hỏi Thái Huyền trận hoàng đạo, tiền bối, Sùng Quang Thần Hà Cung ở giữa đại năng có thể muốn thoát khốn ra. Vì sao chậm chạp không gặp bóng người? Thái Huyền trận hoàng con người híp lại, nói, rất nhanh liền gặp được, nhưng không phải hiện tại, bọn họ bị kẹt quá lâu, vô tận năm tháng, ý chí và thân xác cũng chịu đủ tàn phá. Chỉ có ở Sùng Quang Thần Hà Cung bên trong mượn luân hồi mộ địa linh khí khôi phục trạng thái, hoàn toàn tỉnh lại, mới có thể từ trong đi ra. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ cần và vậy lưu lại nơi này đạm bạc ý chí kết hợp. Mỗi một vị đại năng mặc dù tiêu tán, nhưng ở luân hồi mộ địa để lại nhân quả và cực kỳ đạm bạc ý chí. Cái này cần thời gian. Bất quá cũng may, bọn họ thân ở luân hồi mộ địa, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Diệp Thần hơi có chút nhớ, không nghĩ nhiều nữa. Đáng tiếc bị phong vô cực chạy. Diệp Thần than thở một tiếng, đáng tiếc không có thể giết chết phong vô cực. Thái Huyền trận hoàng đạo, hắn là vạn khư đệ tử ký danh, có thượng vị giả ban phúc, tự nhiên không như vậy dễ dàng giết chết, ngươi sau này có thể được chú ý, không muốn lại bại lộ, nếu không hắn lại đuổi giết ngươi, ngươi không chịu nổi. Phong vô cực này nhóm cao thủ, đặc biệt nhạy bén, trên qua một lần làm. Lần sau cũng sẽ không bị lừa. Cùng lần kế, hắn có cảnh giác phòng bị, Thái Huyền trận hoàng lại bày trận, liền mệt không ở hắn. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nếu như chỉ là hắn một người nhân quả, vậy dĩ nhiên dễ dàng che giấu, nhưng cộng thêm Diệp Lạc Nhi, có thể không nhất định. Thái Huyền trận hoàng cũng biết Diệp Thần tâm tư, nói, ngươi muốn tìm kiếm thiên nhân vực thế lực, che chở vậy nha đầu. Diệp Thần nói, chính phải. Diệp Lạc Nhi thức tỉnh Long Thần Phá Thiên Quyết, đã đưa tới Minh Long Thần Tộc mơ ước, phong vô cực chỉ là một bắt đầu, sau này còn sẽ có liên tục không ngừng Minh Long cao thủ, muốn bắt Diệp Lạc Nhi, cướp lấy Long Thần Phá Thiên Quyết. Chỉ có tìm được một cái đủ cường đại thế lực, mới có thể bảo vệ Diệp Lạc Nhi an toàn. Hơn nữa, Diệp Thần vì né tránh phong vô cực, Hồng Thiên Kinh nhóm cao thủ dò xét,
cũng chỉ có thể và Diệp Lạc Nhi phân biệt, bởi vì Diệp Lạc Nhi thức tỉnh cửu thiên thần thuật, khí cơ chân thực quá bàng bạc, rất khó che giấu. Thái Huyền Trận Hoàng trầm tư một hồi, nói ta trước kia sáng lập một cái môn phái, kêu Thái Huyền Trận Môn, là thiên nhân vực thế lực, năm đó đủ để chống lại Minh Long thần tộc, nhưng không biết ngày hôm nay như thế nào, người có thể đi thử vận khí một chút. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói tiền bối, môn phái của ngươi còn ở. Mượn cực ma chi đồng thấy rõ, Diệp Thần tự nhiên biết Thái Huyền Trận Hoàng thân phận. Năm đó Thái Huyền Trận Hoàng, là nhất phái tôn sư, thế lực vô cùng cường đại, hắn khai sáng Thái Huyền Trận Môn, chính là thiên nhân vực mạnh một trong những đại thế lực. Nhưng hôm nay mấy chục ngàn năm trôi qua, Thái Huyền Trận Hoàng đạo thống, có thể đã sớm suy sụp. Thái Huyền Trận Hoàng đạo, ta cũng không biết, cho nên kêu ngươi đi thử vận khí một chút, ta năm đó ở Dương Chân vực thiết lập một nơi tiếp đón chi địa, bên trong có sứ giả trông coi, ngươi có thể đi xem, vị trí hẳn ở. Thôi, mấy chục ngàn năm bể dâu, lúc quá cảnh di chuyển, ta cũng không có thể xác định, ngươi tốt nhất trước suy diễn tính toán một phen. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này mở cực ma chi đồng, rình rập sau lưng nhân quả. Nhất thời, Diệp Thần liền phát hiện, chỗ này tiếp đón chi địa còn ở, nhưng mấy chục ngàn trong thời kỳ, rời liền nhiều lần, trước mắt ở một nơi trong đạo quan mặt. Thái Huyền Trận Hoàng hỏi, như thế nào? Diệp Thần nói, tiền bối, vậy tiếp đón chi địa còn ở, nhưng môn phái của ngươi, cụ thể tình thế như thế nào, ta nhưng không thấy rõ. Thái Huyền Trận Hoàng sáng lập Thái Huyền Trận Môn, ở thiên nhân vực, Diệp Thần muốn rình rập tất cả thiên cơ nói, phải đi thiên nhân vực. Hiện tại hắn ở Dương Chân vực, không thấy rõ, chỉ có thể xác định vậy tiếp đón chi địa, đúng là vẫn tồn tại. Thái Huyền Trận Hoàng trầm ngâm một hồi, nói, đã như vậy, vậy ngươi đi ngay vậy tiếp đón chi địa xem, nếu như ta môn phái còn ở, có thể che chở vậy nha đầu, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần nói, giữa lúc như vậy, Thái Huyền Trận Hoàng là luân hồi mộ địa bên trong đại năng, có thể tuyệt đối tin cậy, thà đem Diệp Lạc Nhi giao phó cho người ngoài, ngược lại không như an bài đi Thái Huyền Trận Môn. Bất quá điều kiện tiên quyết là, Thái Huyền Trận Môn vẫn tồn tại, hơn nữa đừng suy sụp được quá lợi hại, nếu không, căn bản không bảo vệ được Diệp Lạc Nhi. Lập tức Diệp Thần mang Diệp Lạc Nhi, biến dạng hư không, đi một nơi kêu Huyền Vân Sơn địa phương, huyền trên Vân Sơn có một cái Huyền Vân Quan, chính là Thái Huyền Trận Môn tiếp đón chi địa.